Vừa mới hắn thiên hỏa bùng nổ, lại đốt không ngừng trên cánh tay trái khí thiên tỏa dây xích, rõ ràng là bởi vì có cái này khí thiên tỏa tồn tại. Khí thiên tỏa, phong cấm thần cách vận mệnh, người một khi mang theo, liền lại nhận khí thiên tuyệt mệnh sát khí ăn mòn cùng áp chế, vận mệnh sẽ trở nên giống khí thiên đế như vậy, triệt để bị thượng thiên vứt bỏ. Diệp thần bị khí thiên tỏa khóa lại, đến tiếp sau chỉ sợ sẽ vô cùng phiền phức. Xiềng xích này, không ngừng ăn mòn hắn, hắn luân hồi thiên quốc, còn có long đằng mệnh tinh, liệt nhật mệnh tinh, đêm tối mệnh tinh, thiên hỏa mệnh tinh các loại, đã bắt đầu xuất hiện quỷ bí khí tượng, liền là bị từng đầu to lớn đen kịt xích sắt quấn chặt lấy. Đáng chết, này khí thiên tỏa nếu là không giải quyết, ta cũng không thể an sinh. Diệp thần khẽ cắn môi, bất quá may mắn, tinh đồng thiên tôn cùng thiên khải chí tôn đã giải quyết, liền coi như bọn họ có thể phục sinh, cũng là nguyên khí bị thương nặng, lật không nổi cái gì gợn sóng. Phía dưới gió lốc tinh vực cùng tử thần giáo đoàn đám võ giả, hoảng sợ tứ tán chạy thục mạng. Đại chiến tựa hồ kết thúc, nhưng Diệp thần nội tâm, y nguyên có loại cảm giác bất an. Hắn ánh mắt nhìn về phía Triệu Ngưng Mộng. Chỉ thấy Triệu Ngưng Mộng, trên người có từng sợi màu đen sát khí tràn ngập ra, đó là ác mộng suối chi thủy sát khí. Thân hạc ban đầu nghĩ chiếu cố Triệu Ngưng Mộng, nhưng thấy Triệu Ngưng Mộng bộ dáng như vậy, nàng lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Bởi vì cái kia cô ác mộng sát khí, để cho nàng thấy bất an mãnh liệt. So vĩ thú khí còn đáng sợ hơn. Bù! Cơ hồ không có chút gì do dự, thân hạc vội vàng bay ngược. Triệu Ngưng Mộng trên mặt lộ ra cười khổ, chỉ cảm thấy ý thức của mình, đang không ngừng trở nên mơ hồ. Nàng rất nhanh muốn mất phương hướng. Vừa mới Diệp thần thiên hỏa mệnh tinh nhiệt độ cao, nhưng trong cơ thể nàng ác mộng suối chi thủy, triệt để sôi trào lên, nàng đã vô pháp áp chế. Cô nương, mau giết ta. Triệu Ngưng Mộng nhìn xem thân hạc, vội vàng nói. Nàng biết mình sắp không chịu được nữa. Tốt. Thân hạc mắt thấy tình thế nguy cấp, biết Triệu Ngưng Mộng một khi phát tác, hậu quả khó mà lường được. Nàng lập tức giơ trường kiếm lên, liền muốn đem Triệu Ngưng Mộng giết, đoạn tuyệt hậu hoạn. Dừng tay. Diệp thần phi xuống dưới, lớn tiếng quát dừng thân hạc. Triệu Ngưng Mộng dù sao đối với hắn ân chú ý có thừa, hắn há có thể vong ân phụ nghĩa. Luân hồi chi chủ, ta không chịu nổi. Triệu Ngưng Mộng thở dốc lên, làn da của nàng tại nứt ra, có không thể diễn tả đồ vật chảy ra đến, ác mộng sát khí từng sợi dâng lên mà ra, như khói xám bao phủ nàng toàn thân. Diệp thần sầm mặt lại, hiện tại hắn vừa mới đại chiến hoàn tất, vô cùng suy yếu, đối mặt Triệu Ngưng Mộng như vậy ác mộng sát phát tác cục diện, cũng thấy 10 điểm khó giải quyết. Kiên trì một hồi nữa, nhân mã của ta lên tới. Diệp thần đi qua ôm Triệu Ngưng Mộng bả vai, đem chính mình ngón tay vạch phá, nhét vào trong miệng nàng đi. Ngô! Triệu Ngưng Mộng vô ý thức mút vào Diệp thần ngón tay, mút vào phía trên chảy ra luân hồi máu, giảm bớt lấy ác mộng suối chi thủy sát khí. Diệp thần sắc mặt tái nhợt, cưỡng ép chống đỡ lấy. Hắn không thể vứt xuống Triệu Ngưng Mộng, chỉ cần Nhậm Phi Phàm cùng Phật Tổ buông xuống, Triệu Ngưng Mộng còn có cơ hội sống sót. Triệu Ngưng Mộng đầu dựa vào Diệp thần trên đầu vai, thân thể không ngừng lạnh cóng, không ngừng thở. Tại trọn vẹn thời gian một nén nhang đi qua sau, Nhậm Phi Phàm cùng Phật Tổ còn không có buông xuống, Triệu Ngưng Mộng biết mình không chịu đựng nổi, đột nhiên đẩy ra Diệp thần, nói. Nhanh lên! Câu nói này vừa dứt dưới, vô biên vô tận hắc ám sát khí, liền đem Triệu Ngưng Mộng bao phủ hoàn toàn. Tiếp theo sát, tại cái kia hắc ám sát khí bên trong, leo ra một đạo thân ảnh, đã nhìn không ra Triệu Ngưng Mộng bộ dáng. Ác mộng suối chi thủy triệt để phát tác, Diệp thần triệt để chấn kinh, chỉ thấy Triệu Ngưng Mộng biến thành một đầu xấu xí quái vật, làn da của nàng biến thành ám hắc sắc, bao trùm lấy rất nhiều nhô ra lân phiến, phảng phất là theo địa ngục thâm uyên bên trong chui ra ngoài ma vật. Cặp mắt của nàng lộ ra không nhân tính màu đỏ hung quang, con ngươi màu đen tản ra sát khí lạnh lẽo. Răng trở nên bén nhọn vô cùng, trong miệng phát ra khát máu tiếng gào thét. Diệp thần cảm nhận được áp lực cực lớn cùng kinh khủng, phảng phất tại đối mặt một thứ từ địa ngục chui ra ngoài ác ma. Không, Diệp thần không thể nào tiếp thu được một màn trước mắt, trong lòng thống khổ mà lo lắng, hắn không nghĩ tới ác mộng suối chi thủy phát tác, thế mà quỷ dị như vậy cùng khủng bố. Vừa mới vẫn là nhu nhược Triệu Ngưng Mộng, giờ phút này như dã thú yêu ma, gầm thét huy động lợi chảo, mãnh liệt thẳng hướng Diệp thần. Cẩn thận! Thân hạc vội vàng kéo lấy Diệp thần cấp tốc lui về sau đi,
Triệu Ngưng Mộng gầm thét, theo đuổi không bỏ, phía dưới Nguyên Linh Quốc các thiếu nữ, mắt thấy một màn này, tất cả đều tuyệt vọng, tất cả mọi người khóc lên, quỳ trên mặt đất. Chiến thắng Tinh Đồng Thiên Tôn cùng Thiên Khải Chí Tôn, vốn là giá trị phải cao hứng sự tình, nhưng chẳng ai ngờ rằng, Triệu Ngưng Mộng lại biến thành bộ dáng như thế. Ác mộng suối chi thủy phát tác Triệu Ngưng Mộng, 10 điểm hung mãnh, Diệp Thần cùng Thân Hạc không ngừng chật vật tránh né lấy. Ông! Đúng vào lúc này, một thanh to lớn đen kịt, thuần túy là thái cổ ma khí ngưng tụ mà thành ma kiếm, từ trên trời giáng xuống, mang theo hung mãnh cuồng bạo sát khí, suy suy vạch phá không khí, thổi phù một tiếng, quán xuyên Triệu Ngưng Mộng thân thể, mãnh liệt đưa nàng đóng ở trên mặt đất. Đại ca, không có sao chứ? Một đạo trầm hậu thanh âm vang lên. Hàn Diễm tới. Hàn Diễm toàn thân ma khí lượn lờ, đã tiến nhập thái cổ kiếm ma trạng thái. Lần trước hắn đạt được Diệp Thần cho thất bảo tĩnh tâm liên, có thể tiến một bước mở ra kiếm ma lực lượng. Giờ phút này hóa thân kiếm ma hắn, khí thế 10 điểm hung mãnh. Nhưng, Triệu Ngưng Mộng cũng không hề yếu. Bị Hàn Diễm ma kiếm đóng ở trên mặt đất nàng, thân thể kịch liệt giãy giụa lấy, phát ra gầm thét, từng sợi ác độc ô uế vật chất, theo trong cơ thể nàng chảy xuôi mà ra, hóa thành trường tiên cùng xúc tu, quét ngang hướng Hàn Diễm. Nữ nhân này đã điên rồi. Ta mang nàng đi yên tĩnh một chút. Hàn Diễm vẻ mặt nghiêm túc, biết nếu như lại để cho Triệu Ngưng Mộng lưu tại nơi này, hậu quả sẽ rất khủng bố. Coi như hắn cuối cùng có thể trấn áp Triệu Ngưng Mộng, chiến đấu dư ba, chỉ sợ cũng phải thương tới người bên ngoài. Ngay sau đó, Hàn Diễm không do dự, lập tức phi thân xuống, nắm lên kịch liệt giãy giụa Triệu Ngưng Mộng, mang nàng hướng bầu trời phương xa bay đi. Hàn đệ, người muốn đi đâu? Diệp Thần vội vàng hỏi. Hàn Diễm cười khổ một tiếng, nói, không biết, tóm lại rời khỏi nơi này trước lại nói. Dứt lời, Hàn Diễm cũng không đợi Diệp Thần hồi ứng, lập tức liền mang đi Triệu Ngưng Mộng. Rất nhanh, hai người khí tức, liền hoàn toàn biến mất tại gió lốc tinh vực. Diệp Thần cùng Thân Hạc tướng liếc mắt một cái, đồng đều cảm giác ngưng trọng. Luân hồi chi chủ, người vẻ mặt tốt tái nhợt, tiêu hao quá lớn, nghỉ ngơi trước đi. Nơi này giao cho ta. Thân Hạc thấy Diệp Thần trạng thái như thế hỏng bét, chỉ sợ hắn xảy ra chuyện. Diệp Thần nghe nói như thế, cũng thấy một hồi nồng đậm ủ rũ, phô thiên cái địa dâng lên, sau đó hắn liền té xỉu ở Thân Hạc trong ngực. Tử thần giáo đoàn lãnh địa. Một tòa tế đàn lên. Thiên Khải Chí Tôn tại tế đàn bên trên phục sinh, một phục sinh liền mềm quỳ trên mặt đất, lớn miệng phun ra máu tươi, gương mặt trắng như tờ giấy mảnh. Tử thần giáo đoàn chấn động, các phương hắc ám tín đồ, cuống quýt chạy tới tế đàn chỗ. Ta thua rồi. Luân hồi oai, chấn động cổ kim, hiến tế át chủ bài, tựa hồ còn nắm giữ không thuộc về hắn lực lượng, loại kia nghịch thiên trạng thái, ta không phải địch thủ của hắn, ta không có tư cách lại làm giáo chủ của các ngươi. Hiến tế ta đi, bằng vào ta làm tế phẩm, khôi phục sơ đại tử thần, cũng chính là cực đạo ma tôn đại nhân huyễn tưởng thân, khiến cho hắn làm giáo chủ của các ngươi. Thiên Khải Chí Tôn xếp bằng ở tế đàn bên trên, mặt như cho tàn. Một đám hắc ám tín đồ nghe vậy, đều là đại chấn, dồn dập khóc lớn lên, nhưng không có ai dám đi hiến tế Thiên Khải Chí Tôn. Thiên Khải Chí Tôn chậm rãi nói, ta mặc dù bại, nhưng luân hồi chi chủ cũng không dễ chịu, hắn bị ta dùng khí thiên tỏa khóa lại, khí vận mệnh cách đều lớn chịu áp chế, nếu như không giải quyết thích đáng, hắn cuối cùng vận mệnh, muốn như khí thiên đế như vậy, bị thượng thiên vứt bỏ cùng gạt bỏ. Nhưng, luân hồi chi chủ có đại khí vận, hắn cuối cùng khẳng định có thể giải quyết. Nghĩ triệt để gạt bỏ hắn, chỉ có lập tức đem ta hiến tế, khôi phục sơ đại tử thần, dạng này có khả năng thừa dịp hắn còn không có giải quyết khí thiên tỏa gông cùng xiềng xích, giết hắn. Một đám hắc ám tín đồ nói, giáo chủ đại nhân, không có ngươi, chúng ta nhưng làm sao bây giờ a? Chỉ có ngươi, mới là giáo chủ của chúng ta. Soạt! Tại bên rìa tế đàn. Một luồng khói đen lưu động, hiển hóa ra một đạo thân ảnh. Là Tinh Đồng Thiên Tôn. Hắn cũng sống lại. Phục sinh sau Tinh Đồng Thiên Tôn, cũng là hư thoát đến lợi hại, quỳ xuống đất thở hào hển, nhìn xem một bên Thiên Khải Chí Tôn, nói Thiên Khải giáo chủ, người cùng ta đều còn chưa chết hẳn, sự tình còn có chuyển cơ. Thiên Khải Chí Tôn cười khổ nói, có cái gì chuyển cơ? Tinh Đồng Thiên Tôn thở dài nói, thỉnh Sửu Thần ra mặt đi. Sửu Thần. Thiên Khải Chí Tôn ra mặt run run, bây giờ Diệp Thần gặp khí thiên tỏa gông cùng xiềng xích, thỉnh Sửu Thần ra tay,
hoàn toàn chính xác có đánh giết cơ hội thành công. Nhưng, cùng sửu thần giao dịch, cung cấp là tranh ăn với hổ, trời biết sẽ có hậu quả gì không? Tinh Đồng Thiên Tôn trầm giọng nói, chỉ có biện pháp này. Thiên Khải Chí Tôn yên lặng. Ai nha, là ai đang kêu gọi tên của ta? Ngay tại toàn trường lặng im, bầu không khí gấp túc thời điểm, một đạo trêu tức thanh âm, từ phía chân trời truyền đến. Chỉ thấy một cái màu đen bình nhỏ, quay tròn xoay tròn, bay xuống đến mọi người trên đỉnh đầu. Đó là một cái nước bình, bên trong chứa một bình nước suối, chiếu rọi tinh không, tử thần giáo đoàn bầu trời rõ ràng là đen kịt một màu, nhưng này nước suối lại tỏa ra tinh không, sáng chói ánh sao lấp lánh, để cho người ta nhìn thoáng qua, liền thấy tâm thần thanh thản, tinh thần lanh lẹ. Vừa mới phục sinh Tinh Đồng Thiên Tôn cùng Thiên Khải Chí Tôn, ban đầu tiêu hao rất nhiều, gần như sụp đổ cùng suy yếu, nhưng khi hai người thấy cái kia bình nước suối về sau, bọn hắn lập tức tinh thần đại chấn, nguyên khí khôi phục rất nhiều. Cái kia một bình nước suối, năng lượng nội tình quá kinh khủng, chẳng qua là nhìn một chút, liền có thể tẩm bổ người nguyên khí tinh thần, nếu là uống hết, trời biết sẽ có bao lớn thuế biến. Lộc cộc, bình bên trong nước suối sôi trào nổi lên, từ bên trong leo ra ngoài một cái dơ bẩn ghê tởm quái vật. Quái vật kia chính là sửu thần. Sửu thần ghê tởm cùng xấu xí, đã không thể dùng lời nói đi hình dung, nhưng hắn theo cái kia bình trong suối nước leo ra, nước suối như tinh không lành lạnh khí tức, che đậy kín hắn ghê tởm sát khí, bằng không, chỉ là khí tức của hắn, liền muốn nhường tử thần giáo đoàn rất nhiều hắc ám tín đồ, trực tiếp hỏng mất. Thiên Khải Chí Tôn cùng Tinh Đồng Thiên Tôn một hồi kỳ dị, hiện lên hiện tại bọn hắn trước mặt, là vô cùng quái dị cảnh tượng. Sửu thần mặc dù ghê tởm, nhưng hắn ộ uế cùng tà sát, lại không có ảnh hưởng chút nào đến cái kia bình nước suối. Cái kia bình nước suối y nguyên như tinh không tinh khiết cùng lành lạnh, để cho người ta nhìn thoáng qua liền muốn uống một ngụm. Là ác mộng suối chi thủy. Thiên Khải Chí Tôn cùng Tinh Đồng Thiên Tôn nhìn nhau, trong lòng hoảng nhiên, lại không hiểu có chút tâm động. Muốn uống sao? Sửu thần bắt đầu cười hắc hắc, nhìn xem Thiên Khải Chí Tôn. Thiên Khải Chí Tôn yên lặng một hồi, sau đó gật đầu nói, cho ta. Hắn biết uống xong ác mộng suối chi thủy, tác dụng phụ cực lớn, nhưng hắn cần này nước suối tới khôi phục lực lượng. Sửu thần cười ha ha, nói, người muốn uống, ta hết lần này tới lần khác không cho. Người đánh với luân hồi một trận, hao tổn quá nghiêm trọng, người không có tư cách uống xong ta linh tuyền. Nghe được sửu thần tiếng cười đắc ý, Thiên Khải Chí Tôn khuôn mặt bỗng nhiên biến sắc. Quát, ngươi có ý tứ gì? Dám tiêu khiển ta? Sửu thần cười hắc hắc nói, đừng nóng giận, ngươi không phải nghĩ ủy thác ta ra tay, giúp các ngươi gạt bỏ luân hồi chi chủ sao? Hắc hắc, luân hồi chi chủ bị khí thiên tỏa gông cùng xiềng xích, đích thật là ta xuất thủ thời điểm. Nhưng, muốn gọi ta ra tay, các ngươi cũng phải trả giá một chút. Thiên Khải Chí Tôn trầm giọng nói, cái gì đại giới? Sửu thần liếm môi một cái, nói cái này đại giới nha. Hắn truyền ra một luồng ý niệm, một cỗ khói đen giống như rắn độc leo đến Thiên Khải Chí Tôn trên thân. Thiên Khải Chí Tôn nghe được sửu thần truyền âm, chỉ một thoáng sắc mặt đại biến, không được. Sửu thần gọi hắn trả ra đại giới, hắn hiển nhiên là không thể tiếp nhận. Tinh Đồng Thiên Tôn hết sức tò mò, không biết cái kia đại giới là cái gì, chẳng lẽ so uống xong ác mộng suối chi thủy còn nghiêm trọng, nhưng hắn cũng không tiện hỏi nhiều. Sửu thần cười hắc hắc. Nói cần phải bỏ ra thẻ đánh bạc, ta đã nói cho ngươi, ta cho ngươi một đêm thời gian cân nhắc, ngày mai lại nói cho ta biết đáp án. Nói xong, sửu thần thân thể liền biến mất tại trong suối nước, sau đó theo cái kia màu đen bình nhỏ, tan biến ở trong hư không. Thiên Khải Chí Tôn vẻ mặt âm trầm đến đáng sợ. Đúng lúc này, phương xa có một luồng màu xanh lá thần mang, phóng lên tận trời, diễn hóa xuất hoa lan tử la, rừng rậm đại thụ, hoa tươi cỏ xanh. Hồ điệp cầu vồng chờ rất nhiều mộng ảo khí tượng. Như vậy mộng ảo khí tượng, tại hắc ám tử thần giáo đoàn bên trong, lộ ra 10 điểm chú mục. Đó là cái gì? Tinh Đồng Thiên Tôn giật mình, hắn cảm thấy có một cổ lực lượng cường đại quật khởi. Là thảo thần, mới thảo thần xuất thế. Thiên Khải Chí Tôn cười khổ, nhà ruột còn gặp mưa, hắn trơ mắt nhìn xem một đời mới thảo thần xuất thế, cũng đã vô lực ngăn trở. Tinh Đồng Thiên Tôn bấm ngón tay tính toán. Ngốc ngốc nói, tôn di, dừng rậm sách. Này mới thảo thần, là luân hồi chi chủ nữ nhân. Mới thảo thần đăng cơ, luân hồi khí vận lại muốn tăng vọt a.
nếu như không gọi Sửu Thần ra tay, không ai có thể đè ép được tiểu tử kia. Thiên Khải Chí Tôn đôi mắt lấp lánh, nhớ tới vừa mới Sửu Thần nói tới thẻ đánh bạc, hắn thân thể run rẩy lên. Khoản giao dịch này, khó thực hiện a. Thiên Ma Tinh Hải. Tôn Di theo Thiên Ma Tinh Hải chỗ sâu nổi lên mặt nước, trong veo giọt nước rơi vào trên da thịt của nàng, như là óng ánh ngọc thạch, tản mát ra mê người sáng bóng. Nàng thon dài dáng người, như ẩn như hiện đường cong, đôi mắt thâm thúy, như là xanh biếc hồ nước, nhìn như bình tĩnh, kỳ thực ẩn chứa vô tận trí tuệ cùng linh động. Nàng đã hoàn mỹ kế thừa hai đời Thảo Thần Đạo Thống, trên thân bắn ra vô tận xanh biếc hào quang, nồng đậm thảo mộc tinh hoa, thậm chí làm cho ngày xưa hắc ám ô uế Thiên Ma Tinh Hải xuất hiện ngắn ngủi tinh khiết cùng trong veo. Nước biển thế mà biến trong. Khí thiên tỏa, đáng chết, này Thiên Khải Chí Tôn, thủ đoạn thật sự là âm hiểm a. Tôn Di đôi mắt đẹp ngưỡng vọng hướng bầu trời, đã nhìn thấy đủ loại thiên cơ, biết được Diệp Thần tao ngộ. Nàng tầm mắt chuyển động ngưng tư lấy, tản ra khí thế như là một gốc sinh trưởng tại đầy đủ đất đai bên trong cỏ non, tuy lại yếu đuối, lại ẩn chứa vô tận lực lượng cùng trí tuệ, bền bỉ mà cứng cỏi. Ta muốn về Thượng Hoàng Thiên Cung, cứu vớt Diệp Thần. Tôn Di thân ảnh ngự phong đi xa, lưu lại tràn ngập tại Thiên Ma Tinh Hải bên trong nhu hòa vầng sáng, đợi đến triệt để sau khi rời đi, hết thảy nhu hòa cùng tươi mát đều biến mất, Thiên Ma Tinh Hải một lần nữa trở nên ô uế cùng vẩn đục. Tại Thiên Ma Tinh Hải phụ cận, ẩn nấp lấy không ít Tử Thần giáo đoàn cường giả, nhưng không ai dám ra ngoài ngăn cản Tôn Di. Bởi vì, vừa mới trèo lên thần xưng cực Tôn Di, khí thế khí vận chính là nhất bàng bạc thời điểm, Thiên Khải Chí Tôn nhận như thế tổn thương nghiêm trọng, Tử Thần giáo đoàn căn cơ hồ muốn sụp đổ, tự lo không xong, chỗ nào còn có thể ngăn cản Tôn Di. Gió lốc tinh vực. Diệp Thần theo trong ngủ mê tỉnh lại. Hắn vừa tỉnh dậy, liền thấy hai khuôn mặt quen thuộc. Chính là Nhậm Phi Phàm cùng Phật Tổ. Nhậm tiền bối, Phật Tổ. Diệp Thần thân thể bắn lên, phát hiện mình thân thể hao tổn, đã khôi phục, thậm chí so trước kia còn mạnh hơn. Tu vi của hắn, vậy mà tấn thăng đến thần đạo cảnh 5 tầng trời. Đánh với Thiên Khải Chí Tôn một trận, hắn tiêu hao mặc dù to lớn, nhưng phá rồi lại lập, tu vi cũng đi theo đột phá. Ngươi tại lúc hôn mê, tu vi đột phá, cũng không cần ta thay ngươi chữa thương, chính ngươi liền khôi phục nguyên khí. Nhậm Phi Phàm thản nhiên nói. Diệp Thần luân hồi huyết mạch cường hãn, tu vi một thoáng đột phá, cái gì thương thế cùng hao tổn đều khôi phục, long tinh hổ mãnh. Nhưng, Diệp Thần lại cảm thấy mình cánh tay trái, 10 điểm trầm trọng. Hắn nâng lên cánh tay trái, liền thấy trên cánh tay trái quấn quanh lấy từng đầu xích sắt, phía trên có treo một cái đồng khóa. Này khí thiên tỏa! Diệp Thần đồng tử co vào. A-di-đà Phật! Phật Tổ thở dài một hơi, nói, luân hồi chi chủ, người hôn mê 2 ngày. Này 2 ngày thời gian, ta cùng Nhậm huynh, đã bình định gió lốc tinh vực, liền là hàn kiếm mà mang đi phong bạo nữ vương, tung tích không rõ sống chết. Ác mộng suối chi thủy không tốt giải quyết a. Đến mức người khí thiên tỏa, cũng không so giải quyết ác mộng suối chi thủy dễ dàng bao nhiêu. Ta cùng Nhậm huynh, đều không có thích đáng biện pháp. Diệp Thần vẻ mặt ảm đạm, nói, phải không? Kinh ngạc nhìn xem trên cánh tay trái quấn quanh xích sắt. Dừng một chút, hắn lại hỏi, Thượng Hoàng Thiên Cung như thế nào? Phật Tổ nói, ta cùng Nhậm huynh cảm giác được gió lốc tinh vực biến động, biết ngươi có khó lường nguy hiểm, liền muốn hàng lâm xuống giúp ngươi, nhưng sợ chúng ta sau khi đi, kẻ địch sẽ trộm nhà, cho nên lại tại Thượng Hoàng Thiên Cung bày tầng tầng trận pháp phòng bị, thời gian chậm trễ một chút. Chờ chúng ta đi tới thời điểm, ngươi đã hôn mê, hàn kiếm ma cũng mang theo phong bạo nữ vương biến mất. Ngươi không cần lo lắng. Thượng Hoàng Thiên Cung an toàn cực kỳ. Việc cấp bách, là giải quyết trên người ngươi khí thiên tỏa gông cùng xiềng xích, này khí thiên tỏa nếu như không chặt đứt, sẽ có vô cùng vô tận phiền toái. Diệp Thần nhẹ nhàng chuyển động cánh tay, cũng là thấy cái kia xiềng xích như giỏi trong xương, thật sâu xiết vào da thịt của hắn bên trong, trận trận đau đớn. Thân thể đau đớn vẫn là nhẹ, nặng nhất là trên tinh thần tra tấn, loại kia bị thượng thiên vứt bỏ đi cảm giác, cũng không tốt chịu. Nhậm tiền bối, ngươi còn có biện pháp, giải quyết này khí thiên tỏa. Diệp Thần hỏi. Nhậm Phi Phàm đạo, khó, đây là Thiên Khải Chí Tôn hao tổn tận tâm huyết chế tạo đồ vật, một khi bị khóa lại, liền không thể cởi ra, bản thân là khó giải.
ta dùng luân hồi sách kiếp hôi sửa đổi đi qua, đại giới lại quá lớn, ta có thể muốn chết, hiện tại còn không phải hy sinh vì đạo thời điểm. Còn có nhiều vấn đề không có giải quyết. Diệp Thần vội nói, Nhậm tiền bối, ngươi ngàn vạn không thể lại sử dụng luân hồi sách. Vận dụng luân hồi sách, sửa đổi đi qua, giá quá lớn. Nhậm Phi Phàm lần trước sửa đổi đi qua, nhưng Diệp Thần giả chết, trạng thái đã đến cực hạn, hắn lại dùng luân hồi sách, chỉ có chết bất đắc kỳ tử xuống tràng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhậm Phi Phàm gật gật đầu, nói ta biết, bây giờ nghĩ giải quyết này khí thiên tỏa, chỉ có đi hỏi một chút đại chủ tể. Diệp Thần lẩm bẩm nói, đạo tông đại chủ tể sao? Nhậm Phi Phàm cười khổ một tiếng, nói, đúng vậy, lần trước chúng ta an bài giả chết, không có nói cho đại chủ tể, hy vọng hắn sẽ không tức giận. Ta đã giúp ngươi liên lạc, ngươi về trước Thượng Hoàng Thiên Cung, 3 ngày sau đó, đại chủ tể sẽ phái người tới đón ngươi. Đến lúc đó, Tôn Di cùng đi với ngươi. Diệp Thần thân thể chấn động, Tôn Di. Trong chốc lát, hắn bắt được thiên cơ, nhìn thấy Tôn Di đột phá thiên ma tinh hải, thành công kế thừa thảo thần đạo thống hình ảnh. Tôn Di thuận lợi thành thảo thần rồi. Diệp Thần kinh hỉ. Nhậm Phi Phàm đạo, đúng vậy, nàng cái này thảo thần, đặc thù cực kỳ, lưng đeo 2 đời thảo thần sứ mệnh, còn có rừng rậm sách huyễn tưởng khái niệm. Rừng rậm này sách nếu có thể chế tạo ra đến, đủ để cùng luân hồi sách so sánh, hết sức lợi hại, đại chủ tể đối với cái này cũng rất có hứng thú. Ngươi cùng Tôn Di đi bái kiến đại chủ tể, có lẽ có thể được đến hắn chỉ bảo sai lầm. Hiện tại Diệp Thần bị khí thiên tỏa gông cùng xiềng xích, liền Nhậm Phi Phàm cùng Phật Tổ, đều không có thích đáng biện pháp giải quyết, chỉ có đi đại chủ tể nơi đó thử thời vận. Diệp Thần nghĩ đến muốn đi thấy đại chủ tể, tâm tình trở nên kích động, nói tốt, ta đây liền đi gặp đại chủ tể. Dừng một chút, Diệp Thần lại có chút lo lắng hỏi, Hàn Diễm cùng Triệu Ngưng Mộng. Nhậm Phi Phàm lắc đầu, nói ta sẽ đi điều tra, ngươi không cần lo lắng. Diệp Thần ừ một tiếng. Trước đây Triệu Ngưng Mộng ác mộng nước suối phát tác, Hàn Diễm đưa nàng mang đi, bây giờ 2 người đều là sinh tử chưa biết, thiên cơ khí tức hoàn toàn đoạn tuyệt, càng không có cách nào đẩy coi như bọn họ nửa điểm tung tích. Cái kia ác mộng suối chi thủy, so Diệp Thần trong tưởng tượng còn muốn quỷ bí. Đúng rồi, Nhậm tiền bối, Hồng Quân lão tổ hắn. Diệp Thần nhớ ra cái gì đó. Nhậm Phi Phàm đạo, ta biết, hắn cũng uống rơi xuống ác mộng suối chi thủy. Chỉ sợ không dùng đến nửa năm, hắn liền muốn đột phá, bước vào siêu phẩm thiên đế cảnh giới. Diệp Thần hít sâu một hơi, nói, siêu phẩm thiên đế, cái kia là cỡ nào cường đại cảnh giới? Nhậm Phi Phàm cười nói, chính là cùng bây giờ nguyên thiên đế tương đương, nhưng dựa vào ác mộng suối chi thủy đột phá lấy được lực lượng, không có cỡ nào vững chắc, ngươi không nên quá lo lắng. Diệp Thần gật gật đầu, thiên đầu vạn tự, suy nghĩ nhiều cũng là vô ích. Bây giờ trọng yếu nhất, liền là giải quyết khí thiên tỏa giam cầm. Bằng không, hắn một mực bị khí thiên tỏa quấn lấy, căn bản là không có cách lại tu luyện. Cáo biệt Nhậm Phi Phàm cùng Phật Tổ, Diệp Thần trước quay về Thượng Hoàng Thiên Cung. Thượng Hoàng Thiên Cung hoàn cảnh, so với trước kia u nhã rất nhiều, che kín cỏ xanh hoa tươi, thiên cung chỗ sâu đứng sừng sững nổi lên từng cây đại thụ che trời, xanh mà hùng vĩ. Diệp Thần ngửi được Tôn Di khí tức. Thượng Hoàng Thiên Cung hoàn cảnh biến hóa, nghĩ đến là Tôn Di mang tới. Hắn bước vào Thượng Hoàng Thiên Cung bên trong, quả nhiên liền thấy Tôn Di đang chờ hắn. Tôn Di một thân màu xanh biếc váy, trên đầu mang theo biểu tượng thảo thần quyền hành vòng hoa, bên người đi theo mấy cái thị nữ, tại nhìn thấy Diệp Thần hồi tới, nàng hoan thiên hỷ địa nhào tới. Diệp Thần, người có thể tính trở về, nhưng lo lắng chết ta rồi. Tôn Di ôm chặt lấy Diệp Thần. Diệp Thần có thể thấy nhiệt độ của người nàng cùng mềm mại, nội tâm cũng là một hồi xúc động, nhẹ nhàng ôm bờ eo của nàng. Ta trở về. Diệp Thần nói khẽ. Tôn Di thấy hắn cánh tay trái quấn quanh xích sắt, một hồi đau lòng, cắn răng nói, Thiên Khải Chí Tôn thật đúng là ác độc a, đeo lên cho ngươi thứ như vậy. 2 ngày này ta nếm thử câu thông thiên mẫu nương nương, tìm kiếm cứu vớt chi pháp, nhưng cũng tiếc không có đạt được đáp lại. Diệp Thần nói, thiên mẫu nương nương. Tôn Di đạo, phía trước 2 đời thảo thần trong lòng, thiên mẫu nương nương liền là trung cực chi thần, ta cũng không biết có phải hay không, nhưng bất kể nói thế nào, thiên mẫu nương nương đều là rất lợi hại, nàng có thể là tự tay chế tạo ra đế rơi vũ trụ người a. Đáng tiếc nàng không có trả lời ta,
ta cũng không biết giải quyết như thế nào ngươi khí thiên tỏa. Tôn Di rất là phiền não, Diệp Thần này khí thiên tỏa, nàng cũng khó có thể giải quyết. Diệp Thần nhẹ khẽ vuốt vuốt tóc của nàng, mỉm cười nói, không có việc gì, thuận theo tự nhiên, chờ qua mấy ngày đi hỏi một chút đại chủ tể đi. Tôn Di cười nói, tốt, cái kia mấy ngày nay, chúng ta trước tốt sum vầy. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Thần liền tại Thượng Hoàng Thiên Cung bên trong, cùng Tôn Di đoàn tụ, lại cùng chư nữ tổng hợp, cực điểm ôn nhu lưu luyến, giống như khí thiên tỏa mang tới gông cùng xiềng xích, đều không tồn tại. Nhưng Diệp Thần biết, vấn đề không giải quyết, liền thủy chung là vấn đề. Này khí thiên tỏa, nhất định phải mau sớm giải quyết hết. Tại trọn vẹn 3 ngày đi qua sau, đạo tông người tới. Là thẩm phán chi chủ, Thiên Pháp Lộ Nguyệt. Diệp Thần thấy Thiên Pháp Lộ Nguyệt đến, có phần hơi kinh ngạc, không nghĩ tới đại chủ tể phái tới đón đưa người, chính là cái này thẩm phán chi chủ. Gặp qua thẩm phán chi chủ, Diệp Thần cùng Tôn Di ra đi nghênh đón, khom mình hành lễ. Thiên Pháp Lộ Nguyệt cười ha ha, trên ánh mắt hạ dò xét Diệp Thần, nói, luân hồi chi chủ, người chơi vừa ra trò hay a, làm sao không tiếp tục mang theo mặt nạ. Lúc này Diệp Thần đã dùng chân diện mục gặp người. Diệp Thần cười khổ một tiếng, nói tiền bối chưa có nói giỡn, trước kia ẩn nấp thân phận, chẳng qua là kế tạm thời. Thiên Pháp Lộ Nguyệt cười nói, bây giờ ngươi thiên hỏa mệnh tinh thức tỉnh, liền là đốt diệt chư thiên vô địch rồi, không cần che giấu. Diệp Thần nói, không dám, bây giờ tại hạ chịu khí thiên tỏa làm phức tạp, còn cần tiền bối giải hoặc. Thiên Pháp Lộ Nguyệt cười nói, ta có thể không có biện pháp giúp ngươi giải hoặc, đi hỏi một chút đại chủ tể đi. Diệp Thần đang có ý đó, nói, đúng. Thiên Pháp Lộ Nguyệt lại mỉm cười, lấy ra một hạt châu, ném cho Diệp Thần, nói, lễ vật này đưa ngươi. Cái gì? Diệp Thần tiếp nhận hạt châu, có thể cảm nhận được này trong hạt châu, phong ấn một cỗ năng lượng kinh khủng khí tức. Lại có thể là vĩ thú. Là ngũ vĩ xích long. Trước kia tại Thiên Tuần Đảo, Diệp Thần nhường huyết long thôn phệ ngũ vĩ, nhưng chỉ thôn phệ một nửa. Ngũ vĩ một nửa khác năng lượng, đầu tiên là rơi xuống kiếm tử tiên trần trong tay, sau này lại bị kiếm tử tiên trần đưa cho Thiên Pháp Lộ Nguyệt, đổi lấy hoa tổ tại đạo tông thi đấu trọng tài quyền. Diệp Thần lại không nghĩ rằng, một nửa khác ngũ vĩ, quanh đi quẩn lại trở lại trên tay mình. Thiên Pháp Lộ Nguyệt cười nói, hạt châu này bên trong phong ấn ngũ vĩ một nửa năng lượng, ai, vĩ thú thật đúng là kiệt ngạo bất tuần a, coi như một nửa ngũ vĩ, ta thật muốn thuần phục. Cũng phải hao phí không ít tâm huyết, được không bù mất, chẳng thà đưa cho ngươi được rồi. Diệp Thần nói, chân quý như vậy lễ vật. Thiên Pháp Lộ Nguyệt khoát tay một cái nói, thứ này tại ta vô dụng, ngươi thu cất đi, không có việc gì. Dừng một chút, vừa cười nói, bất quá, ta hy vọng, ngươi lần sau nếu như lại đụng đến Sửu Thần, liền kêu gọi tên của ta, ta muốn tự mình thẩm phán hắn. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, nói, ngươi muốn thẩm phán Sửu Thần. Thiên Pháp Lộ Nguyệt ánh mắt lóe lên xâm nghiêm cùng mong đợi phong mang, nói, đúng vậy, cái tên này là họa loạn chư thiên phía sau màn hắc thủ, nếu có thẩm phán cơ hội của hắn, ta tuyệt sẽ không bỏ qua. Diệp Thần cùng Tôn Di nhìn nhau, có chút ngẩn người, bọn hắn thật không nghĩ qua, Sửu Thần còn có thể bị thẩm phán. Bất quá, Thiên Pháp Lộ Nguyệt có thể giúp đỡ đối phó Sửu Thần, này tự nhiên là thiên đại hảo sự. Được, có cơ hội, ta sẽ xin tiền bối buông xuống. Cùng một chỗ thẩm phán Sửu Thần. Diệp Thần đáp ứng. Vậy thì tốt, ha ha, này Sửu Thần còn một mực trốn tránh ta đây. Thiên Pháp Lộ Nguyệt thấy Diệp Thần đáp ứng, lập tức vui sướng nở nụ cười. Đi thôi, ta trước mang các ngươi đi gặp đại chủ tể. Nói xong, nàng đưa tay xé mở một cái không gian vòng xoáy, trước tiên đi vào. Diệp Thần cùng Tôn Di, theo sát phía sau. Tại xuyên qua không gian vòng xoáy về sau. Bọn hắn đi tới đại chủ tể lãnh địa, Vạn Thần Điện. Vạn Thần Điện, đây là một mảnh mỹ lệ thiên địa, khắp nơi đứng sừng sững lấy tòa tòa thần điện, miếu thờ, tháp nhọn, cự thành, còn có rất rất nhiều pho tượng. Thế gian này, phàm là có người suy nghĩ trung cực trật tự, đồng thời tu vi đủ mạnh, liền sẽ khiến đại chủ tể chú ý, suy nghĩ người pho tượng, liền sẽ xuất hiện ở đây. Diệp Thần thấy được một tòa mới pho tượng. Tôn Di pho tượng. Tôn Di thấy chính mình pho tượng, xuất hiện ở đây, cũng là lấy làm kinh hãi, hỏi, nơi này tại sao có thể có ta pho tượng? Thiên Pháp Lộ Nguyệt cười nói, người có thể là một đời mới thảo thần A,
ngươi nếu có thể thành công chế tạo ra rừng rậm sách, có lẽ đủ để cải biến toàn bộ không không thời không cách cục, ngươi đương nhiên có tư cách xuất hiện tại Vạn Thần Điện, nói không chừng ngươi chính là trung cực chi thần đâu. Tôn Di le lưỡi, ta nơi nào có bản lãnh lớn như vậy. Lúc này, Vạn Thần Điện chỗ sâu, truyền đến một đạo trầm hậu thanh âm, luân hồi chi chủ cùng Thảo Thần tới rồi sao? Đó chính là đại chủ tể thanh âm. Tới. Thiên Pháp Lộ Nguyệt hết sức ngắn gọn trả lời, coi như đối mặt đại chủ tể, nàng cũng là không kiêu ngạo không tự ti bộ dáng. Đại chủ tể ừ một tiếng, nói tốt, đa tạ, thẩm phán chi chủ, người đi ra ngoài trước đi. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, đúng. Nàng nên hướng Diệp Thần cùng Tôn Di liếc mắt ra hiệu bọn hắn muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm, sau đó liền quay người rời đi. Đợi đến Thiên Pháp Lộ Nguyệt sau khi đi, Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, lôi kéo Tôn Di tay, hướng Vạn Thần Điện lãnh địa chỗ sâu đi đến. Đi vào lãnh địa chỗ sâu, Diệp Thần chân chính thấy được Vạn Thần Điện chủ điện, trước sau như một to lớn bảng bạc, thần thánh trắng bạc cung điện, cao lớn như là cự nhân ở lại. Tại to lớn cung điện bên trong, truyền ra tay gõ quân cờ thanh âm. Tôn Di có chút khẩn trương, cơ bắp đều căng thẳng lên. Nàng đã sớm nghe qua đại chủ tể uy danh, đây chính là đạo tông chí cao vô thượng tồn tại, tu vi thâm bất khả trắc. Đừng hoảng hốt, đi theo ta. Diệp Thần tiến đến Tôn Di bên tai nói khẽ, liền lôi kéo nàng tay, bước vào Vạn Thần Điện trong chủ điện. Đi vào chủ điện bên trong, Diệp Thần thấy đại chủ tể đang đánh cờ. Nhưng ra ngoài ý định, đại chủ tể cũng không là như thường ngày như vậy, một người đánh cờ. Hắn đối diện thế mà ngồi một người. Một nữ nhân. Nữ nhân kia ăn mặc băng xương váy dài, tóc đen đến eo, làn da tuyết trắng, tướng mạo tuyệt mỹ, càng then chốt chính là khí chất của nàng, thế mà lộ ra vận mệnh phát sáng. Từ trên người nàng, Diệp Thần thấy được số mệnh khí tượng, so với Kỳ Tư Thanh còn phải thâm hậu một chút. Thậm chí, Diệp Thần bắt được túc mệnh chi hoàn nhân quả. Nữ nhân này, là túc mệnh chi hoàn bản vẽ người thiết kế. Diệp Thần tâm đầu chấn động, nhớ tới Triệu Ngưng Mộng nói qua, túc mệnh chi hoàn bản vẽ, kỳ thật cũng không phải là sử thần thiết kế, mà là sơ đại vận mệnh nữ thần thiết kế ra được. Vị kia sơ đại vận mệnh chi thần, kỳ danh là Lãnh Khuynh Xương, nàng tự tay thiết kế ra bản vẽ, sau này lại đem bản vẽ giao cho sử thần, đạt thành giao dịch, đổi lấy tự thân an ninh. Diệp Thần nhìn xem vận mệnh chi thần Lãnh Khuynh Xương, không nghĩ tới nàng thế mà cũng tại Vạn Thần Điện, còn cùng đại chủ tể đánh cờ. Lãnh Khuynh Xương nghiêng đầu đến, cùng Diệp Thần tầm mắt đụng vào nhau, cười nhẹ một tiếng. Đại chủ tể thả ra trong tay quân cờ, nhìn hai người liếc mắt, nói các ngươi nhận biết. Lãnh Khuynh Xương cười nói, hôm nay là lần đầu tiên gặp, nhưng ta nghĩ, luân hồi chi chủ đã nhận ra ta. Diệp Thần trầm giọng nói, tiền bối chính là sơ đại vận mệnh chi thần, Lãnh Khuynh Xương. Lãnh Khuynh Xương cười khanh khách, nói, là ta, không cần gọi ta vận mệnh chi thần, ta không xứng, gọi tên ta liền tốt. Diệp Thần nói, vì cái gì? Ra. Lãnh Khuynh Xương chấp một con cờ, bộp một tiếng hạ trên bàn cờ, thản nhiên nói. Bởi vì ta không có đối kháng sử thần dũng khí. Ta suy tính tất cả tương lai, chư thiên vạn giới, không gian thời gian, hết thảy vận mệnh, đều muốn bị sử thần hắc ám bao phủ. Chư thiên trung cực vận mệnh đều là giống nhau, có lẽ có nghịch chuyển chống lại khả năng đi, nhưng ta không có dũng khí, ta không dám đối kháng sử thần. So với ta, người trong hậu cung cái kia Kỳ Tư Thanh càng thích hợp. Nàng nói chuyện vô cùng thẳng thắn, trực tiếp liền nói chính mình không dám đối kháng sử thần. Diệp Thần ngẩn ngơ, sơ đại vận mệnh chi thần, đều không dám đối kháng sử thần. Sử thần khủng bố, có thể nghĩ. Tôn Di thấp giọng nói, Tư Thanh không. Lãnh Khuynh Xương nghe được thanh âm của nàng, cười nói, ta không có bảo nàng đến, là sợ dung chuyển đạo tâm của nàng. Người tới cũng gần như, ta biết người nghĩ giải quyết luân hồi chi chủ khí thiên tỏa gông cùng xiềng xích, nhưng cái này cần trả giá đắt. Tôn Di liền vội hỏi, cái gì đại giới? Chỉ cần có thể cứu Diệp Thần, ta cái gì đại giới đều nguyện ý trả giá. Nghe được nàng, Lãnh Khuynh Xương hơi có chút khinh thường cười cười, tựa hồ không tin. Đại chủ tể trầm giọng nói, tiểu cô nương đừng đem lại nói đầy, chúng ta muốn ngươi trả ra đại giới, ngươi chưa hẳn chịu được. Tôn Di ngạo nghễ ưỡn ngực nói, cùng lắm thì vừa chết. Coi như bắt ta mệnh, đi đổi Diệp Thần tự do, ta cũng nguyện ý. Diệp Thần tâm bên trong lại là cảm kích, lại có chút bất đắc dĩ,
lôi kéo Tôn Di tay, nói, nhà đầu ngốc, đừng nói lung tung. Đại chủ tể đột nhiên cười hắc hắc, hướng Lãnh Khuynh Xương nói, may mắn ngươi thông minh, không có gọi cái kia Kỷ Tư Thanh đến, bằng không nếu là bảo nàng tiếp nhận đại giới, ngươi khả năng liền đau lòng, dù sao cũng là tương lai vận mệnh chi chủ. Lãnh Khuynh Xương gật đầu nói, đúng là như thế. Diệp Thần mơ hồ thấy không đúng, nói, đại chủ tể, các ngươi là có cái gì mưu tính? Còn mời nói rõ ràng, phải giải quyết ta khí thiên tỏa, cần muốn bỏ ra cái giá gì, ta một mình gánh chịu là được. Đại chủ tể lạnh lùng nói, cái này đại giới không cần ngươi gánh chịu, nếu như ngươi chịu khí thiên tỏa áp chế, cũng không thể lại tiếp nhận nhân quả gì. Dừng một chút, đại chủ tể xâm nghiêm nói, còn có, lần sau nếu như còn suy nghĩ gì sửa đổi đi qua, nói với ta một tiếng, đừng quên chúng ta là đồng minh, ngươi giấu giếm ta, là xem thường ta. Trước đây Diệp Thần giả chết bố cục, hắn bị giấu giếm, trong lòng 10 điểm không vui. Mặc dù dùng thực lực của hắn, thật muốn theo dõi lời, không có chuyện gì có thể giấu giếm được hắn, nhưng thiên cơ thôi diễn là cần tiêu hao tinh lực. Diệp Thần tâm bên trong run lên, nói, đúng, thật có lỗi, đại chủ tể. Đại chủ tể vẻ mặt hơi chậm, ừ một tiếng, nói ta giúp ngươi an bài tinh không tranh bá thi đấu, ban đầu định tại 3 năm sau, tận lực cho ngươi đột phá thăng cấp thời gian. Nhưng không nghĩ tới ngươi kỳ ngộ liên tục, khí vận quá lớn, nhanh như vậy liền đốt sáng lên thiên hỏa mệnh tinh. Ta chuẩn bị cùng chân lý sẽ bên kia thương lượng, tướng tinh không tranh bá thi đấu tháng ngày, đổi đến nửa năm sau, ngươi xem coi thế nào. Nửa năm sau sao? Diệp Thần nhướng mày, nếu là lúc trước, hắn tự nhiên không quan trọng. Nhưng bây giờ, hắn chịu khí thiên tỏa giam cầm, đều không biết có thể hay không giải quyết sau sẽ có hay không có di chứng. Nửa năm sau liền bắt đầu thi đấu, thời gian có lẽ có điểm gấp gáp. Thế nào, không được sao? Đại chủ tể đôi mắt lại lạnh xuống. Có khả năng, không có vấn đề. Diệp Thần khẽ cắn môi, nửa năm liền nửa năm, sớm một chút tham gia tinh không tranh bá thi đấu, nếu như thuận lợi, liền có thể sớm một chút đi tinh không thần sơn, đạt được tinh không thần chỉ bảo hộ, có thể vô hạn phục sinh, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn. Đại chủ tể gật đầu nói, rất tốt. Vậy liền định tại nửa năm sau. Ngươi khí thiên tỏa, không cần lo lắng, ta cùng Lãnh Khuynh Xương cô nương, đã đại khái suy tính đến giải quyết chi pháp. Nghe vậy, Diệp Thần lập tức kinh hỉ, hỏi, đại chủ tể, không biết muốn như thế nào giải quyết. Này khí thiên tỏa, liền Nhậm Phi Phàm cùng Phật Tổ cũng nhức đầu, nếu là đại chủ tể có thể có giải quyết chi pháp, tự nhiên không thể tốt hơn. Đại chủ tể đôi mắt lại một hồi lấp lánh, nói, ngươi trước đi ra bên ngoài chờ lấy. Ta cùng Tôn Di cô nương tâm sự. Diệp Thần tâm bên trong run lên, nói, đại chủ tể là muốn làm gì? Các ngươi muốn Tôn Di bỏ ra cái giá gì? Này tuyệt đối không thể, ta nhân quả, không thể do Tôn Di tiếp nhận. Đại chủ tể con ngươi híp lại, lạnh nhạt nói, ngươi không cần lo ngại, chẳng qua là tâm sự thôi, chúng ta sẽ không bắt buộc nàng làm bất cứ chuyện gì. Lãnh Khuynh Xương cũng cười nói, đúng vậy a, luân hồi chi chủ. Ngươi không nên quá lo lắng, ra ngoài chờ xem. Diệp Thần vừa định nói không được, Tôn Di nắm tay của hắn, ôn nhu nói, Diệp Thần, ngươi liền chờ ở bên ngoài lấy đi, ta không sao. Diệp Thần gặp nàng mắt ứa lệ, cũng có chút mềm lòng, sờ sờ tóc nàng nói, vậy ngươi cẩn thận một chút. Ngay sau đó, Diệp Thần liền đi tới vạn bên ngoài thần điện chờ. Hắn hết sức muốn biết, đại chủ tể cùng Lãnh Khuynh Xương, sẽ cùng Tôn Di trò chuyện cái gì. Tôn Di lại muốn trả giá ra sao? Hắn thực sự không muốn đem Tôn Di liên lụy vào, nhưng cô nàng kia tính tình, coi như hắn không nghĩ, nàng cũng sẽ thiêu thân lao đầu vào lửa nhào lên. Tại Diệp Thần đi ra vạn thần điện về sau, cửa đại điện hộ, trực tiếp ầm ầm đóng cửa. Thanh âm bên trong, Diệp Thần hoàn toàn nghe không được, cũng không cảm giác được mảy may khí tức. Diệp Thần ở ngoài điện đi qua đi lại, rất là lo lắng. Cuối cùng, tại qua đi tới sau nửa canh giờ, cửa điện mở ra. Vượt quá Diệp Thần dự kiến, Tôn Di lại có thể là mặt mũi tràn đầy gió xuân, một mặt nhẹ nhõm đi ra, tươi cười rạng rỡ. Thấy Tôn Di như vậy bộ dáng thoải mái, Diệp Thần nghi ngờ không thôi, lôi kéo nàng tay, vội vàng hỏi, đại chủ tể cùng vận mệnh chi thần, đều nói cho ngươi chút gì. Tôn Di nhìn xem Diệp Thần lo lắng bộ dáng, khanh khách một tiếng, nói, đừng hoảng hốt, Diệp Thần, ta không sao. Bọn hắn không có tổn thương ta, hết sức khách khí cùng ta thương lượng. Diệp Thần gật gật đầu,
tự nhiên tin tưởng đại chủ tể làm người, không có lý do sẽ làm khó Tôn Di một cái hậu bối. Các ngươi thương lượng cái gì? Diệp Thần tò mò hỏi. Tôn Di nhếch miệng lên một vệt nụ cười, hơi có chút thần bí nói, hì hì, không nói cho ngươi. Chờ ngươi thật giải quyết khí thiên tỏa làm phức tạp, ta sẽ nói cho ngươi biết cũng không muộn. Yên tâm, Diệp Thần, ta sẽ không xảy ra chuyện. Đại chủ tể cùng vận mệnh chi thần, bọn hắn nói cho ta biết, nghĩ giải quyết ngươi khí thiên tỏa làm phức tạp, mấu chốt là tại Thanh Lam di tích. Diệp Thần tâm bên trong nhảy một cái, Thanh Lam di tích. Đang nghe Thanh Lam di tích thời điểm, không biết sao, trái tim của hắn gia tốc nhảy lên, không hiểu nhớ tới huyết kiêu ngục hoàng. Chẳng lẽ nói, Thanh Lam di tích cùng huyết kiêu ngục hoàng có quan hệ? Đáng tiếc, huyết kiêu ngục hoàng đã hy sinh hiến tế, Diệp Thần cũng không cách nào hỏi thăm. Tôn Di gật đầu nói, ừm, bọn hắn không có nói quá nhiều, chỉ nói cho ta phá cục then chốt, là tại Thanh Lam di tích, muốn chính ngươi đi thử thời vận. Diệp Thần cau mày nói, phải không? Tôn Di cười nói, ta có dự cảm, cái này Thanh Lam di tích, nhất định là có đồ vật gì, có thể hoàn mỹ phá giải ngươi khí thiên tỏa làm phức tạp. Nàng bây giờ thành mới thảo thần, đối trong cõi u minh thiên cơ phúc họa, tự nhiên cũng là có một loại vi diệu cảm ứng. Nàng tin tưởng đại chủ tể cùng vận mệnh chi thần, không có sai, cái kia Thanh Lam di tích, hoàn toàn chính xác liền là phá cục nơi mấu chốt. Diệp Thần hỏi, tốt, vậy ngươi lại nói cho ta ra biết. Đại chủ tể muốn ngươi bỏ ra cái giá gì? Hắn chỉ lo lắng Tôn Di xảy ra chuyện, Tôn Di thật vất vả mới chấp trưởng thảo thần quyền hành, còn không có hưởng thụ qua mấy ngày ngày tốt lành, hắn cũng không muốn nàng phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Tôn Di hì hì cười nói, đều nói chậm một chút sẽ nói cho ngươi biết rồi, chờ ngươi giải quyết khí thiên tỏa rồi nói sau, mà lại đại chủ tể cũng rơi xuống nhân quả luật, tại ngươi vấn đề giải quyết trước, hắn không cho phép ta lộ ra mảy may bí mật. Nói là sợ ảnh hưởng ngươi đạo tâm an ninh, ta muốn nói đều nói không ra miệng. Diệp Thần nhìn thấy nàng như vậy bí ẩn bộ dáng, càng cảm giác lo lắng. Đại chủ tể đến cùng muốn làm gì, hắn cùng cái kia sơ đại vận mệnh chi thần, không có tổn thương Tôn Di lý do. Xem Tôn Di dễ dàng cười đùa bộ dáng, cũng không giống là mang cái gì trầm trọng đại giới. Cái kia đại giới đến tột cùng là cái gì? Diệp Thần không được biết. Tại đại chủ tể nhân quả luật hạn chế dưới, Tôn Di cũng không cách nào mở miệng lộ ra, Diệp Thần càng không cách nào nhòm ngó thăm dò. Rơi vào đường cùng, Diệp Thần đành phải mang theo Tôn Di, rời đi trước Vạn Thần Điện, một lần nữa trở lại Thượng Hoàng Thiên Cung. Diệp Thần, ta đến đi ra ngoài một chuyến, xây dựng lãnh địa, triệu tập chư thiên tín đồ, thành lập đạo thống của ta thế lực, dạng này mới có thể chân chính đến giúp ngươi. Ngô, bất quá cũng không cần quá mau. Chúng ta lại tại cùng một chỗ mấy ngày, người cũng tốt đi điều tra một chút Thanh Lam di tích tin tức. Tại trở lại Thượng Hoàng Thiên Cung về sau, Tôn Di nói kế hoạch tiếp theo, nàng muốn thành lập đạo thống của chính mình cùng thế lực, dù sao cũng là Thảo Chi Thần, cũng không thể lẻ loi một mình, thu nạp tín đồ, thành lập đạo thống là nhất định. Được. Diệp Thần gật đầu, tại Thượng Hoàng Thiên Cung bên trong làm bạn Tôn Di, cũng làm bạn rất nhiều hồng nhan. Hắn hồng nhan nhóm, Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh, Kỳ Tư Thanh, Võ Giao, Thân Độ Uyển Nhi chư nữ, tại biết hắn là giả chết về sau, đều là không xiết vui vẻ. Nếu là Diệp Thần thật chết rồi, các nàng đạo tâm chỉ sợ muốn sụp đổ. Còn có Thiên Nữ, nàng sớm liền rời đi. Tại Diệp Thần thức tỉnh thiên hỏa mệnh tinh thời điểm, nàng liền rời đi Thượng Hoàng Thiên Cung, tựa hồ biết mình bị lừa gạt. Nàng rời đi Thượng Hoàng Thiên Cung về sau, cũng không trở về kiếm tử tiên trần bên người. Tâm tính tựa hồ thanh tỉnh rất nhiều, tựa hồ không muốn vì kiếm tử tiên trần đúc kiếm chịu chết. Diệp Thần không biết Thiên Nữ tâm tình, cũng không biết nàng đi nơi nào, chỉ hy vọng nàng chớ bị kiếm tử tiên trần bắt về mới tốt. Lắc đầu, Diệp Thần không nghĩ nhiều nữa, hắn hiện tại phiền toái quấn thân, cũng không rảnh đi để ý tới Thiên Nữ. Khí thiên tỏa quấn ở trên cánh tay hắn, một ngày không giải quyết, ăn mòn liền đi sâu một điểm, nhất định phải nhanh xử lý. Đương nhiên. Diệp Thần cũng biết đạo lý dục tốc thì bất đạt, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này gió lốc tinh vực thế cục, đã bình định xuống tới, tinh đồng thiên tôn tại tử thần giáo đoàn phục sinh, thành tử thần giáo đoàn một thành viên, hắn ngày xưa dưới trướng rất nhiều võ giả, toàn bộ đầu hàng quy thuận. Nhậm Phi phàm sai khiến một chút luân hồi trận doanh cường giả, trấn thủ gió lốc tinh vực về sau, liền cùng Phật tổ trở về. Diệp Thần tìm được bọn hắn,
nói đơn giản chuyện lúc trước. Thanh Lam Di Tích, cái này là đại chủ tể nói cho ngươi phá cục then chốt. Nhậm Phi Phàm nhướng mày, không không lúc nào không phi thường lớn, có triệu tỷ tỷ cái thế giới, hắn tự nhiên không có khả năng toàn bộ thăm dò. Này Thanh Lam Di Tích, hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói, nghĩ bấm ngón tay suy tính, nhưng manh mối quá ít, rất khó suy tính ra bí mật gì. Phật Tổ nghe được Thanh Lam Di Tích bốn chữ, ồ lên một tiếng, nói, này Thanh Lam Di Tích, ta tựa hồ có ấn tượng. Diệp Thần nhãn tình sáng lên, liền vội hỏi, Phật Tổ, người biết Thanh Lam Di Tích ở đâu? Đại chủ tể cùng vận mệnh chi thần, chỉ nói Thanh Lam Di Tích bốn chữ, lại không lộ ra cụ thể tọa độ, Diệp Thần còn không xác định chỗ kia chỗ. Phật Tổ trầm ngâm nói, ta Phật môn tín đồ trải rộng chư thiên, ta có lúc sẽ lắng nghe tín đồ cầu nguyện, tựa hồ có ta Phật môn tín đồ, tại Thanh Lam Di Tích bên kia, còn từng hướng ta cầu nguyện qua, nói muốn mời ta buông xuống, trấn áp yêu tà. Nhưng ta Phật môn tín đồ, ngàn ngàn vạn vạn, mỗi ngày đều có đếm không hết tín đồ, hướng ta cúng bái cầu nguyện, ta cũng không cách nào từng cái đáp lại, này Thanh Lam Di Tích chẳng qua là hơi có ấn tượng, ta chưa từng thực sự tiếp xúc qua. Phật môn là không không thời không đại lưu phái, Phật quang có thể áp chế hắc ám, vì vậy tin Phật người rất nhiều, Phật Tổ một thân tu vi, có một nửa là nguồn gốc từ tín đồ tín ngưỡng. Diệp Thần vui vẻ nói, Phật Tổ, nếu Thanh Lam Di Tích bên kia, có người Phật môn tín đồ, cái kia điều tra liền có manh mối. Phật Tổ gật đầu nói, luân hồi chi chủ, ngươi lại giải sầu, cho ta 3 ngày thời gian, ta giúp ngươi tra rõ ràng Thanh Lam Di Tích hết thảy nhân quả. Diệp Thần chắp tay trước ngực cúi đầu, nói cái kia liền đa tạ Phật Tổ. Thương nghị cố định, tiếp xuống 3 ngày, Phật Tổ điều động dưới trướng rất nhiều Phật môn cường giả, tiến đến điều tra Thanh Lam Di Tích nhân quả. Diệp Thần thì bình tĩnh lại tâm tình, an tâm tu luyện điều tức, củng cố tự thân tu vi. Tại gió lốc trong tinh vực, hắn đến cuối cùng một khối thiên ma cổ bảo mảnh vỡ, mặc dù có thật nhiều vết rách, nhưng may mắn cũng không có phá toái, miễn cưỡng cũng có thể sử dụng. Diệp Thần đem 6 mảnh vụn, dung hợp lại cùng nhau, xem như đạt được hoàn chỉnh thiên ma cổ bảo. Chẳng qua là, bởi vì cuối cùng một mảnh vụn vết rách nghiêm trọng, cho nên dung hợp hoàn chỉnh thiên ma cổ bảo, cũng là có không ít vết rách, khí tượng có chút ảm đạm. Nghĩ bắn ra thiên ma cổ bảo lộng lẫy nhất khí tượng, còn cần đại lượng tài nguyên quán chú, chữa trị mảnh vỡ kia. Chỉ bất quá, Diệp Thần hiện tại là không có nhiều như vậy tư nguyên, thối luyện bất hủ phong bia. Nuôi tiểu cấm yêu, còn có hắn chính mình tu luyện, đều cần hao phí đại lượng tài nguyên, bây giờ không có dư thừa. Diệp Thần lại nếm thử câu thông luân hồi trong mộ địa, quỷ đế mộ bia, nhưng không có đạt được đáp lại. Hoặc là nói, có một chút đáp lại, nhưng là phiền chán, khinh thường tinh thần oán niệm. Quỷ đế tựa hồ đã tô tỉnh, nhưng hắn giống như đối Diệp Thần có hiểu lầm gì đó, cho nên còn giấu ở mộ bia bên trong, chưa từng xuất hiện. Cái này khiến Diệp Thần có chút bất đắc dĩ, nghĩ thầm, xem ra sau này có cơ hội, ta nhất định phải đi hư không quỷ giới một chuyến, mới có thể băng thích hiểu lầm. Tại dung hợp xong thiên ma cổ bảo về sau, Diệp Thần lại đem thiên pháp lộ nguyệt cho hắn ngũ vĩ hạt châu, đưa cho huyết long thôn phệ luyện hóa, tiến một bước lớn mạnh huyết long thực lực. Thời gian vội vàng, rất nhanh, 3 ngày liền đi qua. Phật Tổ tìm được Diệp Thần. Diệp Thần liền vội hỏi, Phật Tổ. Thanh Lam Di Tích điều tra đến như thế nào? Phật Tổ thần sắc lại là có chút ngưng trọng, nói thế giới kia, không đơn giản. Diệp Thần hỏi, có cái gì không đơn giản? Phật Tổ nói, đó là Chu Mục Thần, năm đó chế tạo Đà Đế cổ thần địa phương. Diệp Thần ngạc nhiên, cái gì? Phật Tổ vung tay lên, màu vàng kim quang vụ hội tụ, cổ lão thiên cơ hình ảnh tái hiện, ngươi xem. Diệp Thần tập trung nhìn vào, thấy được cực kỳ máu tanh một màn. Trong tấm hình, Chu Mục Thần đứng tại một cái đan lô trước mặt, bên cạnh hắn buộc chặt lấy một cái bẩn thỉu lão giả. Lão giả kia chính là Huyết Kiêu Ngục Hoàng. Chu Mục Thần mang tới đao búa, mang tới chùy cái đục, hắn chém đứt Huyết Kiêu Ngục Hoàng tay chân, đục mở Huyết Kiêu Ngục Hoàng đầu, đem tủy não đào lên. Hình tượng này vô cùng huyết tinh, Huyết Kiêu Ngục Hoàng thê thảm lăng vỡ tách rời, thân thể bị từng khối ném vào trong lò đan. Chu Mục Thần lại đầu nhập vào không ít thiên tài địa bảo. Trong miệng nói lẩm bẩm. Xoạt, một đầu huyết sắc thác nước từ trên trời giáng xuống, đại lượng dòng máu xông vào trong lò đan. Chu Mục Thần bắt đầu luyện chế. Hắn không phải luyện chế đan dược, hắn là muốn tạo thần.
hắn muốn đem đà đế cổ thần luyện chế ra tới. Huyết kiêu ngục hoàng, liền là hắn rèn đúc đà đế cổ thần nguyên vật liệu một trong. Diệp thần nhìn xem cái này máu tanh hình ảnh, triệt để chấn kinh. Oanh! Chu mục thần luyện chế thành công, đan lô chấn động, một cái như thi thể, mọc ra mặt chết người, tay chân mang theo điểm cứng đờ, theo trong lò đan leo ra. Ha ha ha! Chu mục thần ngửa mặt lên trời cười lớn, gương mặt không che giấu được kinh hỉ cùng xúc động. Theo trong lò đan bò ra tới người, chính là sau này danh chấn chư thiên đà đế cổ thần. Đà đế cổ thần sinh ra, khủng bố khí tức ngột ngạt, quét ngang thiên địa hoàn vũ. Đan lô bốn phía thế giới, từng mảnh sụp đổ, cái kia từ trên trời giáng xuống máu thác nước, cũng đột nhiên ngăn nước. Thế giới thành phế tích vào tử địa. Càng đáng sợ chính là, đà đế cổ thần khí tức tràn ngập ra đi, đại địa phía trên, thi khí tích tụ, thế mà hóa thành vô số cỗ thi thể ma vật, tại trong thiên địa hoành hành, đánh giết còn sót lại sinh linh. Diệp thần nghe được thế giới kia chỗ sâu, truyền đến vô số sinh linh kêu rên kêu khóc âm thanh, tiếng cầu xin tha thứ, tiếng chửi rủa. Phật tổ vô ngôn, thu hồi một màn này thiên cơ hình ảnh. Diệp thần sợ hãi chấn động, Phật tổ, ngươi làm sao điều tra đến? Phật tổ thở dài, là tín đồ của ta nói cho ta biết. Thanh Lam quốc bên kia, có tín đồ của ta. Thanh Lam quốc, là lớn Chu gia tộc, tại viễn cổ thời điểm một cái nước lệ thuộc, bên trong có tam đại gia tộc, phân biệt là Chu gia, Khổng gia, Mộ gia, dùng Chu gia thế lực lớn nhất, là lớn Chu gia tộc chi nhánh. Bây giờ cái kia tam đại gia tộc Khổng gia, thờ phụng Phật giáo, là Khổng gia nói cho ta biết Thanh Lam di tích sự tình. Đã từng Thanh Lam quốc, cương thổ rộng lớn, phương viên có tán ngàn vạn dặm, nhưng sau này, theo Chu Mục Thần chế tạo đà đế cổ thần tại Thanh Lam quốc xuất thế, hắc ám thi khí quét ngang cái kia mảnh quốc gia, chín thành cương thổ biến thành phế tích. Bây giờ Thanh Lam quốc, phương viên chỉ còn lại có 8 triệu dặm, còn lại đất đai, toàn bộ thành tử vong hắc ám phế tích, có thi thể quái vật cùng hắc ám ma vật hoành hành. Này mảnh hắc ám phế tích, liền là Thanh Lam di tích, bị bây giờ Thanh Lam quốc, coi là cấm địa. Không ai dám đi vào, bọn hắn cũng không cho phép bất luận cái gì người đi vào, sợ hãi nhiễu loạn Thanh Lam di tích địa mạch, dẫn đến Thanh Lam quốc tiếp nhận thi khí ăn mòn. Diệp thần chấn động trong lòng, lẩm bẩm nói, không nghĩ tới Thanh Lam di tích, liền là năm đó đà đế cổ thần đản sinh địa phương, còn biến thành hắc ám phế tích. Hắn trong lòng có to lớn xúc động, vừa mới thấy thiên cơ hình ảnh, huyết kiêu ngục hoàng bị chết quá thảm rồi, bị tách rời phân thây, máu thịt bị rèn đúc thành đà đế cổ thần. Này phía sau màn hung thủ, liền là lớn Chu gia tộc lão tổ, Chu Mục Thần. Phật tổ trầm giọng nói, này Thanh Lam di tích, so ta trong tưởng tượng muốn phiền toái, đầu tiên muốn đi vào vô cùng gian nan, cần muốn lấy được Thanh Lam quốc Chu gia cao tầng đồng ý, mà lại coi như ngươi tiến vào, ở mảnh này tử thi khắp nơi trên đất hắc ám phế tích bên trong, lại có thể được cái gì? Diệp thần cũng là cảm giác sâu sắc khó giải quyết, nói, giải quyết khí thiên tỏa then chốt. Thật chính là tại Thanh Lam di tích sao? Phật tổ nói, đại chủ tể cùng sơ đại vận mệnh chi thần, không có lấn lửa gạt ngươi lý do, ta cũng suy tính đến, cái kia Thanh Lam di tích, hoàn toàn chính xác có giải quyết ngươi làm phức tạp then chốt đồ vật, nhưng ta không xác định đó là cái gì, cần ngươi chính mình đi vào thử thời vận. Diệp thần cau mày nói, Phật tổ, ngươi nói phải vào Thanh Lam di tích, cần muốn lấy được Thanh Lam quốc cao tầng tán thành, nhưng Thanh Lam quốc cao tầng, là lớn Chu gia tộc người. Bọn hắn làm sao có thể cho phép ta đi vào? Bọn hắn nhìn thấy ta, sợ là trước tiên liền muốn giết chết ta đi. Phật tổ khoát khoát tay, nói cái này ngươi yên tâm, bây giờ Thanh Lam quốc Chu gia, cùng lớn Chu gia tộc, không có nửa điểm liên hệ, bọn hắn là độc lập tồn tại, đối ngươi không có có cửu hận. Diệp thần sững sờ, nói, đây là có chuyện gì? Phật tổ cười nói, năm đó Chu Mục Thần, làm việc quá mức cay nghiệt, chế tạo đà đế cổ thần thời điểm. Bóc lột Thanh Lam quốc Chu gia vô số tài nguyên, lại không cung cấp bất luận cái gì bảo hộ. Đà đế cổ thần xuất thế ngày, sát khí quét ngang Thanh Lam quốc cương thổ, Chu gia người chết nhiều nhất. Đối cái này lớn Chu gia tộc chi thứ chi nhánh, Chu Mục Thần không có bất kỳ cái gì lưu luyến, trực tiếp liền mang theo đà đế cổ thần rời đi, mặc cho Thanh Lam quốc tự sinh tự diệt. Thanh Lam quốc chín thành cương thổ, đều bị ô nhiễm, thương vong người vô số, Chu gia, Mộ gia, Khổng gia. Đều đối Chu Mục Thần vô cùng thống hận, bọn hắn hao phí lớn lao tâm huyết, mới miễn cưỡng trùng kiến gia viên, từ đó tị thế ẩn cư, không cùng bên ngoài người trao đổi,
ta cũng là hao phí không ít công phu, tài hoa tra được Thanh Lam quốc chỗ. Diệp thần kinh ngạc, lại không nghĩ rằng Chu Mục thần làm việc ác như vậy, năm đó chế tạo đà đế cổ thần, không biết hại chết nhiều ít người. Cái kia Thanh Lam quốc, cùng Chu Mục thần có khắc cốt huyết cừu, thậm chí liền Chu gia đều lòng mang thống hận, vậy đối Diệp thần tới nói, tự nhiên là thiên đại hảo sự. Phật tổ nói tiếp, luân hồi chi chủ, tuy nói Thanh Lam quốc, đối ngươi không có địch ý, nhưng ngươi thật muốn đi bên kia, còn phải cẩn thận. Diệp thần nói, cẩn thận cái gì? Phật tổ nói, một là tinh hằng chi gia thạch, đó là Thanh Lam quốc thần vật, là bọn hắn tại lọt vào đại tai biến về sau, dùng đại lượng tính mệnh máu tươi tế thiên, đạt được tinh không phía trên chúc phúc, có vững chắc trật tự hiệu quả. Người ngoài nếu là tiến vào Thanh Lam quốc, tu vi sẽ gặp phải tinh hằng chi thạch áp chế, thực lực sẽ giảm bớt đi nhiều. Nói cách khác, người nếu là tiến vào Thanh Lam quốc, có thể không phát huy ra toàn bộ thực lực, muốn bị tinh hằng chi thạch áp chế bộ phận. Diệp thần tâm bên trong run lên, gật đầu nói tốt, Phật tổ, ta sẽ cẩn thận. Hắn nghĩ đến chính mình luân hồi huyết mạch hừng hực, coi như cái kia tinh hằng chi thạch mạnh mẽ, sẽ áp chế hắn bộ phận thực lực, cũng không áp chế nổi bao nhiêu. Phật tổ lại nói, mặt khác, người còn muốn cẩn thận Sửu thần. Diệp thần sợ hãi, Sửu thần. Phật tổ nói, đúng vậy, ta âm thầm tra được, Thiên Khải Chí Tôn trả giá cực lớn đại giới, muốn thỉnh Sửu thần ra tay diệt sát ngươi. Nếu như ngươi là trạng thái toàn thịnh, không sợ Sửu thần uy hiếp, trừ phi hắn hồn chủng chân thân buông xuống. Nhưng bây giờ ngươi, bị khí thiên tỏa giam cầm, nếu là Sửu thần ra tay, ngươi có thể sẽ gặp nguy hiểm. Diệp thần cau mày nói, như thế phiền phức, bất quá ta có loại thủ đoạn, có thể chống lại Sửu thần, đảo không cần quá lo lắng. Phật tổ nói, hoàn toàn chính xác, mặt khác Thanh Lam quốc tinh hằng chi thạch, áp chế hết thảy người ngoài, cũng bao quát Sửu thần, hắn chịu áp chế, khả năng so ngươi còn lợi hại hơn. Chính diện giao phong, Sửu thần rất khó giết chết ngươi, liền sợ hắn làm âm mưu gì thủ đoạn. Diệp thần nói, ta sẽ cẩn thận. Phật tổ lại móc ra một cái Phật rơi, giao cho Diệp thần trong tay, nếu như ngươi thật muốn đi Thanh Lam quốc, liền đeo cái này vào Phật rơi, chính là tín vật, giao cho Khổng gia người. Bọn hắn là tín đồ của ta, chỉ cần thấy được cái này Phật rơi, liền sẽ cho ngươi cung cấp chiếu cố, có vấn đề gì, ngươi hỏi người nhà họ Khổng liền có thể. Rốt cuộc muốn như thế nào tiến vào Thanh Lam di tích, điều tra thời gian quá ngắn, ta cũng không biết, chuyện cụ thể. Vẫn phải ngươi tự mình đi Thanh Lam quốc một chuyến. Diệp thần nhận lấy Phật rơi, nói, đúng, đa tạ Phật tổ. Phật tổ gật gật đầu, ta cùng Nhậm huynh, liền không thể đi theo ngươi, Hồng Quân lão tổ chẳng mấy chốc sẽ tấn thăng siêu phẩm thiên đế, ta cùng Nhậm huynh nhất định phải tỏa trấn Thượng Hoàng Thiên Cung, nếu bị Hồng Quân đánh lén trộm nhà, hậu quả khó mà lường được. Diệp thần nói, đúng, ta đây cáo từ trước, Phật tổ. Thương nghị cố định, Diệp thần từ biệt Phật tổ. Lại hướng Nhậm Phi Phàm cùng chư nữ từ biệt, sau đó liền một mình đi tới Thanh Lam quốc. Này khí thiên tỏa, là Diệp thần chính mình kiếp, chỉ có tử độ. Thanh Lam quốc hung hiểm tầng tầng, che giấu cùng sương mù nhiều lắm, Diệp thần nếu là mang lên người bên ngoài, ngược lại không tiện, chính mình một người tốt nhất. Tại khóa chặt Thanh Lam quốc tọa độ về sau, Diệp thần thi triển xong xà tròm sao không gian áo nghĩa, một đầu không gian cổ xà bay ra. Hắn đạp lên không gian cổ xà xuyên toa hư không, trong nháy mắt, liền xuyên qua tầng tầng thời không, hạ xuống Thanh Lam quốc bên ngoài. Diệp thần tại tấn thăng đến thần đạo cảnh 5 tầng trời về sau, các loại thần thông tu vi, tăng lên rất nhiều, đối song xà tròm sao cảm ngộ, cũng là tăng nhanh như gió, mặc dù không gian pháp tắc vách ngăn, vô cùng kiên cố nghiêm mật, nhưng cũng đã ngăn không được hắn, chư thế vạn giới tùy ý đi xuyên. Diệp thần phiêu phù ở Thanh Lam quốc bên ngoài, xuất hiện tại hắn trước mắt, là vô cùng mỹ lệ cảnh tượng. Một tầng màu xanh tinh bích hệ, đem trọn cái Thanh Lam quốc bảo hộ bao phủ lại, xuyên thấu qua tầng này tinh bích hệ, Diệp thần thấy được ngàn phong vạn hác, dãy núi chập trùng, như uốn lượn long mạch, lưu chuyển vô tận. Cái kia thanh sơn thúy lam, thương tùng thúy bách, có một loại thâm u thương mang cảm giác. Trong veo dòng suối chảy xuôi xuyên qua thanh sơn ở giữa. Nghe giống như sạch tông thanh âm, nhẹ nhàng phiêu giật, thấm vào ruột gan. Theo mặt ngoài xem, Diệp thần không nhìn thấy mảy may hắc ám phế tích khí tượng, tương phản, cái này quốc gia sơn thanh thủy tú, liền một con hung thú cũng không có, càng không có cái gì hắc ám quỷ dị. Mảnh lớn mảnh nhỏ vân hải lượn lờ lấy,
bầu trời một mảnh tinh khiết, theo gió biến ảo, tầng mây năm màu rực rỡ, trải ra tại trời xanh bên trong, khí thế bàng bạc, khiến cho người kinh ngạc tán thán. Nơi này chính là Thanh Lam Quốc sao? Thật không nhìn thấy có nguy hiểm gì khí tượng. Diệp Thần tự lẩm bẩm, đi đến Thanh Lam Quốc tinh bích hệ trước, đưa tay sờ lên. Tầng kia tinh bích 10 điểm nghiêm mật cùng kiên cố, so với hắn trước đây tại Hoang Thiên Thần Quốc trước mặt, cũng là không thua bao nhiêu. Nếu như trước kia, Diệp Thần đối mặt này loại kiên cố tinh bích, có thể sẽ thấy 10 điểm khó giải quyết, thậm chí khó mà đột phá. Nhưng bây giờ, hắn thực lực tăng lên hung mãnh, này loại tinh bích, đã không ngăn cản nổi hắn. Diệp Thần đạp lên không gian cổ xà, thật giống như xuyên thấu không khí, dễ dàng xuyên qua tinh bích hệ, không có xúc động bất kỳ cấm chế gì. Hiện tại dùng hắn không gian cổ xà tu vi, thế gian tuyệt đại bộ phận không gian tinh bích cấm chế, trong mắt hắn đều cùng không khí không sai biệt lắm. Thuận lợi tiến vào Thanh Lam Quốc, Diệp Thần không làm kinh động bất luận cái gì người, nhưng ở bước vào Thanh Lam Quốc về sau, hắn cảm thấy mình khí tức, bị một loại nào đó lực lượng thần bí áp chế. Này loại lực lượng thần bí, không thuộc về cái thế giới này. Là tinh không phía trên thế giới. Là thế giới kia lực lượng. Xem ra là Phật Tổ nói tới tinh hằng chi thạch. Diệp Thần tầm mắt khẽ động, đại khái đoán được là tinh hằng chi thạch lực lượng, đang áp chế lấy hắn. Thậm chí, hắn mơ hồ nhìn thấy thiên cơ, thấy được tinh hằng chi thạch bộ dáng, cái kia đã là thành tinh hóa người tồn tại. Là một đầu thạch đầu nhân. Hoặc là nói đúng ra, là một tôn thạch thần. Tinh hằng thạch thần lạnh lùng trầm trọng tảng đá thân thể, lượn lờ lấy từng sợi u hắc tinh quang, hắn tựa hồ cảm giác được Diệp Thần nhòm ngó, ngô một tiếng, tầm mắt chuyển tới, muốn tìm Diệp Thần chỗ. Diệp Thần phản ứng cấp tốc, lập tức liền đem thu hồi ánh mắt lại. Xem ra này Thanh Lam Quốc sau lưng, còn có thật nhiều ta không biết đồ vật. Vẫn là tìm được trước Khổng gia. Diệp Thần tâm bên trong âm thầm nghĩ, xuất ra Phật Tổ cho hắn Phật rơi, rất dễ dàng liền bắt được thiên cơ, cảm ứng được Khổng gia lãnh địa chỗ. Thanh Lam Quốc có tam đại gia tộc, Chu gia, Khổng gia, Mộ gia. Tại năm đó trận kia đại tai biến qua đi, Khổng gia run rẩy kinh dị, đà đế cổ thần thành tâm ma của bọn hắn cùng ác mộc, tại lựa chọn quy y Phật môn, thờ phụng Phật Tổ về sau, mới gột rửa tâm ma, đạt được Phật quang bảo hộ. Cho nên, Khổng gia đối Phật Tổ vô cùng thành kính, đáng giá tín nhiệm. Thanh Lam Quốc phân chia 4 cái khu vực, tam đại gia tộc đều chiếm một cái khu vực, còn có một cái khu vực là cao nguy khu, cùng Thanh Lam di tích 10 điểm tiếp cận, tràn ngập rất nhiều hung hiểm. Diệp Thần tầm mắt nhìn chung quanh thiên địa, Thanh Lam Quốc chưa nhiều tình huống, liền từng cái xông lên đầu. Tam đại gia tộc mặc dù đều chiếm nhất khu, nhưng gia tộc trụ sở, lại đều tại một cái gọi Thanh Khuyết Thành địa phương. Thanh Khuyết Thành là Thanh Lam Quốc chủ thành, là tam đại gia tộc lãnh địa trung ương chỗ giao giới, dùng Chu gia thế lực lớn nhất, nhưng thường ngày ba nhà tranh đấu không nhiều, ở chung có chút hòa khí. Chủ yếu là ba nhà đều rất rõ ràng, Thanh Lam Quốc năm đó gặp đại tai biến về sau, địa mạch linh khí liền héo rút chín thành, bây giờ có thể kéo dài hơi tàn cũng không tệ, mong muốn tu luyện tới đỉnh phong, đó là tuyệt đối không thể nào. Không thời không đỉnh phong cảnh giới, là thiên đế chủ thần. Mà muốn trở thành thiên đế chủ thần, chỉ dựa vào khổ tu là không được, tài nguyên, nghị lực, khí vận, phong thủy địa mạch, thiếu một thứ cũng không được. Thanh Lam Quốc địa mạch, đã chống đỡ không được thiên đế sinh ra. Vì vậy, tam đại gia tộc người mạnh nhất, cũng chính là thông thiên cảnh cường giả, bọn hắn đều rất rõ ràng, chính mình suốt đời không có bước vào thiên đế cảnh giới khả năng, đều nhận mệnh, tự nhiên là không cần tranh đấu. Đương nhiên, thường ngày bình thường cạnh tranh, vẫn sẽ có, chỉ là bình thường không liên quan đến sinh tử. Thanh Lam Quốc đã có mấy vạn năm thời gian, không có chết hơn người. Mảnh thế giới này, hết sức là yên tĩnh an tường, nhưng tuyệt không phải vĩnh hằng. Bởi vì, Thanh Lam di tích tồn tại, thủy chung là một cái đáng sợ uy hiếp. Một khi Thanh Lam di tích khí tức, chút xuống, cái kia chỉ sợ toàn bộ Thanh Lam Quốc, đều muốn bị bao phủ. Diệp Thần khóa chặt Thanh Khuyết Thành chỗ, rất nhanh liền đi vào Thanh Khuyết Thành bên trong. Vì không thu hút sự chú ý của người khác, hắn ẩn nấp khí tức của mình, mang theo một cái to lớn mũ rộng vành, che phủ lên khuôn mặt. Bước vào Thanh Khuyết Thành bên trong, Diệp Thần mơ hồ ngửi được trong không khí, có một cỗ làm người bất an khí tức. Là Sửu Thần khí tức. Chỉ một thoáng, Diệp Thần đồng tử co vào, cơ bắp căng cứng.
Sửu thần trước hắn một bước, tiềm nhập Thanh Lam quốc Thanh Khuyết thành. Đoán đại khái hạ thời gian, hẳn là 3 ngày trước, liền là Phật tổ vừa mới bắt đầu điều tra Thanh Lam quốc thời điểm. Đáng chết, này Sửu thần, thật sự là âm hồn bất tàn a. Không biết hắn tránh ở nơi nào. Diệp thần tầm mắt quét nhìn Thanh Khuyết thành đường đi, Lâu Vũ, xỏ xuyên qua hết thảy, nghĩ cha tìm Sửu thần hạ lạc, nhưng không hề phát hiện thứ gì. Sửu thần ẩn giấu rất sâu. Diệp thần thức tỉnh tinh thần, cầm lấy Phật rơi, tìm được trước Khổng gia phủ đệ. Các hạ là người nào? Có chuyện gì sao? Làm Diệp thần gõ mở Khổng gia cửa phủ, một cái gã sai vặt thăm dò ra mặt đánh giá hắn, mở miệng hỏi, tầm mắt chẳng qua là tò mò, cũng không có cái gì cảnh giác hoài nghi chi ý. Bởi vì Thanh Lam quốc đời đời bình tĩnh, mấy vạn năm cũng không chết qua một người, lòng người thuần phác, cũng không nghi ngờ sẽ có cái gì gian ác người. Diệp thần nói, ta nghĩ thấy các ngươi Khổng gia gia chủ, ngươi liền nói có đệ tử Phật môn bái phỏng. Cái kia gã sai vặt nói, há, là tới bái phỏng lão gia đó à, mời ngươi chờ một lát. Quay người đi vào thông truyền. Diệp thần chờ trong chốc lát, cái kia gã sai vặt liền ra tới mở cửa, vào đi. Diệp thần cất bước bước vào Khổng gia phủ đệ, tại cái kia gã sai vặt dẫn đầu dưới, đi tới một chỗ trong đường. Chỉ thấy từ đường bên trong. Đang thờ phụng Phật tổ kim thân Phật tượng, một cái lão giả bàn đối diện Phật tượng, xếp bằng ở Phật tượng bên trên, gõ nhẹ cá gỗ, từ đường bên trong đàn hương lượn lờ, vuốt lên lòng người phiền não, khiến cho lòng người đầu hoàn toàn yên tĩnh. Cái kia gã sai vặt làm cái mời thu thập, liền xoay người rời đi. Diệp thần lấy lại bình tĩnh, bước vào trong đường, còn chưa mở miệng nói chuyện, lão giả kia liền nói. Ngươi là thế nào một phái đệ tử Phật môn? Tu đại thừa Phật Pháp vẫn là tiểu thừa Phật Pháp. Phật Pháp có đại thừa cùng tiểu thừa phân chia, đại thừa Phật Pháp liền là phổ độ chúng sinh, cứu vớt thế nhân, tiểu thừa Phật Pháp là chuyên cần bản thân, chứng đạo niết bàn, giải thoát sinh tử, chảm cắt hết thảy tham sân si. Diệp thần cười nói, ta đã tu tiểu thừa, cần cù giới thân, cũng phát bồ đề tâm, có đại thừa hoành nguyện, muốn xây thiên quốc bình định thiên hạ. Lão giả kia thấy Diệp thần ăn nói bất phàm, a à một tiếng, quay đầu. Thấy Diệp thần mang theo mũ rộng vành, cho là hắn là cố ý che giấu tung tích, hôm nay muốn tới thích chàng, trầm giọng nói, không biết các hạ tôn tính đại danh, Phật tổ chân kinh lại luyện đến tầng thứ mấy. Diệp thần nói, tại hạ tính danh không đáng nhắc đến, Phật tổ chân kinh miễn cưỡng luyện đến tầng thứ 8, hổ thẹn, đến nay chưa thành Phật. Lão giả kia khinh thường cười to, nói tầng thứ 8. Ngươi khẩu khí thật lớn, lão phu tu Phật vạn thế kỷ nguyên. Cũng chỉ là miễn cưỡng luyện đến tầng thứ 6 thôi. Phật tổ chân kinh có 9 tầng, chính là Phật tâm, Chu Ma, Diệt Tà, Xá Lợi, Tu Di, Giới Tử, Diệu Pháp Liên Hoa, chiếu rõ hư không, vô thượng Phật tổ. Nói như vậy, tại không không lúc nào không, Phật tổ chân kinh luyện đến tầng thứ 6 về sau, đã có thể tính là đắc đạo cao tăng, có thể mở pháp đàn, thu tín đồ, bố trí tọa đàm. Có thể luyện đến tầng thứ 7, có tư cách đi Phật môn thánh địa. Đảm nhiệm thủ tọa đại sư. Đến mức tầng thứ 8 chiếu rõ hư không, phóng nhãn toàn bộ không không lúc nào không, có thể đi đến cảnh giới này, có thể xưng phượng mao lân giác, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tầng cuối cùng vô thượng Phật tổ, là chân chính thành Phật cảnh giới, trước mắt ngoại trừ Phật tổ bên ngoài, còn không có người khác có thể đi đến. Lão giả nghe Diệp thần nói đã tu luyện tới tầng thứ 8, vậy dĩ nhiên là không tin, như thế cấp bậc Phật Pháp tu vi. Phóng nhãn toàn bộ không không lúc nào không, cũng là nhân vật cực kỳ khủng bố. Vậy liền để cho ta nhìn một chút các hạ Phật Pháp cao chiêu đi. Lão giả lạnh giọng vừa quát, đột nhiên ra tay, niêm hoa tĩnh chỉ, toàn thân Phật quang nở rộ, sau lưng hiện ra một đóa lục sắc hoa sen khí tượng, trang nghiêm cuồn cuộn. 9 tầng Phật tổ chân kinh, tu vi mỗi tăng lên một tầng, hiển hóa ra Phật Pháp hoa sen khí tượng, màu sắc liền sẽ nhiều một màu. Lão giả nhất chỉ hướng Diệp thần đâm tới, một chỉ này mang theo giới tử Phật Pháp xâm nghiêm khí tượng, một khi đánh trúng kẻ địch, là có thể đem địch nhân chấn áp, nghiền thành một hạt giới tử, triệt để giết chết, 10 điểm hung mãnh lợi hại. Diệp thần thấy lão giả nhất chỉ đâm đến, chỉ mỉm cười, không chút kinh hoàng, cũng thi triển ra Phật Pháp, toàn thân màu vàng kim Phật quang nở rộ, ở sau lưng huyễn hóa ra một đóa tám sắc đài sen, vô tận cầu vồng dâng lên. Thấy Diệp thần hiển hóa ra tám sắc đài sen, lão giả ngây dại. Đây chính là Phật tổ chân kinh tầng thứ 8 khí tượng A, cái này sao có thể? Tiếp theo sát,
chỉ thấy cái kia tám sắc trong đài sen, đã đản sinh ra một tôn kim thân Bồ Tát, bộ dáng cùng Diệp Thần không khác nhau chút nào, Phật quang chiếu phá hư không, như muốn ép diệt hết thảy hắc ám. Diệp Thần vung ra một trường, kim thân Bồ Tát cũng là một trường oanh ra, như trấn áp chư thiên, tích dịch vạn ma, uy thế 10 điểm bá đạo, oanh long long kinh động bão táp. Lão giả bạo đâm mà đến ngón tay, tại Diệp Thần Bồ Tát cự trưởng làm nổi bật dưới, lộ ra 10 điểm nhỏ bé. Lão giả triệt để rung động, vội vàng thu hồi ngón tay, nghiêng người tránh né. Oanh! Diệp Thần một trưởng bình đẩy đi ra, trưởng phong nổ tung, đem sau lưng lão giả từ đường vách tường, mạnh mẽ đánh ra một cái trưởng ấn hang, 10 điểm chú mục. Tiền bối đa tạ. Diệp Thần chắp tay trước ngực hành lễ. Lão giả này, kỳ thật tu vi vượt xa thần đạo cảnh, vừa mới hắn cùng Diệp Thần luận bàn Phật Pháp, cũng chỉ là luận bàn, cũng không có bùng nổ quá phận lực lượng. Bàn về sức chiến đấu, Diệp Thần dĩ nhiên không phải lão giả này địch thủ. Nhưng luận Phật Pháp tu vi, Diệp Thần đã vượt rất xa đối phương. Lão giả triệt để kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Diệp Thần, nói các hạ đến cùng là ai, Phật Pháp cư nhiên như thế tinh thâm. Lão phu bội phục. Diệp Thần mỉm cười, chậm rãi tháo xuống mũ rộng vành, lộ ra tướng mạo, nói tại hạ Diệp Thần, là Phật Tổ gọi ta tới, nói là có thể tìm kiếm tiền bối trợ giúp. Diệp Thần xuất ra Phật rơi tín vật, đưa cho lão giả. Oanh! Lão giả nhìn xem cái kia Phật rơi, thân thể kịch chấn, sau đó toàn thân run rẩy, bịch một tiếng liền quỳ xuống, nói. Nguyên lai là luân hồi chi chủ, là lão phu có mắt không tròng. Hắn lại bộp một tiếng, hung hăng tát mình một cái, ta thật sự là xuẩn a, thế gian này ngoại trừ luân hồi chi chủ, còn có ai có thể tuổi còn trẻ, liền đem Phật Tổ chân kinh luyện đến tầng thứ 8. Tối hôm qua Phật Tổ đã báo mộng cho ta, bảo hôm nay luân hồi chi chủ sẽ cầm tín vật bái phỏng, ta lại thật sự cho rằng là một giấc mộng dài, không có chút nào chuẩn bị, thực sự là. Nói xong lời cuối cùng, lão giả thật cảm thấy hổ thẹn, lại cảm giác sâu sắc hoảng hốt, e sợ cho sẽ đưa tới Phật Tổ thiên phạt. Tiền bối không nên tự trách, mau mau xin đứng lên. Diệp Thần vội vàng đỡ dậy lão giả. Lão giả run rẩy đứng dậy, thấy Diệp Thần cánh tay trái tựa hồ nặng dị thường, hắn ngẩn ngơ, nói, luân hồi chi chủ, cánh tay của ngươi. Diệp Thần nói, nếu Phật Tổ đã cho tiền bối báo mộng, cái kia chắc hẳn tiền bối biết ta ý đồ đến. Lão giả trên mặt lóe lên cực phức tạp cảm xúc, cau mày nói, lão phu là Khổng gia gia chủ Khổng Bách Lý, tại Thanh Lam quốc cũng có phần có danh vọng, Phật Tổ báo mộng nói, luân hồi chi chủ ngươi muốn đi Thanh Lam di tích, việc này mặc dù 10 điểm hung hiểm gian nan, nhưng chỉ cần ngươi mở miệng, ta vẫn là có thể giúp ngươi xin. Thanh Lam di tích, là Thanh Lam quốc cấm địa, vùng cấm địa này thậm chí so Thanh Lam quốc cương thổ, còn muốn khổng lồ rất nhiều, tràn ngập vô tận nguy hiểm. Bình thường người muốn đi vào, Khổng Bách Lý khẳng định là cự tuyệt, bởi vì tùy tiện mở ra bước vào Thanh Lam di tích lối đi, có thể sẽ dẫn phát bất trắc tai họa. Nhưng Diệp Thần thân phận không thể coi thường, lại không thể coi như không quan trọng. Hắn tin tưởng dùng Diệp Thần khí vận, đủ để áp chế Thanh Lam di tích bên trong rất nhiều yêu tà. Dù sao, Diệp Thần liên thiên hỏa mệnh tinh đều đã thức tỉnh, còn có cái gì yêu tà có thể uy hiếp được hắn. Diệp Thần vui vẻ nói, tiền bối nhược khẳng hỗ trợ, vậy thì thật là không thể tốt hơn. Khổng Bách Lý lại là vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu, nói, hiện tại không được, muốn xin tiến vào Thanh Lam di tích, cần Chu gia đồng ý. Nhưng này hai ngày thời gian, Chu gia nội bộ thế hệ trẻ tuổi đệ tử, đột nhiên cùng như là phát điên, la hét nói muốn một lần nữa đầu nhập vào Chu Mục Thần, tìm kiếm chúc phúc, dùng đánh vỡ Thanh Lam quốc không thể thành thiên đế hạn chế. Bây giờ Chu gia nội bộ, một mảnh hỗn loạn, ta coi như đi xin, bọn hắn cũng không có khả năng xử lý. Diệp Thần nghe đến đó, cảm nhận được kỳ quặc, nói Chu gia đệ tử nổi điên. Khổng Bách Lý buông tay nói, còn không phải sao, Chu Mục Thần người nào? Cay nghiệt thiếu tình cảm, năm đó kém chút hại chết chúng ta tam đại gia tộc, Thanh Lam quốc chín thành cương thổ, đều bị hắn hủy đi. Đi đầu quân hắn, tìm kiếm chúc phúc, đó là người si nói mộng. Ta cũng không biết Chu gia đệ tử, làm sao lại đột nhiên như bị điên, bốn phía la hét nói muốn đầu nhập vào Chu Mục Thần, bọn hắn thậm chí đi huyết thiên khu, dựng tế đàn, dự định hiến tế tinh không huyết bộc, thỉnh cầu Chu Mục Thần buông xuống chúc phúc, ha ha, thật sự là quấy rối. Thanh Lam quốc có bốn cái khu vực, huyết thiên khu liền là cao nguy khu, không thuộc về tam đại gia tộc quản hạt,
cái kia huyết thiên khu khoảng cách Thanh Lam di tích, cũng là tiếp cận nhất tồn tại. Huyết thiên khu, tinh không huyết bộc. Diệp thần mơ hồ ngửi được một tia âm mưu nguy cơ khí tức. Chu gia đệ tử nổi điên, có phải hay không là nhận lấy sử thần mê hoặc? Dù sao, sử thần am hiểu nhất, liền là mê hoặc nhân tâm. Luận chính diện giao phong sức chiến đấu, sử thần kỳ thật không mạnh, bởi vì hắn không có chân chính thân thể, rất cường đại võ đạo thần thông hắn đều khó mà thi triển, cho nên hắn mới như thế khao khát đoạt xá người khác. Sử thần mạnh liền mạnh tại mê hoặc nhân tâm, ác tâm liền ác tâm tại vô pháp triệt để tiêu diệt. Nếu là người của Chu gia, thật bị sử thần mê hoặc, vậy thì phiền toái. Dù sao tại Thanh Lam quốc ba trong đại gia tộc, Chu gia thế lực là lớn nhất, một khi Chu gia xuất hiện hỗn loạn, toàn bộ Thanh Lam quốc đều có sụp đổ nguy hiểm. Khổng Bách Lý đạo, cái kia tinh không huyết bộc, là đến từ tinh không phía trên huyết sắc thác nước, linh khí 10 điểm nồng đậm, năm đó Chu Mục Thần chế tạo Đà Đế cổ thần thời điểm, từng dùng tinh không huyết bộc đổ vào, sau này cái kia tinh không huyết bộc đoạn tuyệt, mãi đến luân hồi chi chủ ngươi đời thứ nhất đản sinh thời điểm, tinh không huyết bộc mới một lần nữa khôi phục. Cái kia tinh không huyết bộc, cũng là ta Thanh Lam quốc trọng yếu linh nguyên, một khi tinh không huyết bộc bị hiến tế đi, ta đây Thanh Lam quốc vốn là suy yếu địa mạch, sợ rằng sẽ tiến một bước suy yếu, thậm chí sụp đổ. Diệp thần mâu biến quang chớp động, trong lòng không ngừng suy tư, nghĩ thầm nếu như Chu gia đệ tử nổi điên, thật sự là sử thần mê hoặc, cái kia sử thần mục đích là cái gì? Trong lúc nhất thời, Diệp thần cũng nhìn không thấu sử thần mưu tính. Tiền bối, vậy bây giờ Chu gia đệ tử nổi điên, phải làm như thế nào? Diệp thần hỏi. Khổng Bách Lý do dự nói, Chu gia rất nhiều thiên tài đệ tử, đều chạy đi huyết thiên khu, nói muốn cử hành máu thiên đại sẽ, hiến tế tinh không huyết bộc. Huyết thiên khu có vô số hung thú quỷ dị hoành hành, vô cùng nguy hiểm, bình thường người tiến vào, chỉ có một con đường chết. Nhưng nhắc tới cũng kỳ quái, cái kia huyết thiên khu, tựa hồ bị một loại nào đó nhân quả luật bao phủ. Chu gia đệ tử thiên tài chạy vào đi, thế mà không bị đến công kích, nghĩ ngăn cản bọn hắn trưởng bối, ngược lại kém chút bị huyết thiên khu bên trong quái vật cắn chết, bất đắc dĩ lui ra tới. Chúng ta suy tính đến huyết thiên khu hoàn toàn chính xác bị nhân quả luật bao phủ, tu vi tại thiên nguyên cảnh trở xuống người, trở ra sẽ không chịu quái vật quấy nhiễu, nhưng tu vi một khi vượt qua thiên nguyên cảnh, liền sẽ phải gánh chịu vô tận quái vật đánh giết. Chu gia những cái kia điên rồi đệ tử. Đều nói đây là Chu Mục Thần ân chú ý cùng tí hữu, chuyện này rất tà môn, ta cùng Chu gia mộ gia cao tầng, đều cảm giác sâu sắc thúc thủ vô sách. Ta ở đây niệm kinh cầu nguyện, là muốn triệu hoán Phật tổ buông xuống, đáng tiếc đến không đến đáp lại. Nói đến đây, Khổng Bách Lý con mắt nhìn về phía Diệp Thần, ánh mắt nhanh chóng sáng lên, không. Phật tổ đáp lại, luân hồi chi chủ, người nhất định chính là Phật tổ phái tới cứu vớt chúng ta. Chuyện này quá tà môn. Sau lưng không biết ẩn giấu đi âm mưu gì, có lẽ chỉ có ngươi mới có thể giải quyết. Diệp thần cũng cảm giác đến lúc này quái dị, ngưng trọng nói, tiền bối, việc này rất quỷ dị, ta muốn đích thân đi huyết thiên khu bên kia nhìn một chút. Huyết thiên khu bên kia hỗn loạn, nếu như không giải quyết, Diệp thần cũng đừng hòng tiến vào Thanh Lam di tích, mà lại chuyện này, rất có thể là sử thần tại bố cục, hắn tuyệt không thể ngồi chờ chết, nhất định phải chủ động xuất kích. Khổng Bách Lý gật đầu nói, luân hồi chi chủ, người chịu ra tay, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn. Đây là truyền âm phù, ta Khổng gia còn có mộ gia thế hệ trẻ tuổi thiên tài, đều đi huyết thiên khu, cực lực ngăn cản Chu gia đệ tử cử hành cái gì máu thiên đại sẽ, người cầm lấy này truyền âm phù, có thể cùng bọn hắn liên lạc. Cái kia tinh không huyết bộc, tuyệt đối không thể bị hiến tế đi, bằng không ta Thanh Lam quốc mất đi linh nguyên, địa mạch sợ là muốn khô héo. Diệp thần tiếp nhận truyền âm phù, nói tốt. Tiền bối, ta biết rồi, ta cái này đi huyết thiên khu một chuyến. Khổng Bách Lý đạo, đa tạ, luân hồi chi chủ, bây giờ có lẽ cũng chỉ có ngươi, mới có thể phá vỡ sau lưng quỷ dị. Thương nghị hoàn tất, Diệp thần không dám sơ suất, lập tức rời đi Khổng gia, cũng hướng về huyết thiên khu tiến đến. Sử thần khả năng ở sau lưng ẩn nấp lấy, những Chu gia đó nổi điên đệ tử, rất có thể đều thành sử thần quân cờ, hắn nhất định phải đi giải quyết. Diệp thần một đường bay nhanh, xuyên qua Thanh Khuyết Thành, mà sau khi được qua một mảng lớn hoang nguyên, cuối cùng đi tới huyết thiên khu rìa. Một cỗ nồng đậm máu tanh mùi vị tới gần chóp mũi của hắn, khiến cho hắn thấy nghẹt thở. Hắn ngẩng đầu, chỉ thấy phía trước bầu trời bày biện ra một mảnh quỷ dị màu đỏ,
phảng phất huyết hải hồng lưu ở trên bầu trời mãnh liệt. Nơi xa truyền đến mơ hồ giống lên một tiếng cùng hung thú tiếng gầm gừ, khiến cho người rùng mình. Diệp Thần Tâm bên trong run lên, lập tức cảnh giác lên. Hắn biết huyết thiên khu là một cái cực kỳ hung hiểm địa phương, ít ai lui tới, hung thú hoành hành, mỗi đi một bước cũng có thể đối mặt đòn công kích chí mạng cùng nguy hiểm bẫy dập. Nơi này chính là huyết thiên khu sao, quả nhiên hung hiểm cực kỳ. Diệp Thần ổn định vẻ mặt, bước vào huyết thiên khu, không ngừng quan sát đến hoàn cảnh chung quanh, theo càng lúc càng thâm nhập, hắn gặp được chưa từng thấy qua cảnh tượng kỳ dị, mặt đất bên trên bầy khắp màu đỏ nước bùn cùng vết máu loang lổ nham thạch, liếc nhìn lại, phảng phất thân ở tại một cái biển máu bên trong. Vài đầu mọc ra giữ tợn răng nanh hung thú tiềm phục tại chỗ tối, chờ đợi lấy con mồi đến, nhưng chúng nó thấy Diệp Thần về sau, cũng không có phát động công kích. Diệp Thần trên người luân hồi huyết mạch khí tức, mang theo một cỗ mãnh liệt uy áp, làm cho hung thú hoàn toàn không dám tới gần. Mà tại huyết thiên khu bên trong, làm người khác chú ý nhất, liền là bầu trời phương xa, treo ngược xuống tới một đầu huyết sắc thác nước. Đầu kia huyết sắc thác nước, lại có thể là đến từ chân trời đám mây, theo trên trời chút xuống tới, oanh long long không ngừng, xương máu dâng lên thành vân biển, hùng vĩ cực điểm. Không hề nghi ngờ, cái này là Khổng Bách Lý nói tới tinh không huyết bộc, truyền thuyết là đến từ tinh không phía trên thác nước, năm đó Chu Mục Thần chế tạo Đà Đế cổ thần thời điểm, từng dùng tinh không huyết bộc vì linh khí nguồn suối. Này tinh không huyết bộc, linh khí năng lượng 10 điểm nồng đậm, cũng là bây giờ Thanh Lam quốc địa mạch linh nguyên một trong. Nếu là đầu này tinh không huyết bộc, bị hiến tế cho Chu Mục Thần, cái kia Thanh Lam quốc địa mạch, cũng muốn đi theo héo rút. Diệp Thần bình tĩnh lại tâm tình, cẩn thận cảm ứng đến chung quanh khí tức. Rất nhanh, hắn bắt được không ít tuổi trẻ cường giả khí tức, tu vi tại thần đạo cảnh đến thiên nguyên cảnh không giống nhau, không có vượt qua thiên nguyên cảnh người. Mảnh máu này thiên khu, tồn tại một loại nào đó cố ý nhân quả luật cấm chế, tu vi vượt qua thiên nguyên cảnh người, vô pháp bước vào. Là Sửu Thần bố trí nhân quả luật cấm chế sao? Hắn đến cùng muốn làm gì? Diệp Thần tầm mắt chớp động, trong lòng tính toán, hắn mặc dù không nhận hạn ảnh hưởng, có thể tại huyết thiên khu chuyển động, nhưng vô pháp nhìn thấu Sửu Thần ý đồ, nội tâm của hắn có chút bất an. Dù sao hắn hiện tại, còn thụ lấy khí thiên tỏa giam cầm. Một khi cùng Sửu Thần khai chiến, hắn 10 điểm bất lợi. Diệp Thần xuất ra Khổng Bách Lý cho hắn truyền âm phù, dự định cùng Khổng gia, Mộ gia đệ tử trẻ tuổi liên lạc. Ông! Nhưng hắn vừa mới xuất ra truyền âm phù liền chấn động lên, thế mà thu vào cầu cứu tin tức. Này tín hiệu cầu cứu, là theo tinh không huyết bộc bên kia truyền đến. Diệp Thần ánh mắt khẽ động, lập tức hướng về tinh không huyết bộc phương hướng bay vút đi. Tinh không huyết bộc phụ cận, có mảnh lớn mảnh nhỏ viễn cổ rừng rậm, trong đó tràn ngập huyết sắc sương mù, là huyết thiên khu bên trong nổi danh huyết thiên cổ lâm. Diệp Thần nghe được huyết thiên cổ lâm bên trong, truyền ra một hồi tiếng đánh nhau, hắn vội vàng lách mình đi vào, tại xuyên qua bụi bụi rừng rậm về sau, hắn thấy phía trước đất trống bên trên, vài người đang bị một đám người vây công. Mấy cái kia người xem khí tức là Khổng gia người, đều là tu luyện Phật Pháp, nhất đao nhất kiếm. Một quyền một trưởng ở giữa, bộc phát ra sáng chói Phật quang, chính khí trùng thiên. Nhưng bọn hắn nhân số thế yếu, vây công bọn hắn người, có tới mười mấy người, mà lại khí tức 10 điểm quỷ dị, thân thể cùng tay chân lượn lờ lấy từng sợi ma khí, ra tay lúc đằng đằng sát khí, kinh khí xé rách, cái kia xâm nghiêm ma khí, đủ để áp chế Phật quang, 10 điểm hung mãnh. Diệp Thần thấy vây công người con mắt, ma khí đâm sâu vào, nghĩ đến đã bị quỷ dị cùng ăn mòn. Không khỏi trong lòng run lên, suy đoán là Sửu Thần ở sau lưng giở trò. Bay Vũ thiếu gia, người đi trước, chúng ta tới yểm hộ ngươi. Cái kia bị vây công mấy người, bên người đã sớm ngã xuống 4-5 bộ thi thể, tình huống vô cùng nguy cấp, nhưng bọn hắn đều tại che chở lấy một người. Người kia tướng mạo, cùng Khổng Bách Lý có 5-6 phần tương tự, rất có thể là con trai của Khổng Bách Lý, cũng là Khổng gia thiếu gia. Không, muốn chết cùng chết. Người Chu gia nhập ma nổi điên, ta Khổng gia tu Phật, Phật tổ nhất định sẽ phù hộ chúng ta, trấn áp tà ma, lui tránh quỷ dị. Khổng thiếu gia mặt mũi tràn đầy chính khí, thi triển ra Phật tổ chân kinh bên trong Chu ma Phật Pháp, một trường trường như gió lôi chấn động gào thét mà ra, Phật quang như hồng nở rộ. Vây công người Chu gia nhóm, dồn dập sau lui ra, một người trong đó cười lạnh nói, hắc hắc, Khổng Phi Vũ, người còn muốn ngoan cố chống lại tới khi nào?
Cái gì nhập ma nổi điên, người đây là vụ oan. Ta xem là các ngươi ngoan cố không thay đổi, tình nguyện cố thủ tàn khuyết địa mạch, cũng không chịu quy thuận Chu gia lão tổ. Này chút người Chu gia trên thân ma khí lượn lờ, nhưng bọn hắn lại không thừa nhận mình đã phong ma, thậm chí chỉ trích người bên ngoài. Diệp Thần âm thầm kinh hãi, đây tựa hồ là sử thần thủ đoạn. Sử thần mê hoặc nhân tâm, bị mê hoặc người, xưa nay sẽ không cảm giác mình đã bị mê hoặc, thậm chí còn coi là nhặt được tiện nghi, hoặc là nhìn rõ đến cái gì chân lý. Đem bọn hắn toàn giết. Một đám nổi điên người Chu gia, họ hét ngang tàng bạo động mà ra, ra tay chiêu pháp trở nên hung hăng, ma khí bao trùm bàn tay của bọn hắn, thậm chí để bọn hắn hai tay đều vặn vẹo, hóa thành một loại nào đó quỷ dị ma chảo, mang theo nối liền trời đất huy năng. Khổng Phi Vũ cùng mấy cái người nhà họ Khổng kinh hãi, đối mặt như vậy hung hãn đánh giết, bọn hắn cảm giác với bản thân vô lực. Chiếu rõ hư không, cho ta trấn áp. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, trong lúc trước mắt, lập tức ra tay, trực tiếp liền thi triển ra Phật Tổ chân kinh diệu pháp. Tầng thứ 8 chiếu rõ hư không bùng nổ, một tôn to lớn Bồ Tát Pháp tướng hư ảnh, ở giữa không trung nổi lên, vô tận Phật quang như tên nỏ bộc phát ra. A a a. Một đám người Chu gia, lọt vào Phật quang xỏ xuyên qua, lập tức phát ra kêu thảm, trên người bọn họ ma khí, tại Diệp Thần hạo đáng Phật quang chiếu rọi, lập tức liền hôi phi yên diệt, bọn hắn làn da giống như lọt vào nước sôi nóng nấu, phát ra từ từ thanh âm. Oanh! Diệp Thần lại vung ra một trường, trên trời Bồ Tát Pháp tướng, cùng hắn tướng mạo động tác một dạng, cũng là vung ra một trường. Lớn Bồ Đề một trường, Phật quang uy áp bao phủ thiên địa. Hết thảy người Chu gia tại chỗ thổ huyết, thân thể như cỏ khô héo ngã oặt, không ngừng co quắp. Diệp Thần cũng không có động sát thủ, bởi vì hắn biết, này chút người Chu gia, chẳng qua là bị sử thần mê hoặc, bọn hắn còn có được cứu vớt khả năng. Quả nhiên, nhận được Diệp Thần Phật Pháp chân áp xuống, rất nhiều người Chu gia đôi mắt liền trở nên trong veo lên, ma khí dồn dập tán đi. Khổng Phi Vũ cùng mấy cái người nhà họ Khổng, thì là vô cùng kinh hãi nhìn lên trên trời Bồ Tát. Lại nhìn xem Diệp Thần chậm rãi đi tới thân ảnh. Bọn hắn bắt được thâm hậu thiên cơ, đều là lộ ra rung động vẻ mặt. Ngươi là luân hồi chi chủ. Khổng Phi Vũ thân thể run rẩy lên, có chút không dám tin tưởng. Không có sao chứ. Diệp Thần gật gật đầu, hỏi. Khổng Phi Vũ thân thể vẫn còn tại lạnh cóng, nói, không có việc gì, ngươi. Ngươi là cha ta phái tới tiếp ứng ta sao? Hắn chính là con trai của Khổng Bách Lý không sai. Diệp Thần gật đầu nói, xem như thế đi. Khổng Phi Vũ lại là kinh hỉ, lại là mặt mũi tràn đầy sùng bái, nói, lâu nghe luân hồi chi chủ uy danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không phải tầm thường, thần thông kinh thiên. Người Phật Pháp tu vi, thế mà luyện đến chiếu rõ hư không cảnh giới, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Dừng một chút, hắn trực tiếp quỳ xuống, phanh phanh dập đầu. Nói, có khả năng thu ta làm đồ đệ không? Luân hồi chi chủ, xin nhận ta cúi đầu. Hắn sùng bái Diệp Thần Phật Pháp tu vi, đúng là nghĩ trực tiếp bái sư. Diệp Thần lắc lắc đầu nói, cái này chậm một chút lại nói, bây giờ tình huống như thế nào? Khổng Phi Vũ khẽ giật mình, nhìn một chút ngã xuống đất co giật người Chu gia, lại nhìn một chút cách đó không xa Tinh Không Huyết Bộc, vẻ mặt cũng là trở nên nghiêm túc lên, hắn thậm chí đang nghĩ. Này cục luân hồi chi chủ thật có thể hiểu sao? Không nghĩ nhiều nữa, nhân tiện nói. Đúng, luân hồi chi chủ. Ta cùng Mộ gia nhị tiểu thư Mộ Y Y, dẫn người tới muốn ngăn cản Chu gia hiến tế Tinh Không Huyết Bộc, cùng Chu gia phát sinh tranh đấu. Chu gia thiếu chủ Chu Thiên Trạch thực lực, so trước kia tăng vọt gấp bội, chúng ta hoàn toàn không phải địch thủ của hắn. Chu Thiên Trạch đã điên rồi, nghĩ đem chúng ta toàn giết, lại đi hiến tế Tinh Không Huyết Bộc. Mộ nhị tiểu tả đem hắn dẫn dắt rời đi, khả năng đã tao ngộ độc thủ, khí tức của nàng biến mất. Khổng Phi Vũ tầm mắt nhìn về phía phương xa, ngốc ngốc xuất thần, trong mắt toát ra vẻ ảm đạm. Bởi vì hắn cảm giác được, Mộ gia nhân khí tức đã hoàn toàn biến mất, rất có thể đều bị Chu gia thiếu chủ Chu Thiên Trạch giết chết. Diệp Thần nhướng mày, bấm ngón tay tính toán, mơ hồ bắt được một tia sinh cơ, nói, Mộ gia nhân còn chưa có chết. Chẳng qua là bị vây nhốt lại, nhưng tình huống cũng mười phần nguy hiểm. Khổng Phi Vũ vui vẻ, nói, Mộ gia còn có người còn sống sao? A-di-đà Phật, vậy thì thật là Phật tổ phù hộ, luân hồi chi chủ, chúng ta đến đuổi mau qua tới cứu viện. Diệp Thần thần sắc lại là ngưng trọng,
nói, đầu tiên chờ chút đã, ta lại hỏi ngươi, vị kia Chu gia thiếu chủ Chu Thiên Trạch, thực lực tu vi như thế nào? Diệp Thần cảm nhận được cực đoan hung hiểm, hắn bắt được có một cỗ vô cùng khí tức nguy hiểm, thậm chí có thể uy hiếp được hắn sinh mệnh. Cỗ khí tức này, rõ ràng liền là nguồn gốc từ vị kia Chu gia thiếu gia Chu Thiên Trạch. Nhưng, Diệp Thần còn không thể xác định, Chu Thiên Trạch tu vi như thế nào. Khổng Phi Vũ trầm ngâm một hồi, nói Chu Thiên Trạch sao? Thực lực của hắn, là thiên nguyên cảnh hậu kỳ, nhìn từ bề ngoài không mạnh, nhưng thần thông thuật pháp 10 điểm đáng sợ. Hắn tu luyện một môn thần thông, là tam thập tam thiên thần thuật một trong, gọi thôn hồn tà đạo trương, là năm đó hồn thiên đế một mình sáng tạo công pháp tà môn, có thể thôn vệ người linh hồn. Diệp Thần cau mày nói, thôn hồn tà đạo trương. Khổng Phi Vũ nói, đúng vậy, đây là một môn vô cùng quỷ dị tà pháp, cùng sở hữu 10 vạn tầng, tầng thứ nhất cần thôn vệ một người linh hồn, tầng thứ hai muốn 2 cái, tầng thứ ba là 4 cái, tầng thứ tư 8 cái, sau đó là 16, 32, 64. Môn công pháp này, mỗi tăng lên một tầng, cần thiết thôn vệ linh hồn, liền là bên trên một tầng gấp 2, đến cuối cùng nghĩ luyện đến 10 vạn tầng, cái kia coi như thôn vệ toàn bộ không không thời không sinh linh, cũng là trăm triệu không đủ. Diệp Thần sau khi nghe xong, đồng tử hơi co lại, nói, lại có tà môn như vậy công pháp. Thôn hồn tà đạo trương có 10 vạn tầng, cái kia nghĩ luyện đến nhất cảnh giới đỉnh cao, cần thôn vệ linh hồn số lượng, dùng hoa hạ phương thức tính toán đến xem, là 20 vạn lần phương. Không phải 10 vạn lần, mà là 10 vạn lần phương. Này chỉ số chồng chất dâng lên, đơn giản nổ tung, con số không thể tưởng tượng to lớn. Coi như thần đạo cảnh trở lên võ giả, có thể một ý niệm, xây dựng ngàn ngàn vạn vạn cái thế giới, thai nghén ra triệu tỷ tỷ sinh linh, nhưng số lượng luôn là có hạn. Coi như nắm này ngàn ngàn vạn vạn cái thế giới, triệu tỷ tỷ sinh linh, linh hồn toàn bộ thôn phệ hết, cũng không đủ bổ khuyết thôn hồn tà đạo trương cần thiết linh hồn số lượng. Khổng Phi Vũ nói, đúng vậy a, công pháp này rất tà môn, coi như là Chu gia lão tổ Chu Mục Thần, cũng là không luyện, tại Thiên Khư Thần Điện bên trong, ngoại trừ một ít đặc thù thiên tài bên ngoài, cũng không ai dám đụng vào. Này thôn hồn tà đạo trương tương đương với cấm thuật, không ngừng thôn phệ linh hồn, rất có thể sẽ nhiễu loạn đạo tâm của mình, mà lại chư thiên vạn giới, cũng không có nhiều như vậy linh hồn có thể cho ngươi thôn phệ, chính mình tạo hóa ra tới sinh linh, linh hồn phẩm chất cuối cùng vô pháp cùng đại thế giới so sánh. Cho nên, này thôn hồn tà đạo trương, trên lý luận rất mạnh, nhưng trên thực tế hạn chế cùng tác dụng phụ quá lớn, tại tam thập tam thiên thần thuật bên trong. Bài danh cũng không cao, chỉ có hồn thiên đế có thể hoàn mỹ trưởng khống, những người khác nhiều nhất sở đến chút ra lông. Diệp Thần trầm giọng hỏi, cái kia Chu Thiên Trạch là tu luyện thế nào? Thanh Lam Quốc có đầy đủ linh hồn cho hắn thôn phệ. Còn là chính hắn sáng tạo thế giới, thôn phệ chính mình tạo hóa ra tới sinh linh. Khổng Phi Vũ chỉ phía trước cái kia theo thiên bạo rơi huyết sắc thác nước, hắn là hấp thu tinh không huyết bộc tu luyện, truyền thuyết cái kia tinh không huyết bộc, mỗi một giọt máu. Đều là một cái linh hồn, là tinh không phía trên người chết, đây là một đầu thuần túy dùng tinh không tử hồn ngưng tụ mà thành thác nước. Diệp Thần khẽ giật mình, ngắm nhìn cái kia thao thao bất tuyệt thác nước, lẩm bẩm nói, phải không? Liên quan tới bến bờ vũ trụ, tinh không phía trên thế giới, có quá nhiều che giấu, hắn cũng không cách nào thăm dò. Khổng Phi Vũ nói, trước kia Chu Thiên Trạch thôn hồn tà đạo trương tu vi, bất quá chừng 30 tầng, nhưng hắn trước mấy ngày nổi điên về sau. Lại đột nhiên tăng vào 99 tầng, trong lúc phất tay, đều có xé rách linh hồn, thôn vệ hết thảy lớn uy năng, ta cùng mộ nhị tiểu tả đều không phải là địch thủ của hắn. Luân hồi chi chủ, bây giờ cũng chỉ có theo nhờ vào ngươi. Mặc dù Chu Thiên Trạch rất lợi hại, thôn hồn tà đạo trương tu vi 10 điểm hung mãnh, nhưng Khổng Phi Vũ tin tưởng, Diệp Thần nhất định có biện pháp có thể đối phó. Bởi vì, Diệp Thần có thể là luân hồi chi chủ a. Luân hồi chi chủ cường hãn đến mức nào, Khổng Phi Vũ không thể hoàn toàn xác định, nhưng Phật tổ đều đầu phục luân hồi trận doanh, phụng Diệp Thần vi tôn, cái kia Diệp Thần thủ đoạn, có thể nghĩ. Hắn đối Diệp Thần chỉ có sùng bái cùng ngưỡng mộ, tuyệt đối tin tưởng. Trước đi qua nhìn một chút lại nói, cái này Chu Thiên Trạch, tuyệt không thể khinh thường. Diệp Thần cũng không có quá lạc quan, hắn cảm nhận được Chu Thiên Trạch khí tức, cực kỳ nguy hiểm. Hắn lẻ loi một mình. Chưa hẳn có thể hoàn toàn trấn áp. Ngay sau đó, Diệp Thần phóng xuất ra túc mệnh chi hoàn, đem Khổng gia người đã chết phục sinh,
lại trị liệu một đám người Chu gia. Thấy chính mình người đã chết phục sinh, Khổng Phi Vũ vô cùng kinh hỉ, liên tục hướng Diệp Thần nói lời cảm tạ. Những cái kia được chữa trị khỏi hẳn người Chu gia, lại là mang theo bao la mờ mịt cùng kinh ngạc. Diệp Thần nhìn xem những Chu gia đó người, hỏi, đều thanh tỉnh sao? Chúng người Chu gia không hiểu kinh dị, lại chấn nhiếp Diệp Thần khí thế, dồn dập gật đầu nói tỉnh, tỉnh. Diệp Thần nói, là ai mê hoặc các ngươi? Chúng Chu gia người đưa mắt nhìn nhau, vẫn là mờ mịt, nói. Không biết, giống như ngay tại trước mấy ngày, chúng ta trong lòng bỗng nhiên liền toát ra một cái ý niệm trong đầu, nhất định phải nắm tinh không huyết bộc hiến tế ra ngoài. Bây giờ nhớ tới, giống như liền cùng chúng ta một dạng. Nghe vậy, Diệp Thần lông mày cau chặt, sự tình càng quỷ dị. Đi, đi gặp các ngươi một chút thiếu chủ. Vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có trước gặp đến Chu gia thiếu chủ Chu Thiên Trạch, mới có thể quyết định bước kế tiếp hành động. Cái này Chu Thiên Trạch, rất có thể là phá cục then chốt. Ngay sau đó, Diệp Thần khóa chặt Chu Thiên Trạch cùng mộ gia nhân khí tức, nhanh chân hướng huyết thiên cổ lâm chỗ sâu đi đến. Khổng Phi Vũ đoàn người, vội vàng cùng sau lưng Diệp Thần. Càng là đi sâu, Diệp Thần càng màn cảm thấy khí tức nguy hiểm. Cái kia Chu Thiên Trạch, chỗ tản ra khí tức, thế mà nhường Diệp Thần đều thấy lo lắng. Chu Thiên Trạch tu luyện thôn hồn tà đạo trương, có thể thôn phệ hết thảy sinh linh linh hồn, Diệp Thần càng là đi sâu tới gần, càng cảm thấy linh hồn đau đớn, giống như tiếp theo sát liền bị xé rách thôn phệ hết. Này thôn hồn tà đạo trương, không đơn giản a. Diệp Thần âm thầm lưu tâm, thôn hồn tà đạo trương, dù sao cũng là hồn thiên đế tự tay sáng tạo công pháp, có chừng 10 vạn tầng nhiều, cấu tứ sự hùng vĩ, khí thế chi bàng bạc, thật là không thể tưởng tượng nổi. Chu Thiên Trạch có thể luyện đến 99 tầng, đã coi như là khó lường tạo nghệ. Cuối cùng, Diệp Thần đi sâu đến huyết thiên cổ lâm chỗ sâu, ánh vào hắn tầm mắt, là một màn có chút hùng vĩ cảnh tượng. Chỉ thấy một cái trẻ tuổi nam tử, treo lơ lửng ở giữa không trung, từng sợi hắc sắc ma khí từ trên người hắn chảy xuôi mà ra, hội tụ thành sương mù, sau lưng hắn hiển hóa ra một đường to lớn linh hồn pháp tướng. Cái kia linh hồn pháp tướng, có chừng trăm trượng rộng rãi, bộ dáng như một tôn vĩ ngạn ma thần, lại là hồn thiên đế bộ dáng. Hồn thiên đế pháp tướng, mang theo khủng bố, hắc ám, mạnh mẽ uy áp, tựa như có thể trấn áp chư thiên, chung quanh từng cây đại thụ che trời. Tại đây to lớn pháp tướng ma khí bao phủ xuống, lá cây cây cối đều biến thành màu đen, tựa như muốn chết héo. A, à, là Chu Thiên Trạch, hắn thế mà có thể hiển hóa ra hồn thiên đế pháp tướng. Khổng Phi Vũ nhìn xem treo lơ lửng ở giữa không trung trẻ tuổi nam tử, lập tức khiếp sợ không gì sánh nổi hô kêu lên. Người kia chính là Chu Thiên Trạch. Diệp Thần đồng tử cũng hơi hơi co vào, xem ra thôn hồn tà đạo trương tu luyện tới cảnh giới nhất định về sau, là có thể đạt được hồn thiên đế chúc phúc, trực tiếp hiển hóa hồn thiên đế pháp tướng ra tới. Hồn thiên đế pháp tướng buông xuống, cái kia chỗ bộc phát ra khí tức, thật sự là uy chấn chư thiên, dung chuyển lòng người. Tại Chu Thiên Trạch bên người, có chừng hơn 30 người Chu gia, đều là ma khí lượn lờ, khí thế hung hãn. Bọn hắn tại giữa không trung, thần thông thuật pháp oanh tạc lấy phía dưới một tòa tảng đá thành lũy. Tòa kia tảng đá thành lũy, 10 điểm kiên cố, mặc cho Chu Thiên Trạch đám người như thế nào oanh tạc, cũng chưa từng có nửa phần dung chuyển. Xây dựng thành thành lũy tảng đá, như từng khối dày nặng giáp mảnh, phía trên có huyền áo hoa văn phức tạp. Diệp Thần nhìn xem tảng đá trong pháo đài hoa văn, nội tâm không hiểu thấy quen thuộc. Những văn lộ kia, thế mà tựa hồ cùng luân hồi tương quan. Thậm chí, đang nhìn những văn lộ kia thời điểm, Diệp Thần thấy trong cơ thể mình thần giáp mệnh tinh, thế mà xuất hiện một tia cộng minh. Thần giáp mệnh tinh, là luân hồi thất tinh thứ 5 viên mệnh tinh, trước mắt Diệp Thần còn không có thức tỉnh. Này ngôi sao, dùng mạnh mẽ lực phòng ngự xưng. Luân hồi thần giáp gia thân. Vạn pháp bất xâm, chư tà không phá, vô cùng lợi hại. Tòa kia tảng đá thành lũy, tựa hồ liền ẩn chứa thần giáp mệnh tinh năng lượng, cho nên dị thường kiên cố, Chu Thiên Trạch cùng một đám người Chu gia, điên cuồng oanh tạc công kích phía dưới, cái kia thành lũy cũng không có tổn hại. Mộ Y Y, người nghĩ có đầu rút cổ tới khi nào? Tinh hằng chi thạch phòng hộ hoàn toàn chính xác cường hãn, nhưng ngươi lại có thể chống đỡ tới khi nào? Chu Thiên Trạch cười lạnh. Hai tay từng đạo hắc ám thuật pháp oanh tạc xuống, nổ không gian yên diệt thành khư, năng lượng sóng khí cuồn cuộn.
Hắn mặc dù nổ không phá hòn đá kia thành lũy, nhưng thuật pháp oanh tạc mang tới mạnh mẽ lực trùng kích, đầy đủ nhường trốn ở trong thành lũy người, vô cùng khó chịu. Nguyên lai Mộ Nhị Tiểu Tả cùng Mộ gia nhân ở bên trong. Khổng Phi Vũ nhìn xem hòn đá kia thành lũy, cũng là cuối cùng bắt được vị kia Mộ Nhị Tiểu Tả cùng Mộ gia nhân khí tức. Mộ Nhị Tiểu Tả Mộ Y Y, bị Chu Thiên Trạch truy sát, rõ ràng không địch lại, liền triệu cái tảng đá thành lũy, cố thủ chờ cứu viện. Tảng đá kia thành lũy, là tinh hằng chi thạch thủ hộ. Chẳng lẽ nói, tinh hằng chi thạch cùng thần giáp mệnh tinh có sâu xa? Diệp thần tâm bên trong lóe lên rất nhiều suy nghĩ, tinh hằng chi thạch là Thanh Lam quốc trật tự chi thạch, trấn thủ lấy nơi này pháp tắc trật tự, cũng áp chế hết thảy kẻ ngoại lai khí tức. Thậm chí truyền thuyết cái kia viên tinh hằng chi thạch, đã tu luyện ra thần tính, có thể hóa thân thành thạch thần, là vô cùng cường đại tồn tại. Lúc này Diệp thần mơ hồ cảm nhận được một tia nhân quả cộng minh, cái kia tinh hằng chi thạch, rất có thể cùng thần giáp mệnh tinh có quan hệ. Người nào? Mà lúc này, Chu Thiên Trạch cũng cảm nhận được Diệp thần đoàn người khí tức, hắn nhìn lại, làm thấy Diệp thần, Khổng Phi Vũ, còn có rất nhiều người Chu ra đến, hắn đôi mắt hào quang trở nên âm hàn dâng lên. Luân hồi chi chủ, lại có thể là ngươi. Chu Thiên Trạch tầm mắt cuối cùng rơi vào Diệp thần trên thân, hắn cảm nhận được Diệp thần trên người luân hồi khí tức, lập tức liền nhận ra được. Sau đó, hắn lại nhìn một chút Diệp thần sau lưng đám người, làm thấy chính mình người của Chu gia, cũng tại cùng theo Diệp thần về sau, ánh mắt hắn bên trong lộ ra sát khí, nhìn chằm chằm chúng người Chu gia nói. Các ngươi lúc nào đầu phục luân hồi chi chủ? Một cái người Chu gia hoảng hốt vội nói, thiếu chủ. Người bị yêu tà mê hoặc, nhanh tỉnh lại. Mê hoặc. Chu Thiên Trạch nhe răng cười một tiếng, cái gì mê hoặc, bổn thiếu chủ rất thanh tỉnh, ta đã được đến Chu Mục Thần lão tổ chúc phúc, tu vi tăng nhiều, chỉ cần thuận lợi tổ chức máu thiên đại sẽ, đem tinh không huyết bộc cung phụng đi lên, về sau còn sẽ có chỗ tốt cực lớn. Ngay tại lúc này, các ngươi thế mà phản bội ta, đi đầu quân luân hồi chi chủ. Chúng Chu ra người đưa mắt nhìn nhau, biết Chu Thiên Trạch luân hãm quá sâu. Vô pháp tự kiềm chế, đã không thể tùy tiện thức tỉnh. Khổng Phi Vũ hướng Diệp thần nói, luân hồi chi chủ, Chu Thiên Trạch đã điên rồi, chỉ có ngươi có thể đánh tỉnh hắn. Diệp thần ừ một tiếng, gật gật đầu, bây giờ cục diện này, cũng chỉ có một trận chiến. Chu Thiên Trạch mắt lạnh nhìn Diệp thần, cười hắc hắc nói, thế nào, luân hồi chi chủ, ngươi muốn động thủ với ta. Rất tốt, ta nghe nói ngươi thần uy vô địch, ta ngược lại muốn xem. Người đến cùng lợi hại đến mức nào? Tiếng nói vừa ra, Chu Thiên Trạch không đợi Diệp thần động thủ, chính mình ngang tàng xuất kích, sau lưng hồn thiên đế pháp tướng sôi trào lên, ngửa mặt lên trời phát ra cuồng dã giống. Bù! Tiếp theo sát, Chu Thiên Trạch thân thể bạo động, liền theo giữa không trung lóe lên một cái, bay tập đến Diệp thần trước mặt. Quanh người hắn ma khí dâng lên, bộc phát ra khó có thể tưởng tượng thôn vệ chi lực, thân thể thật giống như một cái hắc động giống như. Cỗ này thôn phệ chi lực, cực kỳ khủng bố, là thôn hồn tà đạo trương lực lượng, có thể thôn phệ hết thảy sinh linh linh hồn. Chỉ một thoáng, Diệp thần thấy linh hồn xé rách đau đớn. Phía sau hắn, từng cây đại thụ che trời, oanh long long khô héo sụp đổ, toàn bộ sinh linh đều bị Chu Thiên Trạch nuốt lấy. Thiếu chủ, không muốn. Rất nhiều người Chu ra, phát ra tiếng kêu chói tai, linh hồn của bọn hắn thế mà bị kéo tách rời ra. Liền muốn hướng Chu Thiên Trạch bay đi. Khổng Phi Vũ chờ người nhà họ Khổng cũng là vô cùng kinh hãi, kêu lên một tiếng đau đớn, linh hồn bị kéo ra khỏi bên ngoài cơ thể, tùy thời đều muốn thoát thể bay đi. Chu Thiên Trạch khí tức, liền khủng bố đến trình độ này, hắn vừa ra tay, thôn hồn tà đạo trương mạnh mẽ thôn phệ năng lượng, liền muốn quét ngang hết thảy, thôn phệ hết thảy, yên diệt hết thảy. Bất hủ phong bia, cho ta trấn áp. Diệp thần phản ứng thật nhanh. Lập tức tế ra bất hủ phong bia, hung hăng hướng về Chu Thiên Trạch chấn hạ xuống. Chu Thiên Trạch lách mình né tránh, Diệp thần bất hủ phong bia, phịch một tiếng chấn rơi trên mặt đất, đem Chu Thiên Trạch cái kia hung mãnh thôn phệ khí thế, cũng là làm rối loạn một chút. Khổng Phi Vũ đám người linh hồn, lùi về trong cơ thể. Bọn hắn tất cả mọi người, đều bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, nếu như Diệp thần ra tay chậm nửa điểm, linh hồn của bọn hắn. Liền thật muốn bị Chu Thiên Trạch sống sờ sờ thôn phệ. Ông! Diệp thần gặp nguy không loạn, trong tay kim quang bùng lên, thần hy dâng lên, hào quang bắn ra bốn phía, gọi ra Luân Hồi Thiên Quốc. Luân Hồi Thiên Quốc sâu lắng pháp tắc trật tự lực lượng,
tiến một bước áp chế Chu Thiên Trạch cuồng loạn. Đi lên! Diệp Thần hồi đầu hướng về phía Khổng Phi Vũ đám người quát. Khổng Phi Vũ đám người không dám sơ suất, vội vàng đạp vào Diệp Thần Luân Hồi Thiên Quốc. Tại đánh với Thiên Khải Chí Tôn một trận về sau, Diệp Thần Luân Hồi Thiên Quốc bị hao tổn nghiêm trọng, rất nhiều nơi vẫn là một vùng phế tích, nhưng hạch tâm trật tự cũng không có sụp đổ, đầy đủ cho Khổng Phi Vũ đám người cung cấp bảo hộ, để bọn hắn không cần bị Chu Thiên Trạch thôn phệ linh hồn. Ha ha, Luân Hồi Chi Chủ, này liền là của ngươi Luân Hồi Thiên Quốc thế giới. Rất tốt rất tốt, ngươi này tòa thiên quốc, sinh linh tín đồ ngàn ngàn vạn vạn, nhiều như vậy linh hồn, vừa vặn có khả năng cho ta thôn phệ. Chu Thiên Trạch nhìn xem treo lơ lửng ở giữa không trung Luân Hồi Thiên Quốc, liền thấy thiên quốc bên trên vô số tín đồ, trong mắt không khỏi lộ ra cuồng nhiệt thần sắc hưng phấn. Luân Hồi Thiên Quốc tín đồ linh hồn, cái kia năng lượng linh khí, khẳng định phải so với bình thường linh hồn nồng hậu dày đặc được nhiều. Hắn không chút do dự, lập tức liền hướng về Luân Hồi Thiên Quốc phóng đi. Chu Thiên Trạch, người thật là to gan, lại dám xông vào địa bàn của ta. Diệp Thần nở nụ cười, cũng không có ngăn cản Chu Thiên Trạch, bởi vì tại Luân Hồi Thiên Quốc cương thổ bên trên tác chiến, hắn có khả năng đạt được địa mạch cùng tín ngưỡng trợ lực. Bù! Diệp Thần thân thể lóe lên, cũng là xuất hiện ở Thiên Quốc phía trên, thi triển Phật Tổ Chân Kinh bên trong thuật pháp, một chiêu diệu pháp liên hoa, thất thải đài sen nở rộ, cuồn cuộn Phật quang như thủy triều, quay đầu hướng về Chu Thiên Trạch đánh tới. Chu Thiên Trạch nghĩ tại Luân Hồi Thiên Quốc bên trên đại khai sát giới, nhưng cảm nhận được Diệp Thần mạnh mẽ Phật Pháp Liên Hoa nổ tung tới, cũng là cảm nhận được một tia uy hiếp. Có chút ý tứ, người Phật Pháp tạo nghệ cũng không cạn, so với Khổng gia một đám rác rưởi lợi hại hơn nhiều. Chu Thiên Trạch thôn hồn tà đạo trương, chính là hắc ám tà Pháp, đối Phật Pháp có chút kiêng kỵ. Mắt thấy Diệp Thần diệu Pháp Liên Hoa oanh kích tới, Chu Thiên Trạch trở tay một trường, hắc hồn linh khí bùng nổ, tạo thành ma khí triều dâng, hung mãnh cuốn ngược ra ngoài. Ta như thành ma, Phật làm khó dễ được ta. Chu Thiên Trạch một tiếng quát lên điên cuồng, hắc hồn ma triều hung hãn cuồng bạo, liền Diệp Thần Phật Pháp Liên Hoa đều không trấn áp được, thậm chí trái lại muốn bị ăn mòn. Chỉ thấy Diệp Thần cái kia một tòa thất sắc liên đài, thế mà trong nháy mắt bị ma khí ô nhiễm, hóa thành đen kịt. Chu Thiên Trạch một chưởng đánh tung, đã giết tới Diệp Thần trước người. Quang minh chi tâm, quang minh quyền. Diệp Thần ti không chút nào hoảng. Phóng xuất ra bát văn quang minh chi tâm, chỉ một thoáng, một khỏa lăng tinh toát ra vô tận hào quang rực rỡ, ánh chiếu chư thiên, đem Chu Thiên Trạch ma khí đại đại áp chế xuống. Mượn nhờ quang minh chi tâm lực lượng, Diệp Thần oanh ra một quyền, quyền đầu đeo thao thiên rực rỡ xí thịnh thần hy, một quyền đánh tới hướng Chu Thiên Trạch lồng ngực. Chu Thiên Trạch đôi mắt co rụt lại, vội vàng huy trưởng đón đỡ. Diệp Thần nắm đấm, hung mãnh vô cùng. Đưa hắn liền người mang trưởng đánh cho bay ra ngoài. Chu Thiên Trạch phản ứng cũng là phi thường cấp tốc, lăng không vặn vẹo giảm bớt lực rơi xuống đất, sau lưng hồn thiên đế đổ đằng run run một hồi, khóe miệng cũng là thẩm thấu ra một tia máu tươi. Vừa mới giao phong, hắn rõ ràng ăn thiệt thòi không nhỏ. Ta có 100 loại phương pháp có khả năng chấn ma trừ tà, Chu Thiên Trạch, người muốn nếm thử mấy loại. Diệp Thần nhếch miệng lên một vệt lãnh khốc ý cười. Hắn có thể nói là quang minh cùng rực rỡ hóa thân, đủ loại thần thông thủ đoạn, chấn ma trừ tà, tầng tầng lớp lớp, coi như Chu Thiên Trạch đem thôn hồn tà đạo trương, tu luyện đến 99 tầng, hắn cũng không sợ chút nào. Đương nhiên, Diệp Thần cũng không có khinh địch chủ quan. Bởi vì tại từ nơi sâu xa, hắn cảm giác được cái này Chu Thiên Trạch, vẫn là sẽ mang lại cho hắn nguy hiểm to lớn cùng uy hiếp. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Thần thánh chi thư. Quang minh thần dây xích. Diệp Thần lại bạo phát ra quang minh thần thông, thần thánh chi thư trước người bày ra, từng đầu pháp tắc thần liên mãnh liệt bắn mà ra, hướng về Chu Thiên Trạch toàn thân xỏ xuyên qua mà đi. Hắc hắc, có chút ý tứ. Người có thể chấn ma trừ tà, liền là không biết này thời cổ sụp đổ, người có không có tư cách chấn áp. Thôn hồn tà đạo trương, sụp đổ chi trương, mở. Chu Thiên Trạch lau khóe miệng máu tươi, hiện ra một vệt nhe răng cười. Hai tay bóp quyết, vô tận ma khí bùng nổ, từng mảnh cổ lão thần bí ký tự, tựa như tinh vũ bay ra, cũng trong nháy mắt ngưng tụ thành một quyển sách. Quyển sách kia, chỗ tản ra khí tức, so bình thường ma khí khủng bố rất nhiều, lại mang theo không thể diễn tả tà khí, càng có một cỗ đời này tuyệt tích pháp tắc lực lượng.
đó là sụp đổ pháp tắc. Cỗ này sụp đổ pháp tắc, tại mạt pháp thời đại sau khi kết thúc, thế gian liền không tồn tại nữa. Ban đầu sáng tạo sụp đổ pháp tắc người, là trong truyền thuyết sụp đổ chi chủ, lục đạo cổ thần một trong. Sụp đổ chi chủ, là thời đại viễn cổ, đỉnh cấp tà thần. Hắn đi tới chỗ nào liền muốn sụp đổ. Mặc kệ là tinh không, thiên địa, càn khôn, sơn hà, thành trì, cung điện, thương hải, cũng đỡ không nổi sụp đổ chi chủ lực lượng. Chỉ cần hắn buông xuống, thế gian hết thảy, liền sẽ hướng đi sụp đổ. Thậm chí liền ngày xưa cửu thương cổ hoàng, tự cho là chế tạo ra hoàn mỹ thế giới, tự cho là ổn định trật tự, tại sụp đổ chi chủ buông xuống về sau, cũng trực tiếp sụp đổ. Tại lục đạo cổ thần bên trong, sụp đổ chi chủ thực lực, gần với thiên đấu sát thần. Chỉ có thiên đấu sát thần kiếm, mới có thể trấn áp được hắn sụp đổ tà khí. Giờ phút này, Chu Thiên Trạch ngưng tụ ra cổ lão thư tịch, thế mà mang theo sụp đổ lực lượng, thật là không thể tưởng tượng nổi. Cỗ này sụp đổ lực lượng bạo phát đi ra, nhưng một màn kinh khủng liền xuất hiện, chỉ thấy không gian chung quanh, thế mà như pha lê răng rắc sụp đổ, xuất hiện rất nhiều vết nứt không gian. Bầu trời cùng đại địa, cũng là đột nhiên nứt ra, phảng phất không chịu nổi cỗ này sụp đổ lực lượng ăn mòn, huyết thiên cổ lâm bên trong vô số cây cối răng rắc bạo liệt sụp đổ. Cách đó không xa tòa kia tảng đá thành lũy, trước đây có thể xưng không gì phá nổi, nhưng thời khắc này cũng răng rắc đã nứt ra, thành lũy cấp tốc đập tan, ẩn náu ở bên trong mộ gia nhân vẻ mặt mang theo hoảng hốt, dồn dập bạo lộ ra. Ánh mắt của bọn hắn, còn có người Chu gia, người nhà họ Khổng tầm mắt, đều mang vô cùng hoảng sợ rung động vẻ mặt, nhìn về phía Chu Thiên Trạch. Chỉ thấy thời khắc này Chu Thiên Trạch, chính hắn cũng nhận sụp đổ lực lượng cắn trả. Làn da như bị thái dương bạo chiếu qua đi như tượng gỗ nứt ra, từ bên trong chảy ra màu đỏ thẫm máu. Thi triển sụp đổ chi chương, đối Chu Thiên Trạch tới nói, rõ ràng cũng là đại giới to lớn, cho nên hắn vừa mới vây công mộ ra thời điểm, cũng không có sử dụng. Bây giờ đối mặt Diệp Thần cái này luân hồi chi chủ, hắn mới vận dụng ra hung mãnh như vậy át chủ bài. Cuồng bạo nhất sụp đổ khí tức, phô thiên cái địa hướng về Diệp Thần bao phủ tới. Diệp Thần chỗ gọi ra thần thánh chi thư, trong nháy mắt vỡ nát đi, quang minh chi tâm cũng ông ông tác hưởng, thừa nhận áp lực cực lớn. Diệp Thần vội vàng đem quang minh chi tâm thu hồi, lại thấy ngàn ngàn vạn vạn tòa đại sơn, ép trên người mình. Không chỉ như thế, hắn ngũ tạng lục phủ cũng tại ngứa, phảng phất có cái gì lực lượng quỷ dị, muốn từ trong đó dựng dụng ra đến, lại xông phá thân thể của hắn. Đây là sụp đổ lực lượng. Diệp Thần phảng phất thấy được chính mình một giây sau vận mệnh, liền là bị sụp đổ pháp tắc lực lượng, sống sờ sờ đè nát. Cỗ lực lượng này, quá kinh khủng, hoàn toàn không phải thế gian này có thể có lực lượng, là đã diệt tuyệt pháp tắc, là cực kỳ viễn cổ, cực kỳ thần bí sụp đổ pháp tắc. Này loại sụp đổ pháp tắc, coi như đặt vào thời đại viễn cổ bên trong, cũng chỉ có sụp đổ chi chủ một người, có thể trưởng khống. Diệp Thần trăm triệu không nghĩ tới. Chu Thiên Trạch lại có thể bộc phát ra sụp đổ pháp tắc. Luân hồi nguyên thể, mở. Trong lúc nguy cấp, Diệp Thần mở ra luân hồi nguyên thể, trùng thiên luân hồi khí bạo phát, gió chi đồ đằng, nham chi đồ đằng, hỏa chi đồ đằng, lôi chi đồ đằng khí tượng, ở trên người hắn sáng chói lấp lánh, siêu phàm lực lượng bay lên. Cũng may mắn Chu Thiên Trạch chỗ bộc phát ra sụp đổ pháp tắc, lực lượng cường độ có hạn, so ra kém sụp đổ chi chủ một phần ngàn tỷ. Diệp Thần mở ra luân hồi nguyên thể về sau, liền miễn cưỡng chặn lại. Điều đó không có khả năng. Thấy Diệp Thần chặn lại sụp đổ pháp tắc, Chu Thiên Trạch dùng mình, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Sụp đổ pháp tắc lực lượng, đã sớm trên đời này mất tích, một bạo phát đi ra, chư thế tinh không đều muốn băng diệt, hắn trăm triệu không nghĩ tới, Diệp Thần lại có thể ngăn trở. Xem ra người sụp đổ pháp tắc, lực lượng còn chưa đủ a. Diệp Thần nhe răng cười, luân hồi nguyên thể vận chuyển tới cực hạn, phong nham hỏa lôi đủ loại đồ đằng thần quang bùng nổ, bàn chân tại mặt đất đạp mạnh, trong nháy mắt vò tới Chu Thiên Trạch trước mặt. Chu Thiên Trạch hoảng hốt, sụp đổ chi chương đã là hắn cuối cùng lá bài tẩy, hắn vận dụng này đến bài, tự thân da thịt đều nứt ra, tiếp nhận đại giới cực lớn, vốn cho rằng có khả năng nhất cử diệt sát Diệp Thần, nhưng không nghĩ tới lại không có hiệu quả chút nào. Diệp Thần quá hung mãnh. Thậm chí ngay cả sụp đổ pháp tắc đều có thể ngăn cản. Đừng giết ta, luân hồi chi chủ. Lúc này thấy Diệp Thần xung giết tới trước mặt, Chu Thiên Trạch triệt để hoảng rồi,
vô ý thức liền cầu xin tha thứ. Nhưng mà, Diệp Thần không có chút nào lưu tình, bàn tay lớn vồ một cái, bắt lấy Chu Thiên Trạch đầu, trực tiếp liền bộc phát ra đạo tông đúc đan thuật. Răng rắc, đạo tông đúc đan thuật thi triển, Chu Thiên Trạch thân thể không ngừng vặn vẹo, bị nghiền ép co vào, phát ra kêu thảm. Ô, một luồng khói đen, theo Chu Thiên Trạch trong cơ thể bắn mạnh ra tới, hóa thành một đạo xấu xí thân ảnh. Hắc hắc, luân hồi chi chủ, người thủ đoạn quả nhiên cường hãn, bàn cờ này là ngươi trước thắng một chiêu, chúng ta sau này còn gặp lại. Cái kia xấu xí thân ảnh, lại có thể là Sửu Thần. Nguyên lai, Sửu Thần thế mà phụ thân Chu Thiên Trạch, liền giấu ở Chu Thiên Trạch trong cơ thể. Giờ phút này Chu Thiên Trạch sắp phải chết, hắn mới chạy trốn ra ngoài. Chạy trốn ra ngoài sau Sửu Thần, tốc độ cực nhanh, lập tức liền xoay người trốn đi thật xa, cũng không cùng Diệp Thần tranh đấu. Bởi vì giờ khắc này Diệp Thần, khắc chế Sửu Thần thủ đoạn nhiều lắm. Bát văn quang minh chi tâm, thiên đế kim luân, thiên hỏa mệnh tinh, thái thản tinh tòa, đối Sửu Thần đều có không gì sánh nổi lăng lệ uy hiếp. Hắn nghĩ chính diện giao phong giết ngược lại Diệp Thần, trừ phi hồn chủng chân thân buông xuống. Bằng không, hắn nhất định phải khác ra tay đoạn, tránh đi chính diện giao phong, tỉ như lần này phụ thân Chu Thiên Trạch, mê hoặc nhân tâm. Nhưng Chu Thiên Trạch lại không phải Diệp Thần địch thủ, Sửu Thần quyết đoán cũng là cực nhanh, thấy Chu Thiên Trạch phải chết, hắn liền lập tức chạy trốn, tìm kiếm hậu chiêu. Diệp Thần nhìn thấy Sửu Thần chạy, vẻ mặt lập tức chìm xuống. Hắn biết, Sửu Thần tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy liền từ bỏ ý đồ. Khổng Phi Vũ cùng Mộ Gia người, thấy Sửu Thần bóng mờ, đều là cảm thấy da đầu run lên, một cỗ khí lạnh theo bàn chân đáy xông lên đỉnh đầu. Bọn hắn còn là lần đầu tiên mắt thấy Sửu Thần thân ảnh, cái kia cỗ cấm kỵ tà môn khí tức, nhường đến bọn hắn vô cùng run rẩy. Rất nhiều người Chu gia, tại Sửu Thần sau khi rời đi, linh trí cũng khôi phục thanh tỉnh, bọn hắn mở mịt xem lấy một màn trước mắt màn, lại thấy Chu Thiên Trạch thân thể vặn vẹo, không khỏi kêu to. Thiếu chủ! Nhưng, Diệp Thần đạo tông núc đan thuật, đã phát động, trong khoảnh khắc, liền đem Chu Thiên Trạch luyện hóa thành một luồng đan khí, dung nhập vào trong thân thể mình mặt. Oanh! Đan khí dung nhập, làm cho Diệp Thần trong óc đại chấn, lập tức đạt được Chu Thiên Trạch trí nhớ cùng truyền thừa. Quả nhiên, Chu Thiên Trạch là nhận lấy Sửu Thần mê hoặc, muốn đi hiến tế tinh không huyết bộc. Hiến tế sau tinh không huyết bộc, dĩ nhiên sẽ không rơi xuống Chu Mục Thần trong tay, tất nhiên sẽ bị Sửu Thần lấy ra. Sửu Thần chân thân không buông xuống, chỉ dựa vào một đạo phân thân, không cách nào cùng Diệp Thần chính diện giao phong, hắn nghĩ thôn phệ tinh không máu thác nước, lớn mạnh thực lực bản thân, lại đi đối phó Diệp Thần. Bất quá kế hoạch này, bây giờ lại là triệt để thất bại. Chu Thiên Trạch cái kia thôn hồn tà đạo trương tu vi, có thể tiêu thăng đến 99 tầng, cũng là bởi vì có Sửu Thần trợ lực. Sửu Thần từ cổ chí kim, không biết nuốt đã ăn bao nhiêu linh hồn, những linh hồn này có khả năng tăng lên thôn hồn tà đạo trương lực lượng. Nhưng Diệp Thần khiếp sợ, liền là này thôn hồn tà đạo trương, hồn thiên đế sáng tạo thần công, thực sự quá rộng rãi, quá mênh mông, quá bao la. Thôn hồn tà đạo trương, kỳ thật phân chia 9 cái trương tiết, chính như thần tích tụng thế điển có 9 trương đạo thư, hồn thiên đế sáng tạo thôn hồn tà đạo trương thời điểm, cũng phân chia 9 trương, phân biệt là thôn phệ chi trương, sụp đổ chi trương, buông xuống chi trương, thức tỉnh chi trương, hủ hóa chi trương, tử linh chi trương, huyết tế chi trương, phong ấn chi trương, thiên chủ chi trương. Này 9 trương tà điển, đều có hắc ám tuyệt diệu chỗ, uyên thâm khó lường. Là hồn thiên đế thần lực cấu tứ tác phẩm đỉnh cao, không thể tưởng tượng nổi vĩ đại cuồn cuộn. Trong đó, thôn phệ chi chương là hạch tâm nhất tồn tại, có thể thôn phệ hết thảy linh hồn. Sụp đổ chi chương, lực sát thương hung mãnh nhất, một bạo phát đi ra, thiên địa tinh không đều muốn sụp đổ. Một chương này, là hồn thiên đế đánh giết sụp đổ chi chủ về sau, dùng sụp đổ chi chủ máu thịt biên soạn, cho nên ẩn chứa chí cao vô thượng sụp đổ pháp tắc, đáng sợ đến cực điểm. Nguyên lai sụp đổ chi chủ, là chết trong tay hồn thiên đế. Diệp Thần nội tâm chấn động, lục đạo cổ thần bên trong, hắn trước kia chỉ biết là đao phong nữ hoàng cùng hư không quỷ diệt, là chết tại Sửu Thần trong tay. Đến mức 4 vị khác cổ thần, hắn không biết là bởi vì Hà vẫn lạc, cũng không cách nào suy tính. Cho đến giờ phút này, hắn mới biết được, nguyên lai sụp đổ chi chủ, là bị hồn thiên đế giết chết. Thậm chí,
liền máu thịt đều bị hồn thiên đế biên soạn thành tà điển đạo chương, vĩnh sinh không được siêu thoát, 10 điểm thảm liệt. Diệp thần lĩnh ngộ lấy thôn hồn tà đạo chương diệu pháp, cảm nhận được cổ lão thiên cơ, nhìn thấy đủ loại viễn cổ hình ảnh, cũng nhìn thấy sụp đổ chi chủ bỏ mình thời điểm tình cảnh, không khỏi thân thể phát run. Oanh long long, luân hồi mộ địa bên trong, cũng là truyền ra một hồi chấn động. Thuộc về sụp đổ chi chủ mộ bia, đang run lên bần bật lấy, phun tỏa hào quang. Nhưng không cần lâu nay, cái kia cỗ vầng sáng, lại trở nên ảm đạm, hết thảy chấn động lắng lại. Sụp đổ chi chủ, người thức tỉnh sao? Diệp thần yên lặng đặt câu hỏi, nhưng không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Sụp đổ chi chủ thần hồn lực lượng, quá cường đại, hắn coi như khôi phục, cũng sẽ không dễ dàng hiện thân. Thật giống như thiên đấu sát thần như thế. Dùng Diệp thần trước mắt thần đạo cảnh 5 tầng trời lực lượng, rõ ràng còn vô pháp chống lại sụp đổ chi chủ pháp tắc uy áp. Hắn nghĩ chân chính cùng sụp đổ chi chủ trao đổi, ít nhất cũng phải đem tu vi của mình, tăng lên tới thiên nguyên cảnh lại nói. Bằng không, sụp đổ chi chủ hung mãnh uy áp, đủ để đem Diệp thần nghiền chết. Thử nghĩ một hồi, vừa mới chu thiên trạch, thi triển ra sụp đổ chi chương, chỗ bộc phát ra sụp đổ lực lượng, còn so ra kém sụp đổ chi chủ đỉnh phong thời điểm 1/1000 tỷ, nhưng lực phá hoại liền đáng sợ như vậy. Nếu là chân chính sụp đổ chi chủ buông xuống, vậy thì thật là không thể tưởng tượng đại khủng bố, không không lúc nào không chủ thế giới thiên địa, khả năng đều muốn mảnh lớn mảnh nhỏ sụp đổ. Hồn thiên đế thật sự là tàn nhẫn a, thế mà nắm sụp đổ chi chủ máu thịt, biên soạn thành tà điền. Diệp thần khẽ cắn môi, cảm nhận được hồn thiên đế hung ác. Hồn thiên đế sát tâm cực nặng, tư tâm cũng cực nặng, hắn sáng tạo thôn hồn tà đạo chương, là chỉ cho chính mình tu luyện dùng. Mộng tưởng đột phá thế giới hạn chế, đi tới bến bờ vũ trụ, hoặc là chu diệt sử thần. Hắn không hứng thú đem tín đồ con dân bồi dưỡng lớn mạnh, sợ hãi thủ hạ người, thực lực sẽ vượt qua chính mình. Thật giống như sử thần như thế. Hắn đã sáng tạo ra sử thần, cuối cùng lại không cách nào khống chế, ép thành thiên đại tai họa, dẫn vì suốt đời thống khổ hối hận. Hắn không còn dám phạm sai lầm, cho nên này thôn hồn tà đạo chương, cực kỳ phức tạp khó luyện. Ngoại trừ hồn thiên đế bản thân bên ngoài, người bên ngoài rất khó tu luyện ra uy lực hiệu quả. Cho nên tại tam thập tam thiên thần thuật bên trong, này thôn hồn tà đạo chương bài danh cũng không cao, bởi vì rất khó phát huy ra hiệu quả. Cái kia 9 chương tà điển, mỗi một chương đều là tối tăm khó hiểu, phức tạp thâm ảo tới cực điểm, ẩn chứa trong đó pháp tắc biến hóa, càng là một ý niệm, liền có ngàn tỷ lớp khác biệt, người bình thường căn bản là không có cách nắm giữ. Mà lại, thôn hồn tà đạo chương phân chia 10 vạn tầng, 9 chương tà điển cuối cùng uy lực, cùng thôn hồn tà đạo chương bản thân tu luyện tầng số cũng tương quan. Tu luyện tầng số càng cao, tà điển uy lực lại càng lớn. Hồn thiên đế bản thân liền là tà ác hóa thân, hắn thôn phệ nhiều ít linh hồn, đều sẽ không nhận cắn trả. Nhưng đổi lại người bình thường, cưỡng ép thôn phệ đại lượng linh hồn, khẳng định phải nhận cắn trả, căn bản không chịu nổi. Cho nên, người bình thường có thể lĩnh ngộ một chương tà điển, coi như thiên phú không tồi. Chu Thiên Trạch ban đầu cũng chỉ là lĩnh ngộ thôn vệ chi chương, tại sử thần phụ thân về sau, mới lĩnh ngộ sụp đổ chi chương. Diệp thần thiên phú cực cao, mà lại là đứng tại Chu Thiên Trạch trên cơ sở, càng thậm chí hơn, hắn đã sớm dung hợp hồn thiên đế một bộ phận máu thịt, liền là quyết tử ma nhãn. Nhưng dù vậy, Diệp thần tại cảm ngộ thôn hồn tà đạo chương 9 chương tà điển lúc, cũng chỉ là miễn cưỡng lĩnh ngộ 3 chương. Này 3 chương, phân biệt là thôn phệ chi chương, sụp đổ chi chương, thức tỉnh chi chương. Thôn phệ chi chương, có thể thôn phệ vạn vật. Sụp đổ chi chủ, có thể điều khiển sụp đổ pháp tắc, ép áp thiên địa. Thức tỉnh chi chương, nhưng để tự thân tiềm lực, triệt để bùng nổ thức tỉnh, trong khoảng thời gian ngắn phát huy ra không thể tưởng tượng nổi lực lượng, nhưng có nhất định tác dụng phụ. Diệp thần cao như vậy ngộ tính. Cũng chỉ là miễn cưỡng lĩnh ngộ 3 chương, có thể nghĩ, này thôn hồn tà đạo chương, đến cỡ nào phức tạp thâm ảo. Này hồn thiên đế, thủ đoạn thật sự là âm hiểm a, cố ý đem công pháp thiết kế đến phức tạp thâm ảo, không có ý định để cho người khác xem hiểu. Diệp thần nhếch nhếch miệng, cảm nhận được hồn thiên đế tâm tư. Mà lại coi như hắn lĩnh ngộ, trước mắt cũng khó có thể phát huy ra thôn hồn tà đạo chương uy lực. Bởi vì, thôn hồn tà đạo chương có 10 vạn tầng. Tầng thứ nhất cần thôn phệ một bộ linh hồn, tầng thứ hai cần 2 cỗ, tầng thứ ba cần 4 cỗ, từng tầng một chỉ số chồng chất,
nghĩ chân chính tu luyện đại thành, cần thiết thôn phệ linh hồn số lượng, là một cái không thể hình dung con số khủng bố. Diệp Thần trước mắt liền tầng thứ nhất cũng chưa luyện thành. Khổng gia, Chu gia, Mộ gia người, nhìn xem Diệp Thần biểu lộ biến ảo, cũng không biết hắn đang tính toán lấy chút gì. Một cái người Chu gia nói, luân hồi chi chủ, người giết ta Chu gia thiếu chủ, chúng ta có thể làm sao cùng gia tộc trưởng bối giao phó a? Này người Chu gia thanh âm, đem Diệp Thần suy nghĩ kéo lại. Cái này đơn giản, ta đưa hắn phục sinh chính là. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, vừa mới hắn đánh giết Chu Thiên Trạch, là sợ Sử Thần họa loạn, cho nên thống hạ sát thủ, là vội vã hành động bất đắc dĩ. Chu Thiên Trạch tất cả thời gian đường, đều đã tắt, nhìn như không có khả năng phục sinh, nhưng Diệp Thần có túc mệnh chi hoàn cùng luân hồi huyết mạch lực lượng, muốn phục sinh hắn cũng không tính khó. Ngay sau đó, Diệp Thần liền tế ra túc mệnh chi hoàn, vận mệnh lực lượng đang lưu chuyển, Chu Thiên Trạch chết đi vận mệnh, mạnh mẽ bị nghịch chuyển. Soạt! Chỉ thấy trong hư không bạch quang lóe lên, một bóng người hiển hiện, chính là Chu Thiên Trạch. Bịch! Phục sinh sau Chu Thiên Trạch, hết sức yếu ớt, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, kịch liệt ho khan, từng ngụm thở hổn hển, gương mặt hoàn toàn trắng bệch. Thiếu chủ! Rất nhiều người Chu gia cuống quýt đi qua đỡ lấy hắn. Chu Thiên Trạch mắt nhìn hướng Diệp Thần, ánh mắt mang theo một tia cảm kích, nói, luân hồi chi chủ, đa tạ cứu mạng. Hắn ban đầu bị Sử Thần phụ thân, mệnh đồ đáng lo, nhưng Diệp Thần giết hắn, bước đi Sử Thần, xem như cứu vớt hắn. Bây giờ hắn phục sinh, mặc dù nguyên khí hao tổn rất lớn, nhưng ít ra thanh tỉnh lại, không cần lại chịu Sử Thần mê hoặc, mà lại đạo tâm có đề phòng, về sau Sử Thần lại nghĩ mê hoặc hắn, liền không dễ dàng. Ngươi không có việc gì liền tốt. Diệp Thần thản nhiên nói. Luân hồi chi chủ, có thể đem ta Mộ gia nhân cũng phục sinh sao? Lúc này, một người mặc thanh y thanh thuần thiếu nữ, vành mắt ửng đỏ, đi đến Diệp Thần bên người, thấp giọng khẩn cầu. Thiếu nữ mặc áo xanh này, chính là Mộ gia nhị tiểu thư Mộ Y Y. Có khả năng. Diệp Thần gật gật đầu. Lần này Sử Thần kiểm họa loạn, Chu gia rất nhiều đệ tử nổi điên. Cùng Khổng gia Mộ gia tương sát, người chết số lượng cũng không ít. Ngay sau đó, Diệp Thần liền tế ra túc mệnh chi hoàn, đem Mộ gia người chết phục sinh, lại đem Chu gia cùng Khổng gia mặt khác người chết, từng cái phục sinh. May mắn tam đại gia tộc người chết, thực lực tu vi đều tại thần đạo cảnh cùng thiên nguyên cảnh trong phạm vi, dùng Diệp Thần năng lực, hoàn toàn có khả năng phục sinh. Nếu như vượt qua thiên nguyên cảnh, hắn muốn phục sinh liền cần hao phí điểm tâm máu. Mộ Y Y thấy gia tộc mình người sống lại, lập tức vui mừng không thôi, nói, luân hồi chi chủ, đa tạ ngươi á. Ngươi thần thông quá lợi hại, so tỷ tỷ của ta còn lợi hại hơn đâu. Chu Thiên Trạch nhìn thấy đám người phục sinh, thở dài một tiếng, nói, hổ thẹn, đều là ta đạo tâm không kiên, nhận Sử Thần mê hoặc, mới náo ra nhiều như vậy vô vị sát lục. Khổng Phi Vũ nói, Chu Thiên Trạch, ngươi không cần tự trách, hắc hắc, có luân hồi chi chủ ở đây. Hắn đơn giản vô địch, đều nắm Sử Thần cho hù chạy. Chu Thiên Trạch gật gật đầu, thật sâu hướng Diệp Thần bái, luân hồi chi chủ, xin nhận ta cúi đầu. Dừng một chút, hắn còn nói thêm, Sử Thần khả năng còn ẩn nấp lấy, chúng ta không thể chủ quan, vẫn phải thỉnh các trưởng bối tới xử lý. Dứt lời, hắn liền lấy ra một phát tín hiệu đánh, phịch một tiếng, trực tiếp bắn lên thiên không bên trong nổ tung. Diệp Thần tâm bên trong cũng muốn Sử Thần khả năng ẩn nấp lấy, nghĩ giải quyết tai họa ngầm lời, tốt nhất là tam đại gia tộc các cao tầng ra mặt. Dù sao hắn mới tới Thanh Lam Quốc, chưa quen cuộc sống nơi đây, rất khó vơ vét đến Sử Thần tung tích. Tại đạn tín hiệu phát ra không lâu sau, chỉ thấy từng đạo lưu quang, từ bên ngoài khu vực, cấp tốc bay vụt đến huyết thiên khu bên trong, rất nhanh liền buông xuống đến huyết thiên cổ lâm vùng trời. Chính là Chu gia. Khổng gia, Mộ gia cao tầng trưởng bối, nhân số có tới hơn 20 người, từng cái khí tức thâm hậu. Bọn hắn quan sát huyết thiên cổ lâm, thiên cơ nhìn rõ, đã biết được hết thảy, không khỏi âm thầm kinh hãi. Lại có thể là Sử Thần. Nguyên lai ở sau lưng giở trò người, liền là Sử Thần, ta còn đạo là ai? May mắn có luân hồi chi chủ ra tay, bằng không ta Thanh Lam Quốc, chỉ sợ phải bị bất trắc tai ương. Tam đại gia tộc trưởng bối kinh ngạc nghị luận, sau đó hạ xuống tới, cùng chính mình bọn tiểu bối đoàn tụ, vừa mừng rỡ, lại là nghĩ mà sợ. Trước đây huyết thiên khu có Sử Thần nhân quả luật hạn chế, vô cùng quỷ dị, tại không có điều tra rõ ràng trước,
tam đại gia tộc cao tầng, đều không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ hãi dẫn phát tai họa bất ngờ. Bây giờ mối nguy sơ bộ giải quyết, bọn hắn đối Diệp Thần vô cùng cảm kích, nếu như không phải Diệp Thần ra tay, cái kia tam đại gia tộc thế hệ trẻ tuổi đệ tử, khả năng liền phải bị vận rủi. Luân hồi chi chủ, người quả thật là Phật tổ phái tới cứu vớt chúng ta. Chủ nhà họ Khổng Khổng Bách Lý chắp tay trước ngực, hướng Diệp Thần thi lễ một cái, 10 điểm cảm kích. Diệp Thần cười khổ một tiếng, nói tiền bối, lần này khó khăn trắc trở, là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, sử thần là vì đối phó ta, cũng không thận liên lụy các ngươi. Khổng Bách Lý đạo, không sao, sử thần là không không lúc nào không lớn nhất khối u ác tính, người người có thể chu diệt, nếu như có thể chu diệt sử thần, ta Khổng ra cả tộc hiến tế lại có làm sao. Một người mặc áo bào tím người trung niên, cũng là tiến lên trước một bước, thanh âm to nói ra. Đúng là như thế, luân hồi chi chủ, ta Chu gia cũng có thể cùng các ngươi luân hồi trận doanh, kết làm đồng minh, chung nhau đối phó sử thần. Diệp Thần tâm bên trong khẽ động, hỏi tiền bối là. Khổng Bách Lý giới thiệu nói, hắn chính là Chu gia gia chủ Chu Chính. Dừng một chút, hắn ánh mắt nhìn về phía Chu Chính, cười nói, Chu Chính. Luân hồi chi chủ nói muốn tiến vào Thanh Lam di tích, còn xin ngươi tạo thuận lợi. Hắn còn nhớ rõ Diệp Thần sự tình, liền là muốn đi tới Thanh Lam di tích. Chu Chính thái độ đối với Diệp Thần, vừa mới vẫn là tôn sùng đầy đủ, nhưng nghe đến hắn muốn đi Thanh Lam di tích về sau, sắc mặt hắn chỉ một thoáng biến, trầm giọng nói, luân hồi chi chủ, ngươi muốn đi Thanh Lam di tích. Diệp Thần nói, đúng vậy. Hắn cũng không giấu giếm, đem cánh tay trái ống tay áo vung lên. Xương ra tay trên cánh tay từng đầu quấn quanh xích sắt kia đã thật sâu lâm vào Diệp Thần trong cơ thể, đều nhanh cùng xương cốt ma sát đến cùng một chỗ. Nếu như không phải Diệp Thần tâm tính cứng cỏi, này xích sắt quấn quanh đau nhức, cũng đủ để cho hắn tinh thần sụp đổ. Ta nhận khí thiên tỏa dây xích không cùng xiềng xích, phá cục then chốt, tựa hồ ngay tại Thanh Lam di tích bên trong, còn mời tiền bối giản xếp. Diệp Thần nói với Chu Chính. Chu Chính vẻ mặt hết sức âm trầm, trần chờ không nói gì. Khổng Bách Lý đạo, muốn đi Thanh Lam di tích, chỉ có hai con đường, một là trực tiếp theo cửa vào đi vào, nhưng cửa vào sớm đã bị tinh hằng chi thạch phong kín, nghĩ rời tinh hằng chi thạch vô cùng phiền phức. Thứ hai con đường, liền là đi truyền tống trận đi, Chu Chính, đi tới Thanh Lam di tích truyền tống trận, ngay tại ngươi Chu gia trong phủ, ngươi cởi mở cho luân hồi chi chủ dùng một lần, vậy liền vạn sự thuận lợi. Nghe được Khổng Bách Lý, Chu Chính vẻ mặt càng âm trầm. Tam đại gia tộc tiểu bối các đệ tử, hai mặt nhìn nhau, đều không dám lên tiếng. Bởi vì bọn hắn biết, Thanh Lam di tích 10 phần nguy hiểm, bên trong che kín hắc ám quỷ dị, nếu là xúc phạm cấm kỵ cùng lực lượng quỷ dị, chút xuống đến Thanh Lam quốc bên trong, rất có thể dẫn đến Thanh Lam quốc trật tự sụp đổ. Chu Chính đang trầm mặc sau một hồi, mới chậm rãi lắc đầu nói, thật có lỗi, luân hồi chi chủ. Thanh Lam di tích là cấm kỵ chi địa, ta không thể để cho ngươi đi vào. Diệp Thần cau mày nói, phải không? Khổng Bách Lý đạo ấy, Chu Chính, ngươi đây là ý gì? Đối người khác mà nói, đó là đương nhiên là cấm địa, nhưng luân hồi chi chủ người nào, còn có cái gì cấm kỵ cùng quỷ dị, có thể mạo phạm được hắn? Khổng Bách Lý thờ phụng Phật Tổ, Diệp Thần liền là Phật Tổ đồng minh, cho nên hắn đối Diệp Thần vô cùng tôn sùng. Người khác muốn đi Thanh Lam di tích. Hắn chắc chắn không đồng ý, nhưng Diệp Thần muốn đi, hắn hết sức ủng hộ. Chu Chính trầm giọng nói, ta tin tưởng luân hồi chi chủ thực lực, đích thật là vạn tà bất xâm, nhưng chúng ta đâu? Nếu là Thanh Lam di tích địa mạch bị nhiễu loạn, tà khí đảo cuồn cuộn tới, ta Thanh Lam quốc như thế nào chống lại? Nghe nói như thế, Khổng Bách Lý lập tức nghẹn lời, sau đó liên tục khoát tay nói, sẽ không, ta tin tưởng luân hồi chi chủ có khả năng trấn áp hết thảy. Mà lại, coi như Thanh Lam quốc gặp quỷ dị, cùng lắm thì, chúng ta dọn đi Thượng Hoàng Thiên Cung. Hắn vẫn tin tưởng Diệp Thần, mà lại chủ yếu là có đường lui, một khi Thanh Lam quốc gặp bất trắc, cái kia còn có khả năng dọn đi Thượng Hoàng Thiên Cung, nếu như có thể tận mắt nhìn đến Phật Tổ, hắn thật sự là chết cũng nguyện ý. Chu Chính âm thanh lạnh lùng nói, ta Chu gia tại Thanh Lam quốc an cư vạn thế kỷ nguyên, có thể không muốn tùy tiện di chuyển. Này đi Thanh Lam di tích truyền tống trận. Tuyệt không thể cởi mở, nếu không sẽ có bất trắc tai ương, luân hồi chi chủ, xin hãy tha lỗi. Diệp Thần thấy Chu Chính thủy chung khăng khăng cự tuyệt, trong lòng cũng có chút không vui, nói Chu tiền bối,
nếu truyền tống trận này không có thể mở ra, cái kia không biết ngươi tu kiến truyền tống trận ý nghĩa ở đâu. Bài trí sao? Chu Chính thấy Diệp Thần ngữ khí không vui, cũng sợ đắc tội hắn, vội vàng nói, luân hồi chi chủ, ta không phải cố ý làm khó dễ ngươi, thật sự là có khó khăn khó nói. Truyền tống trận này, là cực kỳ lâu trước kia liền kiến tạo, lúc ấy Thanh Lam di tích bị hắc ám bao phủ, có vô số thiên tài địa bảo, thần thông truyền thừa bị che kín tại dưới mặt đất, ta không chết tâm, cho nên muốn phái người đi đào móc. Nhưng không ngờ, ta phái đi đào bảo người, bọn hắn sau khi trở về, đều lây dính quỷ dị khí, cuối cùng chết thảm, thậm chí nhiễu loạn Thanh Lam quốc địa mạch, dẫn phát vô tận tai biến. Từ đó về sau, ta liền đem truyền tống trận đóng lại, chỉ có vô cùng đặc thù thời điểm, mới sẽ mở ra. Tỷ như ta tam đại gia tộc một số cao thủ, trùng kích cảnh giới thất bại, lâm vào tẩu hỏa nhập ma khốn cảnh, sống không bằng chết, ta đây liền sẽ mở ra truyền tống trận, để bọn hắn đi Thanh Lam di tích thử thời vận, nhìn một chút có thể hay không tìm tới cái gì cơ duyên, nhưng bất kể như thế nào, đều là không cho phép bọn hắn trở lại nữa. Diệp Thần nói cách khác, tiền bối là dù như thế nào, cũng không chịu cởi mở truyền tống trận, để cho ta đi Thanh Lam di tích đúng không? Chu Chính nghiêm nghị nói, đúng vậy, còn mời luân hồi chi chủ thứ lỗi. Mặt khác, ta chuyện xấu nói trước, luân hồi chi chủ, nếu như ngươi khăng khăng không để ý ta Thanh Lam quốc quy củ, mạnh mẽ dùng đừng thủ đoạn tiến vào Thanh Lam di tích, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Ta Chu gia thế lực, mặc dù kém xa tít tắp ngươi luân hồi trận doanh, nhưng cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Khổng Bách Lý trầm giọng nói, Chu Chính, ngươi đây là ý gì, lần này có thể là luân hồi chi chủ ngăn cơn sóng dữ, đã cứu rỗi ta nhóm ba nhà tiểu bối, ngươi liền dùng loại thái độ này cùng hắn nói chuyện. Chu Chính nói, một mã thì một mã, luân hồi chi chủ ra tay cứu vớt, ta tất nhiên là vô cùng cảm kích, làm báo đáp, ta quyết định đối luân hồi chi chủ cởi mở tinh không huyết bộc, hắn có thể đi tinh không huyết bộc tu luyện. Nói xong, Chu Chính tay lấy ra phù chiếu, 10 điểm cung kính đưa cho Diệp Thần, nhưng biểu lộ không có chút nào chịu thua, vẫn là cố chấp nói ra, nhưng nếu như luân hồi chi chủ, muốn đi Thanh Lam di tích, đó là tuyệt đối không thể. Cái kia tinh không huyết bộc lại gọi máu thác trời vải, là huyết thiên khu linh khí nồng nặc nhất địa phương, cũng là toàn bộ Thanh Lam quốc, cực kỳ trọng yếu linh khí nguồn suối. Truyền thuyết máu thác trời bầy mỗi một giọt nước, đều là trên trời sao một luồng linh hồn biến thành, bến bờ vũ trụ chết đi sinh linh, triệu tỷ tỷ, vạn vạn ức ức, thật nhiều hồn linh, liền hóa thành máu tươi, hội tụ thành máu thác nước, đảo ngược đến nhân gian. Này máu thác trời vải, bình thường chỉ có tam đại gia tộc thiên tài, mới có tư cách sử dụng, dùng tới phụ trợ tu luyện, có cực kỳ tốt hiệu quả. Đặc biệt là dùng tới tu luyện thôn hồn tà đạo trương, hiệu quả càng là hiệu quả nhanh chóng, không cần ngoài định mức tìm kiếm linh hồn thôn phệ. Này máu thác trời vải, mỗi một giọt nước liền là một cái linh hồn, có thể thỏa thích hấp thu. Diệp Thần sầm mặt lại, xem ra này Thanh Lam di tích, đích thật là Chu gia cấm kỵ, Chu Chính tình nguyện cởi mở máu thác trời vải, cũng không đúng hắn cởi mở di tích truyền tống trận. Luân hồi chi chủ, cáo từ. Chu Chính đem máu thác trời bày chuẩn dùng phù chiếu, giao cho Diệp Thần về sau, liền chào hỏi Chu gia bọn tiểu bối, chúng ta đi. Chu Chính trực tiếp dẫn người rời đi, dẫn đến Khổng Bách Lý tức miệng mắng to, Chu Chính, người thật sự là vong ân phụ nghĩa. Dừng một chút, Khổng Bách Lý lại thở dài một tiếng, hướng Diệp Thần nói, luân hồi chi chủ, này Chu Chính thật sự là đầu ương ngạnh con lừa, hắn không chịu cởi mở truyền tống trận, vậy lão phu cũng là thúc thủ vô sách, ai? Người khí thiên tỏa dây xích, có lẽ có hắn pháp có thể giải, ta giúp người tính toán tính toán. Nói xong, Khổng Bách Lý cũng mang theo người trong nhà rời đi, hắn muốn trở về lật qua cổ thư, nhìn một chút có biện pháp gì hay không có khả năng phá giải. Này khí thiên tỏa dây xích, đổ vào thiên khải chí tôn vô số tâm huyết, mới rèn đúc ra tới, ẩn chứa trong đó thiên đế pháp tắc lực lượng, vô cùng nan giải. Thậm chí nói, thiên khải chí tôn tại đánh tạo khí thiên tỏa dây xích thời điểm, liền là hướng về phía chết khóa đi, căn bản không có cởi ra biện pháp, liền chính hắn đều không thể cởi ra, bị quấn lên người, chỉ có thể bị khí thiên tuyệt mệnh sát khí không ngừng ăn mòn áp chế, cuối cùng chết thảm. Thấy Khổng gia cùng người của Chu gia đều đi. Mộ gia nhân lập tức có chút xấu hổ. Mộ Y Y do dự, mong muốn nói cái gì, nhưng chần chờ một chút vẫn là không có mở miệng, khom người hướng Diệp Thần nói. Luân hồi chi chủ, ta cũng cáo từ trước, mang theo mộ gia nhân rời đi. Trong chớp mắt, ba người của đại gia tộc,
đi được sạch sành sanh, mênh mang huyết thiên cổ lâm bên trong, cũng chỉ còn lại có Diệp Thần một người. Làm sao có chút cảm giác bị vứt bỏ. Diệp Thần nhìn một chút trên cánh tay quấn quanh lấy khí thiên tỏa dây xích, lộ ra một vẻ tự giễu ý cười. Mang theo khí thiên tỏa dây xích về sau, mệnh cách liền sẽ bị áp chế, người cuối cùng sẽ trở nên giống khí thiên đế như thế, bị thượng thiên cùng vận mệnh chỗ vứt bỏ. Diệp Thần luôn cảm giác, này khí thiên tỏa dây xích đã bắt đầu ảnh hưởng người đứng bên cạnh hắn, người khác lại ở không trong ý thức rời xa hắn, hắn cuối cùng lại biến thành người cô đơn, như khí thiên đế, cô độc chờ đợi thiên phạt buông xuống, sau đó chết đi. Không hề nghi ngờ, này khí thiên tỏa dây xích, nếu như không giải quyết đi, tuyệt đối sẽ trở thành Diệp Thần chí mạng uy hiếp. Luân hồi chi chủ. Ngay tại Diệp Thần tâm bên trong tính toán thời điểm, một đạo thanh thúy tiếng hô vang lên, chỉ thấy vừa rời đi Mộ Y Y, thế mà đi mà quay lại, lại trở về, trên mặt mang theo một tia co quắp thần sắc bất an. Mộ nhị tiểu tả, làm cả sao vậy? Diệp Thần thu liếm lại nội tâm tạp niệm, hỏi. Mộ Y Y chần chờ, nhưng cuối cùng mới lên tiếng nói, người muốn đi Thanh Lam di tích, kỳ thật còn có một cái biện pháp. Nghe được Mộ Y Y, Diệp Thần con mắt lập tức sáng lên, nói, há, còn có biện pháp nào? Mộ Y Y nói, thỉnh tỷ tỷ của ta ra tay, tỷ tỷ của ta Mộ Thanh Âm, là tinh hằng chi thạch lắng nghe người, xem như Thanh Lam quốc thánh nữ, chẳng qua là nàng trời sinh tính ít gặp, không muốn tiếp nhận xương hô thế này. Tinh hằng chi thạch đã sản sinh ra thần linh, nàng có thể cùng thạch thần câu thông, thu hoạch được đủ loại chúc phúc. Năm đó là nàng dùng tinh hằng chi thạch, ngăn chặn tiến đến Thanh Lam di tích lối vào, cũng ngăn cách di tích bên kia truyền đến quỷ dị khí, bảo đảm ta Thanh Lam quốc an ninh. Nếu là nàng chịu rời tinh hằng chi thạch, ngươi là có thể trực tiếp theo cửa vào đi Thanh Lam di tích. Diệp Thần khẽ cau mày, hỏi tỷ tỷ ngươi ở nơi nào? Tinh hằng chi thạch không đơn giản, cái kia nghe nói là đến từ tinh không phía trên thần vật, tại vững chắc Thanh Lam quốc trật tự đồng thời, cũng có thể áp chế người ngoài khí tức. Nếu như không phải có tinh hằng chi thạch áp chế, sự thần đã sớm bạo động, cũng không cần nhọc lòng bố cục. Mộ Y Y tỷ tỷ Mộ Thanh Âm, có thể cùng tinh hằng chi thạch câu thông, thân phận tuyệt đối không đơn giản. Tỷ tỷ của ta tính tình ít gặp, rất ít lộ diện, ta đều có hơn mấy trăm năm chưa thấy qua nàng, nàng trước kia tính cách hết sức sáng sủa, nhưng chẳng biết tại sao, tại trở thành tinh hằng chi thạch lắng nghe người về sau, nàng liền trở nên cô tịch trầm mặc, cả ngày sầu não uất ức. Ta không biết nàng bây giờ ở nơi nào, nhưng ta biết nàng ưa thích cầm khúc, luân hồi chi chủ, người biết đánh đàn sao. Nghe nói như thế, Diệp Thần tâm bên trong cười thầm, nếu là nói cầm khúc tạo nghệ, hắn không kém gì đương thời bất kỳ người nào, đã tận đến cầm đế chân truyền. Bất quá mặt ngoài, Diệp Thần tự nhiên không có quá lộ liễu, mỉm cười nói, biết chun chút đi. Mộ Y Y nói, Ngô, ngươi nếu là biết đánh đàn, có lẽ có khả năng thử một chút phủ cầm, Thanh Lam quốc sẽ người đánh đàn không nhiều, tỷ tỷ của ta nếu là nghe được có đàn âm thanh, có thể sẽ hàng lâm xuống. Diệp Thần tâm bên trong suy nghĩ chuyển động, bây giờ hắn muốn đi Thanh Lam di tích, khổ vì không có môn lộ, Mộ Y Y tỷ tỷ Mộ Thanh Âm, rất có thể liền là phá cục then chốt. Tốt, ta thử một chút, ta nên đi nơi nào đánh đàn đâu. Diệp Thần gật đầu, cũng muốn gặp thấy vị này Mộ Thanh Âm, nhìn một chút có hay không tiến vào Thanh Lam di tích cơ hội. Mộ Y Y nói, tùy tiện chỗ nào đều có thể, nếu như ngươi thật biết đánh đàn, tỷ tỷ của ta có thể nghe được. Nhưng nàng có chịu hay không buông xuống, ta liền không biết. Diệp Thần nói, tốt, biết, đa tạ. Mộ Y Y nói, luân hồi chi chủ, cái kia ta đi trước, ai, ngươi muốn đi Thanh Lam di tích, ta không dám tới gần quá ngươi, dù sao cái kia mảnh di tích là cấm khu, ta nếu là lây dính nhân quả, sợ là muốn chết rồi. Nàng giọng nói mang theo thật sâu kiêng kỵ, đối cái kia Thanh Lam di tích, rõ ràng cũng là e ngại cực kỳ. Cái kia mảnh Thanh Lam di tích, đối Thanh Lam quốc rất nhiều võ giả tới nói, đều là ác mộng tồn tại. Ngay sau đó, Mộ Y Y liền cùng Diệp Thần cáo biệt, quay người rời đi. Tại Mộ Y Y sau khi đi, Diệp Thần lấy ra cửu tiêu hoàn bội cầm, nghĩ thầm, đi nơi nào đánh đàn tốt đâu. Ta coi như đánh đàn, vị kia Mộ Thanh Âm thánh nữ, cũng không biết phải chăng là sẽ buông xuống. Trong lòng thiên đầu vạn tự, Diệp Thần ngẩng đầu nhìn đến phía trước máu thác trời vải. Liền dứt khoát hướng về thác nước đi đến. Càng đến gần máu thác trời vải, Diệp Thần dưới chân con đường càng ngày càng gồ ghề nhấp nhô, ven đường trên hòn đá rơi đầy rêu xanh cùng dây leo,
phía trước một mảnh thâm hồng, cái kia chính là máu thác trời bầy. Này tòa thác nước từ chân trời mà xuống, gắn đầy huyết sắc, nồng đậm đến phảng phất muốn bao trùm toàn bộ bầu trời, bao phủ toàn bộ sơn cốc cùng rừng rậm. Nhìn như tráng lệ huyết sắc thác nước, nhưng chỉ cần bình tĩnh lại tâm tình, ngưng thần lắng nghe, là có thể nghe được từng đợt quỷ dị thanh âm, đó là vong hồn đang gào khóc, tại thống khổ dẫy giụa, tại rên rỉ, mãnh liệt trùng kích lòng người. Máu thác trời bầy mỗi một giọt nước, liền là một cái chết đi hồn linh, này cái thác nước cuồn cuộn không dứt, oanh long long bạo rơi xuống, trời biết ẩn chứa nhiều ít tử linh. Tại đây bên trong đánh đàn, cũng có thể thuận tiện tu luyện thôn hồn tà đạo chương. Diệp thần tâm bên trong tính toán, cái kia thôn hồn tà đạo chương, hắn đã trải qua sơ bộ lĩnh ngộ, nhưng còn không phát huy ra uy lực, bởi vì hắn không có thôn phệ qua bao nhiêu linh hồn, hồn đạo căn cơ còn yếu ớt vô cùng. Ngay sau đó, Diệp thần bước chân vút qua, liền đến máu thiên dưới thác nước. Huyết sắc thác nước mang theo mạnh mẽ lực trùng kích, hung hăng bạo rơi mà xuống. Diệp thần ngồi xếp bằng, ở trên người bày ra một cái không gian vòng bảo hộ, ngăn trở thác nước trùng kích, lại vận chuyển thôn hồn tà đạo chương thôn phệ chi chương, đem thác nước dòng máu năng lượng, điên cuồng thôn phệ tới. Theo dòng máu năng lượng tràn vào, Diệp thần thấy thân thể kinh mạch cấp tốc bành trướng. Cái kia dòng máu bên trong, ẩn chứa vô tận hồn linh, vô số linh hồn ở trong cơ thể hắn gào thét, dẫy giụa, điên cuồng gào thét, mãnh liệt trùng kích hắn tinh thần. T. Này thôn hồn tà đạo chương, tu luyện ngưỡng cửa thật là cao, không ngừng thôn phệ linh hồn, người bình thường chỗ nào chịu được muôn vàn vong linh trùng kích thống khổ. Diệp thần âm thầm kinh hãi, nếu là đổi lại thần đạo cảnh võ giả, này thôn hồn tà đạo chương căn bản không có cách nào luyện. Nhiều nhất tu luyện cái mười mấy tầng liền là cực hạn. Bởi vì thôn phệ linh hồn, sẽ cho mình linh hồn, cũng mang đến điên cuồng trùng kích. Mà thôn hồn tà đạo chương, có chừng 10 vạn tầng. Trời biết muốn thôn phệ nhiều ít linh hồn. Diệp thần không dám sơ suất, vận chuyển luân hồi pháp, trong đan điền một cái luân hồi chi bàn chậm rãi chuyển động, đem thôn phệ mà đến linh hồn, toàn bộ cắn nát, hóa thành chính mình chất dinh dưỡng. Rất nhanh. Hắn hồn đạo căn cơ, liền trúc tạo ra tới, ngàn ngàn vạn vạn vong linh, đúc tạo thành hắn thôn hồn tà đạo chương cơ sở. Diệp thần thôn hồn tà đạo chương tu vi, rất nhanh liền tăng lên tới tầng 30. Tại tăng lên đến tầng 30 về sau tăng lên, liền trở nên khó khăn dâng lên. Bởi vì thôn hồn tà đạo chương luyện đến tầng 30, cần thôn phệ 1 tỷ linh hồn, 31 tầng cần thôn phệ 2 tỷ, 32 tầng là 40 ức, mỗi tiến bộ 1 tầng. Cần thiết thôn phệ linh hồn số lượng, liền muốn gấp bội. Như vậy chỉ số trồng chất, quả thực là nổ tung, có thể xưng khủng bố. Mà càng kinh khủng chính là, Diệp thần thôn phệ đếm bằng ước vạn tính toán linh hồn về sau, này máu thác trời vải, vẫn là trùng trùng điệp điệp, thao thao bất tuyệt, cuồn cuộn rộng rãi, không có chút nào suy yếu bộ dáng. Tinh không phía trên, đến cùng chết nhiều ít người, mới có thể có nhiều như vậy vong linh. Diệp thần không hiểu cảm nhận được kinh dị, tiến một bước cảm nhận được tinh không phía trên khủng bố. Đương nhiên, hắn cũng không có đình chỉ hấp thu động tác, ngược lại hắn không hấp thu, này máu thác trời bầy năng lượng, cũng là đổ vào đến Thanh Lam quốc trong địa mạch, cuối cùng có thể chân chính tư dưỡng địa mạch, trăm không còn một, đại bộ phận đều muốn hao tổn đi. Cùng hắn lãng phí, hắn chẳng thà ra tốc thôn phệ, thuận tiện còn có khả năng siêu độ vong linh, vẹn toàn đôi bên. Oanh long long. Diệp thần không ngừng thôn phệ linh hồn, luân hồi chi bàn cao tốc chuyển động, đem vào cơ thể linh hồn toàn bộ xoắn nát, siêu độ, luyện hóa, thân thể của hắn cũng là bắn ra một cỗ sấm rền tiếng vang. Coi như là giống Chu Thiên Trạch loại thiên tài này, tu luyện thôn hồn tà đạo chương, cũng cần chú ý cẩn thận, e sợ cho gặp vong linh cắn trả. Chu Thiên Trạch tu luyện tới tầng 30 thời điểm, ít nhất hao phí 10 vạn cái kỷ nguyên thời gian, nhưng Diệp thần có được luân hồi lực lượng. Không cần cố kỵ nhiều như vậy, điên cuồng thôn phệ chính là, chỉ bất quá tại đột phá đến tầng 30 về sau, đằng sau nghĩ muốn tăng lên, cần thiết nuốt hồn số lượng thực sự quá nhiều, Diệp thần coi như sẽ không nhận cắn trả, nhưng cũng tiêu hóa nhiều như vậy linh hồn, cũng là cần thời gian. Đến trời tối thời điểm, Diệp thần thuận lợi tu luyện tới 36 tầng, xem như bước vào ngưỡng cửa, nhưng hồn nền bao hàm còn chưa đủ, nghĩ thi triển sụp đổ chi chương lực lượng, ít nhất phải giống Chu Thiên Trạch như vậy. Tu luyện tới 99 tầng mức độ. Nghĩ luyện đến 99 tầng, 10 điểm gian nan, Chu Thiên Trạch chính mình cũng vô pháp làm đến,
là tại sửu thần phụ thân trạng thái, mới có thể đạt thành. Hô! Tu luyện một ngày, Diệp Thần tinh thần cũng có chút rã rời, mở mắt, giãn ra một ngụm chọc khí. Hắn nhìn xem bày ra ở bên cạnh cửu tiêu hoàn bội cầm, sửng sốt một chút, sau đó cười khổ. Vào xem lấy tu luyện, đều quên chính sự. Thôn hồn tà đạo trương thực sự quá rộng rãi thâm ảo, Diệp Thần một tu luyện, liền hoàn toàn ngừng không ở, mãi đến tinh thần rã rời mới bằng lòng bỏ qua. Hắn đều quên đánh đàn, đi nếm thử kêu gọi những mộ thanh âm. Nếu như không giải khai khí thiên tỏa dây xích không cùng xiềng xích, cái kia Diệp Thần tu luyện cũng vô dụng. Ngay sau đó, Diệp Thần đem cửu tiêu hoàn bội cầm đặt nằm ngang đầu gối trước, tĩnh tâm ngưng khí, trong lòng có rất nhiều cầm khúc âm phổ lướt qua. Cuối cùng, tay hắn chỉ đặt vào dây đàn bên trên, nhẹ nhàng khảy một bản Không Sơn Tân Vũ. Không Sơn Tân Vũ nhu hòa linh hoạt kỳ ảo khúc âm, theo Diệp Thần giữa ngón tay chảy xuôi mà ra, cái kiệu anh long long kịch liệt bạo rơi máu thác trời vải, phảng phất cũng biến thành dịu đi một chút. Tiếng đàn trong đêm tối truyền ra, tràn ngập huyết tinh cùng hung lệ huyết thiên khu, phảng phất cũng đi theo trở nên nhu hòa xuống tới, hoành hành ở trong đó rất nhiều hung thú đình chỉ gào thét, cả trên trời chiếu xuống tới ánh trăng, cũng lộ ra phá lệ ôn nhu. Cỗ này u nhã tiếng đàn, mang theo Không Sơn Tân Vũ trong veo diệu vận, rất nhanh liền tại toàn bộ Thanh Lam quốc truyền ra, dãy núi gió bắt đầu thổi, mây khói thành biển, mỗi người đều có thể rõ ràng nghe được. Thanh Lam quốc chủ thành Thanh Khuyết thành bên trong, đã về đến nhà mộ y y, đang nghe cỗ này thanh linh tiếng đàn về sau, tầm mắt một hồi mê ly, lẩm bẩm nói, luân hồi chi chủ thật sự là không gì làm không được, tại cầm khúc một đường cũng có cao thâm như vậy tạo nghệ, liền là không biết có thể hay không hấp dẫn đến tỷ tỷ. Máu thiên dưới thác nước, Diệp Thần phủ cầm rất lâu, chính mình tinh thần cũng buông lỏng rất nhiều, tâm cảnh hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng phóng tầm mắt nhìn tới, máu thác trời vải chung quanh rỗng tuếch, không nhìn thấy dị dạng, càng không có bất kỳ người nào đến. Vị thánh nữ kia lắng nghe người mộ thanh âm, không biết có nghe hay không đến ta cầm khúc. Diệp Thần thấp giọng tự nói, hắn tại cầm khúc bên trong, dung nhập chính mình ý chí mãnh liệt, nếu như mộ thanh âm có thể nghe được, nàng khẳng định liền có thể cảm nhận được tâm tư của hắn. Nhưng mà, Diệp Thần trọn vẹn đợi đến đêm khuya, cũng không có chờ đến bất kỳ người. Rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ đành nghỉ ngơi. Nhưng, Diệp Thần cũng không hề từ bỏ. Tới sáng sớm ngày thứ hai, hắn tiếp tục đánh đàn. Hắn một bên đánh đàn, một bên thi triển luân hồi pháp, phóng xuất ra luân hồi chi bàn, hấp thu máu thác trời bầy năng lượng, lớn mạnh chính mình thôn hồn tà đạo trương tu vi. Như thế lại qua một ngày, Diệp Thần thôn hồn tà đạo trương tu vi, đã tăng lên tới 40 tầng, thậm chí liền tu vi của bản thân hắn cảnh giới, cũng đi theo đột phá, theo thần đạo cảnh 5 tầng trời sơ giai, tấn thăng đến trung giai mức độ. Nhưng, hắn thủy chung vẫn là không đợi được mộ thanh âm. Ngày thứ 3, đợi thêm 2 ngày, nếu là người còn chưa tới, ta liền chính mình cưỡng ép tiến vào Thanh Lam di tích. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 520.